Lúc đầu đạo đức thiên tôn, muốn khởi nguyên hoa, là vì phụ trợ chấp trưởng mồi lửa. Tử Lan cười một tiếng, chỉ Diệp Thần, nói, đóa hoa này ta đã cho hắn, ngươi hỏi hắn lấy. Đạo đức thiên tôn có chút khó xử, hướng Diệp Thần chắp tay một cái, nói, vị này huynh đệ, không biết ngươi có thể hay không. Diệp Thần không đợi hắn lời nói xong, liền nói, không được. Đạo đức thiên tôn diễn cảm nhất thời cứng ngắc, nói, tại sao, chẳng lẽ huynh đệ nhẫn tâm nhìn hàng tỷ sinh linh chết đi. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, không được là không được, ngươi đi thôi. Nói cho cùng, cái này phiến chu thần chiến trường, chỉ là linh không thiên tôn khắc lại bí cảnh thôi, chưa tính là hoàn toàn hư ảo ảo cảnh, nhưng vậy tuyệt không phải chân thực, mà là giới hổ vu chân thực cùng hư ảo tới giữa. Diệp Thần coi như cầm khởi nguyên hoa, giao cho đạo đức thiên tôn, cũng là vô dụng, bởi vì phát sinh qua sự việc, đã sớm xảy ra. Đạo đức thiên tôn thấy Diệp Thần như vậy tuyệt tình hình dáng, da mặt hơi co rúm, thở dài một cái, nói, được rồi. Nói xong liền xoay người rời đi. Nhưng, hắn mới vừa xoay người đi không mấy bước, đột nhiên quay đầu, trong mắt bắn ra ác liệt tinh mang, bàn tay như ưng móng vậy, tia chớp nhanh dò ra, chụp vào Diệp Thần trong tay khởi nguyên hoa, lại là muốn cứng rắn cướp. Ngươi dám! Diệp Thần ánh mắt run lên, lại không nghĩ rằng đạo đức thiên tôn lại muốn cứng rắn cướp. Thần kiếm ngự lôi quyết. Thật may, Diệp Thần phản ứng nhanh chóng, co ngón tay bắn liền, trong cơ thể thiên lôi thần mạch mở, từng đạo sấm sét kiếm khí, từ đầu ngón tay hắn nổ bắn ra ra. Lôi thần thiên tôn thần thông, đạo đức thiên tôn sắc mặt cuồng biến, chỉ cảm thấy vậy từng đạo sấm sét kiếm khí, sát phạt hơi thở đặc biệt mãnh liệt, tại chỗ đem hắn ép được liên tiếp lui về phía sau, điện mang phá không quấn quanh đến trên cánh tay, một hồi kịch liệt tê liệt đau đớn. Thanh hồng thần tinh, ngự. Nguy cấp bên trong, đạo đức thiên tôn lại sử dụng thanh hồng thần tinh, từng đạo màu xanh hồng mang tách thả ra, huyền ảo vận mệnh quy luật chuyển động lực. Những cái kia màu xanh hồng mang to lớn xuyên qua lực, phải đem Diệp Thần thân thể xuyên qua. Đạo đức thiên tôn bề ngoài nói chuyện khách khí, nhưng một động tới tay, vậy đơn giản là vô tình, phải đem Diệp Thần đưa vào chỗ chết. Đại mộ thần kiếm, phá. Diệp Thần thong thả, rút ra luân hồi thiên kiếm, một kiếm mang táng diệt thiên địa đại khí phách, chém điên cuồng ra. Đạo đức thiên tôn lúc này thực lực, là tiên đế đỉnh cấp, nhưng khí vận nội tình còn đặc biệt yếu kém, lấy Diệp Thần thực lực, hoàn toàn không sợ hãi. Diệp Thần đại mộ thần kiếm chém ra, kinh khủng táng diệt kiếm khí, chính là một kiếm đem vậy thanh hồng thần tinh bộc phát ra ánh sáng, toàn bộ nghiền tiêu diệt. Thanh hồng thần tinh ô một thanh âm vang lên, bị lớn mộ kiếm khí chấn động, tại chỗ rớt xuống đất. Cái gì? Đạo đức thiên tôn hoảng hốt, không nghĩ tới Diệp Thần chính là thiên huyền cảnh tầng thứ 6, kiếm pháp tu vi lại như vậy lợi hại. Vậy đại mộ thần kiếm đáng sợ kiếm khí, giết phá hư không, như táng thiên diệt trong ruộng, bao phủ đến hắn trước mắt. Hắn cấp tốc lui về phía sau, nhưng vẫn là chậm nửa bước, thân thể gặp phải đại mộ thần kiếm chém, xuất hiện mấy đạo dữ tợn vết thương. Những vết thương kia, lại là hiện ra thi ban, thật giống như hóa thành thi thể vậy mục nát, đặc biệt khủng bố. Diệp Thần trong mắt ý định giết người ác liệt, cầm kiếm truy đuổi chém đạo đức thiên tôn. Đạo đức thiên tôn không dám chống đỡ, tựa như xoay người chạy trốn đi, liền thanh hồng thần tinh cũng không kịp mang đi. Diệp Thần thu kiếm, cũng không đuổi theo, bàn tay cách không một chảo, đem thanh hồng thần tinh cầm trong tay. Lực chiến đấu của ngươi, thật đúng là ngoại hạng. Tử Lan yên lặng lầm bầm một tiếng, phải biết, Diệp Thần chỉ có thiên huyền cảnh tầng thứ 6 tu vi, lại có thể đánh bại tiên đế đỉnh cấp đạo đức thiên tôn, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Tạm được đi. Diệp Thần khẽ mỉm cười một cái, cũng không có kiêu ngạo tự đại. Bởi vì hắn biết, thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn, nghịch phạt tiên đế, không coi vào đâu. Ở tiên đế phía trên, còn có thần đạo cảnh chân thần, còn có trung vị thần, thượng vị thần, thiên đế chủ thần vân. Vân, đều là hắn muốn ngửa mặt trông lên tồn tại. Lúc này, toàn bộ chu thần chiến trường, truyền ra hàng loạt tiếng chấn động, thiên địa thật giống như sắp sụp đổ. Ồ, chuyện gì xảy ra, chu thần chiến trường chẳng lẽ lại có thể sẽ sụp đổ sao? Tử Lan ngắm nhìn bốn phía, thấy mặt đất ở nứt ra, một phiến cánh rừng mất vào tay giặc, bầu trời cũng ở đây rạn nứt, xuất hiện rất nhiều hư không vòng xoáy, không khỏi có chút ngạc nhiên. Ở nàng ấn tượng bên trong, chu thần chiến trường là nguyên thiên đế và hồn thiên đế đại chiến địa phương,
cái này mảnh đất giới, quy luật đặc biệt vững chắc, cả ngày đế chủ thần đều không thể đột phá. Coi như thiên đế chủ thần, đi đến nơi này phương, tu vi cũng sẽ bị hạn chế đến thần đạo cảnh tầng thứ một bước, có thể gặp nơi này quy luật, có nghiêm mật dường nào. Nhưng lúc này, chủ thần chiến trường lại có sụp đổ dấu hiệu. Cái này không phải chân chính chủ thần chiến trường, chỉ là linh không thiên tôn phục khắc một phần nhỏ khu vực thôi. Diệp thần giải thích nói, mảnh chiến trường này, vốn chính là linh không thiên tôn khắc lại, chỉ có thể duy trì 3 ngày thời gian. 3 ngày trôi qua, thì sẽ sụp đổ. Bây giờ còn chưa đến 3 ngày, nhưng Diệp thần lấy đi khởi nguyên hoa, đem cái thế giới này tinh hoa nhất đổ lấy đi, đưa đến sụp đổ trước thời hạn hạ xuống. Chúng ta phải mau rời khỏi. Diệp thần nắm Tử Lan tay, nói. Này, ta nếu là đi ra ngoài, sẽ có hậu quả gì không? Bên ngoài, đã có một cái ta chứ. Tử Lan đi 2 bước, bước chân liền dừng lại, con mắt hơi chớp động, ngắm nhìn Diệp thần nói. Diệp thần ngẩn ngơ, cúi đầu trầm ngâm một hồi. Cái vấn đề này, đúng là tương đương thâm ảo, có triết lý cuối cùng ý. Linh không thiên tôn khắc lại chiến trường, rốt cuộc là chân thực, còn là mộng ảo. Ta cũng không biết, nhưng ta rất muốn xem, người cùng ta đi thôi. Diệp thần dắt Tử Lan tay, tiếp tục đi về trước bay vút đi. Được. Tử Lan gật đầu một cái, cùng Diệp thần về trước đến lúc đầu doanh trại, và Trang Hiểu Nhan hội hợp. Diệp đại ca, bắt được khởi nguyên xài sao? Trang Hiểu Nhan gặp Diệp thần trở về, lật đật hỏi. Lấy được rồi, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Diệp thần cười một tiếng, sử dụng khởi nguyên hoa, lại sử dụng thanh hồng thần tinh. Trang Hiểu Nhan ngạc nhiên mừng rỡ, nói, vậy thì tốt quá, ta cũng thu hoạch không thiếu thiên tài địa bảo, đủ một đoạn thời gian tu luyện dùng. Diệp thần nói, nơi này sắp sụp đổ, chúng ta mau đi ra. Trang Hiểu Nhan nói, Lập tức, Diệp thần cùng Trang Hiểu Nhan, liền phong tỏa ngoại giới phiêu miểu phong tọa độ, trực tiếp biến dạng hư không, mang Tử Lan, truyền tống rời đi. Làm 3 người sau khi rời đi, cái này phiến chu thần chiến trường, liền nhanh chóng sụp đổ hủy diệt. Diệp thần và Trang Hiểu Nhan, lần nữa trở lại phiêu miểu phong, mấy trưởng lão đang đợi bọn họ. Diệp thần bỗng nhiên có một loại cảm giác mất mát to lớn. Hắn mới vừa một mực dắt Tử Lan, nhưng hiện tại truyền đưa ra, hắn phát hiện bàn tay trống trơn như vậy. Nghiêng đầu vừa thấy, nơi nào còn có Tử Lan bóng người. Truyền đưa ra, chỉ có hắn và Trang Hiểu Nhan 2 người. Tử Lan. Diệp thần ngẩn ngơ, lại đi xem thanh hồng thần tinh, lại phát hiện thanh hồng thần tinh đang nhanh chóng tan vỡ, như sụp đổ ngốc pháo đài vậy, trong nháy mắt phân giải thành cướp xám. Chỉ có Diệp thần trong tay khởi nguyên hoa. Còn có những cái kia thông thường thiên tài địa bảo tài nguyên, có thể giữ hoàn hảo. Trang Hiểu Nhan thấy một màn này, cũng là âm thầm ngạc nhiên, nói, Diệp đại ca, xem ra từ chu thần chiến trường mang ra ngoài đồ, nếu như và thế giới hiện thật phát sinh xung đột, liền sẽ biến mất. Thế giới hiện thật đã có một cái Tử Lan, có một viên thanh hồng thần tinh, Diệp thần lại đem những người này và vật mang ra ngoài, suy luận nhân quả liền xảy ra mâu thuẫn, thế giới sẽ tự mình sửa đổi. Xung đột căn nguyên sẽ bị phai mờ. Ngươi nói đúng. Diệp thần gật đầu một cái, cũng đại khái rõ ràng, thật sâu cảm nhận được thế giới phép tắc cường hãn, cho dù là thiên đế chủ thần đều không thể nghịch chuyển. Muốn nghịch chuyển thế giới quy luật, thay đổi suy luận nhân quả, trừ phi là vận dụng luân hồi sách lực lượng, sửa đổi đi qua. Từ phương diện này xem, luân hồi đi đời sách huy năng, chân thực quá mức ngoại hạng điểm, liền thế giới căn nguyên quy luật cũng có thể thay đổi. Diệp thần nhìn trong tay khởi nguyên hoa, bắt được rất nhiều đi qua nhân quả. Hắn thấy được ngày xưa Tử Lan bóng người, cũng nhìn thấy đạo đức thiên tôn bóng người. Ở chân thật trên lịch sử, Tử Lan hiến tế rất xâm lâm thư, mượn dùng xâm lâm thư lực lượng, đánh lui rất nhiều cường địch, cuối cùng đoạt nổi nguyên hoa, dựa vào khởi nguyên khí che chở, thuận lợi đem thảo thần quyền bính, truyền thụ cho thanh niên. Đạo đức thiên tôn không bắt được khởi nguyên hoa, cuối cùng lựa chọn cưỡng ép luyện hóa mồi lửa. Đạo tâm bị mồi lửa sát khí ô nhiễm, kể từ lúc đó bắt đầu, mầm tai họa cũng đã gieo, hắn đạo tâm, sớm đã có hắc hóa rất xuống nguy hiểm. Ở hàng tỷ đời kỷ nguyên trong thời gian, Tử Hoàng Tiên Cung dựa vào mồi lửa, một mực bảo vệ thực tế, đạo đức thiên tôn trải qua vô số bể dâu, nhìn sao trời, chết liền một lần lại một lần, nhìn mới vũ trụ tinh không, ở cũ. Vũ trụ còn sót lại hài cốt bên trong sản sinh ra tới.
vô số năm tháng hư hại chất đống, nếu như đổi thành vậy tiên đế, đã sớm bị nghiền diệt. Hắn là có mồi lửa che chở, mới có thể từ lâu như vậy xa đi qua, một mực sống đến hiện tại. Diệp Thần cảm thụ những thứ này mênh mông đi qua, ánh mắt có chút mê ly. Đạo Đức Thiên Tôn là một người cô độc, từ cửu thần thời đại đi tới hiện tại, hắn thật ra thì sớm đã có phi thăng tư cách, nhưng hắn một mực để bảo toàn thực tế, thế giới hiện thật có thể sống còn đến nay, hắn công không thể không. Nhưng bất kể như thế nào, hôm nay Đạo Đức Thiên Tôn, đích xác là hắc hóa hư hỏng, Diệp Thần nhất định phải đánh bại hắn, đem thuộc về luân hồi huyết mạch mồi lửa, lần nữa đoạt trở lại. Cái này mồi lửa, cũng là hắn thức tỉnh viên thứ tư mệnh tinh, thiên hỏa mệnh tinh chỗ mấu chốt. Tiểu thư, luân hồi chi chủ, cảm ơn trời đất, các ngươi cuối cùng bình an đi ra. Đây là, Phiêu Miểu Phong mấy trưởng lão cửa, lật đật qua tới đón tiếp. Có phiền các vị trưởng lão treo tim. Diệp Thần mỉm cười nói. Diệp đại ca, ta thu hoạch không thiếu thiên tài địa bảo, vậy kế tiếp, ta liền có thể an tâm tu luyện, đa tạ ngươi. Trang Hiểu Nhan vui mừng cười nói, lần này ở Diệp Thần đi cùng, nàng ở Chu Thần chiến trường bên trong, thu hoạch rất phong phú, không tu luyện cần tài nguyên, vậy giải quyết không thiếu. Không cần cảm ơn. Diệp Thần cười một tiếng, lần này đi Chu Thần chiến trường, hắn vậy thu hoạch to lớn, đặc biệt là khởi nguyên hoa, đủ để cho hắn đúc lại Thanh Liên phân thân. Lập tức, Diệp Thần liền muốn tạm biệt Trang Hiểu Nhan, trở về tinh nguyệt giới từ từ tu luyện. Nhưng mà, lúc này, Phiêu Miểu Phong nhưng kịch liệt chấn động đứng lên, thật giống như mau phải đối mặt sụp đổ. Cùng lúc đó, bầu trời bên trong, có mênh mông thần quang tách thả ra, những cái kia ánh sáng bên trong, mang theo khởi nguyên tiên khí tạo hóa sức mạnh to lớn, lại có cổ xưa thần bí khí tượng. Một cái to lớn thác nước, treo ngược trời. Thác nước hai bên, là hai bức tượng đá, lại là Nguyên Thiên Đế và Hồn Thiên Đế pho tượng. Những cái kia thác nước cùng pho tượng khí tượng, trôi lơ lửng ở trên trời bên trong, tựa như tùy thời muốn hạ xuống, tình cảnh đặc biệt nguy nga. Đây là... Diệp Thần nhìn bầu trời ở giữa khí tượng, nhất thời lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nếu như hắn không nhìn lầm, đó chính là Chu Thần chiến trường cảnh tượng. Chu Thần chiến trường khí tượng, lại có thể xuất hiện ở Phiêu Miểu Phong bầu trời, thậm chí tùy thời muốn hạ xuống, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Đây là chuyện gì xảy ra? Đây không phải là Chu Thần chiến trường khí tượng sao? Làm sao sẽ hạ xuống thế gian? Chẳng lẽ nói, Trần Phong biến mất Chu Thần chiến trường, hôm nay lại muốn mở sao? Mấy cái Phiêu Miểu Phong các trưởng lão, nhất thời ra đầu tê dại, mặt đầy sợ hãi. Trang Hiểu Nhan Ai Yêu một tiếng thét kinh hãi, hướng Diệp Thần nói, Diệp đại ca, chẳng lẽ là chúng ta ở phục khắc Chu Thần chiến trường lịch luyện, lại kích động thiên địa quy luật, làm chiến trường chân chính mở? Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nhìn bầu trời bên trong, vậy mênh mông khoáng đạt khởi nguyên tạo hóa khí tượng, cũng là thật sâu kinh ngạc, nói, có thể đúng như ngươi mà nói, chiến trường chân chính muốn mở ra. Vốn là, chân chính Chu Thần chiến trường, ở năm tháng bụi bậm dưới che giấu, đã sớm Trần Phong biến mất. Linh Không Thiên Tôn khắc lại chiến trường, chỉ là một phần nhỏ khu vực, tổng tài nguyên số lượng, còn không bằng nguyên vẹn chiến trường trong 1%. Hoàn chỉnh Chu Thần chiến trường, bên trong ẩn chứa thiên tài địa bảo tài nguyên, số lượng muốn phong phú rất nhiều, cơ hồ là lấy không bao giờ hết, dùng không hết. Một cái Phiêu Miểu Phong trưởng lão nói, không xong, Phiêu Miểu Phong sắp sụp đổ, luân hồi chi chủ, tiểu thư, chúng ta phải lập tức rời đi. Theo chân chính Chu Thần chiến trường, sắp mở, hào hùng uy áp hạ xuống, Phiêu Miểu Phong mau muốn không chịu nổi, sắp sụp đổ. Cho dù Phiêu Miểu Phong có rất nhiều đại trận bảo vệ, thậm chí có Linh Không Thiên Tôn lưu lại vách không gian chướng, nhưng cái này chút phòng vệ cũng không ngăn nổi Chu Thần chiến trường uy áp. Cái này Chu Thần chiến trường là đã từng Nguyên Thiên Đế cùng Hồn Thiên Đế đại chiến địa phương, năng lượng khí thế dĩ nhiên là khủng bố. Rắc rắc sát, cả tòa Phiêu Miểu Phong ở Chu Thần chiến trường dưới áp lực, vách núi tan vỡ, loạn thạch tung tóe, các loại đại trận phai mờ, nhanh chóng sụp đổ mất vào tay giặc. Chúng ta đi. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, trong lòng có quyết đoán, vung tay lên, liền mang theo Trang Hiểu Nhan rời đi. Phiêu Miểu Phong lên các trưởng lão, các đệ tử, vậy hoảng vội vàng đi theo lên. Đám người vừa rời đi Phiêu Miểu Phong, Phiêu Miểu Phong liền hoàn toàn than tháp điệu, lâm vào là một phiến đá vụn phế tích. Ở mảnh phế tích này bên trên, là thật lớn vô tận Chu Thần chiến trường khí tượng,
bên trong vô số thiên tài địa bảo, vô số thần binh pháp bảo ánh sáng, đã hiển lộ ra. Vậy khởi nguyên tiên trì, vậy cái thành phố Great Falls, còn có vậy hai tòa cổ xưa tượng đá, đều là biểu dương ra hùng hồn khí thế. Diệp thần phỏng đoán, tối đa mấy ngày sau, chu thần chiến trường thì phải hoàn toàn hạ xuống, phủ đầy bụi bí cảnh, đem sẽ mở. Một cái phiêu miểu phong trưởng lão, mắt lộ ra tinh mang, nói tiểu thư, luân hồi chi chủ, đại cơ duyên đang ở trước mắt à. Các ngươi đi qua chu thần chiến trường, đối với chiến trường vô cùng quen thuộc, nếu là lại đi, nhất định là như cá gặp nước, có thiên đại tạo hóa. Hoàn chỉnh chu thần chiến trường, tài nguyên vô cùng phong phú, nếu như Diệp Thần và Trang Hiểu Nhan lần nữa bước vào nói, nhất định có thể thu hoạch được rất nhiều tài nguyên, chỗ tốt to lớn. Trang Hiểu Nhan nghe vậy, một hồi mừng rỡ, nói, đúng là như vậy, Diệp đại ca, hoàn chỉnh chu thần chiến trường mở, cái này đối với chúng ta mà nói, đích xác là thiên đại tạo hóa cơ duyên. Có lẽ cái cơ duyên này, đem hoàn toàn thay đổi dưới mắt chúng ta thế cục. Diệp Thần nhìn bầu trời bên trong mênh mông khí tượng, nhưng là lắc lắc đầu nói, chu thần chiến trường lớn như vậy khí tượng bùng nổ, định trước thái thượng thế giới và thiên ngoại thiên, tất cả mọi người đều sẽ biết được. Đến lúc đó, rất nhiều thế lực chen chúc tới, chém giết tranh đoạt, muốn đi vào bên trong tìm bảo, nơi nào có như thế dễ dàng. Nghe Diệp Thần mà nói, Trang Hiểu Nhan nụ cười, nhất thời đóng lại xuống. Chung quanh phiêu miểu phong trưởng lão cùng các đệ tử, cũng là chố mắt nhìn nhau. Diệp Thần nói không sai, hôm nay chu thần chiến trường mở ra khí tượng, thực sự quá lớn, thần quang ngất trời, khởi nguyên khí nổ tung. Như vậy thật lớn khí tượng, thì không cách nào giấu giếm, toàn bộ thái thượng thế giới và thiên ngoại thiên, khẳng định cũng sẽ cảm thấy được. Đến lúc đó, các phe thế lực các cường giả, khẳng định điên cuồng tràn lên, liều chết tranh đoạt tài nguyên. Diệp Thần và Trang Hiểu Nhan, muốn nuốt một mình bên trong chiến trường bảo bối, đó là không thể nào sự việc. Cơ duyên tạo hóa là có, hơn nữa rất to lớn, chỉ là sau lưng cất giấu nguy hiểm. Diệp Thần phỏng đoán, Vạn Khư Thần Điện, Tử Hoàng Tiên Cung, cũng sẽ phái người tới đây, còn có những phương diện khác thế lực, tuyệt không thể khinh thường. Diệp đại ca, vậy ngươi xem làm thế nào? Trang Hiểu Nhan không có chủ ý, hướng Diệp Thần hỏi. Chu thần chiến trường mở, chúng ta tự nhiên không thể bỏ qua, nhưng vì an toàn, trước chuyện trước hết làm xong kế hoạch, các ngươi cùng để ta đi. Diệp Thần trong lòng sớm đã có quyết đoán, liền dẫn Trang Hiểu Nhan và phiêu miểu phong mọi người, đi trước đi Phù Văn Thánh Địa, đi tới Vĩnh Phù Thiên Cung bên trong, tạm thời nghỉ ngơi. Ở Vĩnh Phù Thiên Cung bên trong, cũng có thể thấy rõ chu thần chiến trường đem khải khí tượng. Khí này voi, chân thực quá mãnh liệt. Liền bế quan tu luyện thủy thần thiên tôn Lạc Thanh Ly, đều bị kinh động đi ra. Lạc Thanh Ly thấy phương xa khí tượng, trên gương mặt tươi cười lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, trong truyền thuyết chu thần chiến trường, đã sớm trần phong biến mất, lại có thể sẽ ở gần đây mở. Diệp Thần nói, Thanh Ly muội muội, người phải cùng chúng ta cùng nhau tiến vào chiến trường sao? Lạc Thanh Ly lắc lắc đầu nói, không được, tiến vào chu thần chiến trường, tu vi khí vận nội tình vân. Vân. Đều phải bị áp chế đến thần đạo cảnh tầng thứ một cảnh giới, ta hôm nay đang khôi phục, thực lực, muốn tiến bộ cũng không kịp, nếu như bị áp chế, lấy. Sau muốn khôi phục lại, vậy thì khó khăn. Diệp Thần nói, phải không? Lạc Thanh Ly nói, chu thần chiến trường bên trong, linh khí nhất là dư thừa, chính là khởi nguyên tiên trì. Diệp Thần ca ca, người đã bắt được cửu thần lục, có thể lợi dụng khởi nguyên tiên trì linh khí, rèn luyện cửu thần lục. Lớn mạnh cửu thần lục lực lượng. Lạc Thanh Ly đã nhìn ra, cửu thần lục ngay tại Diệp Thần trên tay, nhưng chỉ có một nửa. Nửa phần cửu thần lục, muốn đối kháng tương lai phủ xuống hắc ám tai biến, có thể sẽ có điểm cố hết sức. Lần này chu thần chiến trường mở, đối Diệp Thần mà nói, là một cái thiên đại cơ duyên. Không nói thứ khác, chỉ là khởi nguyên tiên trì, là có thể lớn mạnh hắn cửu thần lục lực lượng. Hy vọng có thể thuận lợi. Diệp Thần ánh mắt chớp động, chu thần chiến trường đại khái sẽ ở mấy ngày sau, hoàn toàn hạ xuống mở. Mấy ngày nay thời gian, hắn dự định trước làm xong vạn toàn chuẩn bị. Lập tức, Diệp Thần ở Vĩnh Phù Thiên Cung bên trong, tìm cái tĩnh lặng phòng tu luyện, sử dụng khởi nguyên hoa, chuẩn bị đúc lại Thanh Liên phân thân. Đồng thời, hắn lại truyền ra ý chí, câu thông tinh nguyệt giới, để cho luân hồi trận doanh nhân vật, chuẩn bị xong tiến vào chu thần chiến trường. Đặc biệt là Diệp Lạc Nhi, hắn trực tiếp kêu gọi Diệp Lạc Nhi tới đây.
Phong thần Thiên Tôn giao cho hắn Phong thần Châu, hắn chuẩn bị ban cho Diệp Lạc Nhi, để cho Diệp Lạc Nhi trở thành mới Phong thần. Như vậy thứ nhất, luân hồi trận doanh thế lực, tất có thể thật to tăng lên. Ý chí truyền ra sau đó, Diệp thần ánh mắt, rơi vào vậy khởi nguyên tốn trên. Khởi nguyên hoa linh khí hòa hợp, hồng quang lóe lên, phía trên lượn lờ hơi thở, tràn đầy nguyên sơ khởi nguyên đại lộ hay uẩn, sức sống đặc biệt dư thừa. Hóa thiên đại pháp, luyện hóa cho ta. Diệp thần bàn tay đưa ra, từng đạo quy luật xen lẫn, thi triển ra hóa thiên đại pháp, đem vậy khởi nguyên hoa luyện hóa hết. Hóa thiên đại pháp, truyền thuyết xuất từ mộ cung, là nguyên thiên đế truyền cho trôi trên mặt nước tuyệt mệnh chủ nhân, giang trôi trên mặt nước. Diệp thần ban đầu tranh đoạt trôi trên mặt nước tuyệt mệnh thời điểm, học biết liền cửa này hóa thiên đại pháp. Lời đồn đãi cái này hóa thiên đại pháp, có thể luyện hóa vạn vật, Diệp thần từng dựa vào môn thuật pháp này, luyện hóa ma thiên đế hải cốt, thức tỉnh liệt nhật mệnh tinh. Lúc này, hắn thi triển hóa thiên đại pháp, vậy đóa khởi nguyên hoa, rất thuận lợi liền bị hắn luyện hóa hết, hóa thành từng tia từng luồng nguyên khí, hội tụ nhập hắn trong đan điền. Thanh liên đúc thánh pháp, thanh liên phân thân. Khởi nguyên khí, đúc. Diệp thần ý niệm động một cái, nhưng không có đem khởi nguyên hoa linh khí hấp thu, mà là toàn bộ điều động ra, dùng để đúc thanh liên phân thân. Hắn vận chuyển thanh liên đúc thánh pháp, từng luồng khởi nguyên linh khí, hội tụ xen lẫn, cấu trúc thành một đóa thanh liên. Ti ti lũ lũ thanh mang, từ thanh liên trên tách thả ra, các loại phù văn huyền ảo xen lẫn. Diệp thần tốn nữa phá đầu ngón tay, cong ngón tay bắn ra, một giọt máu tươi. Rơi vào vậy đóa thanh liên bên trong. Vù vù. Thanh liên chấn động, một phiến cánh hoa múi dương ra, thanh khí nhô lên, từ bên trong toát ra một cái nho nhỏ người. Cái này nho nhỏ người, hình dáng cùng Diệp thần giống nhau như đúc, chính là hắn phân thân. Dựa vào khởi nguyên hoa linh khí, Diệp thần cuối cùng là đúc lại ra thanh liên phân thân. Rất tốt, rất tốt. Diệp thần mặt lộ vui mừng, lập tức liền không ngừng đem tự thân linh khí cùng khí huyết bơm vào đến nho nhỏ này thanh liên phân thân bên trong, không ngừng đào tạo lớn mạnh. Lúc này, theo chu thần chiến trường sắp mở, khổng lồ khí tượng ánh chiếu chư thiên, thiên ngoại thiên và thái thượng thế giới các nơi, thế lực khắp nơi đều có phản ứng. Tinh nguyệt giới, ngạo thế thiên cung bên trong. Diệp thần ý niệm truyền đưa trở lại, luân hồi trận doanh mọi người vật cửa, cũng tiếp thu được. Huyền Hàn Ngọc và gió tiếng nói oanh đang bế quan. Thân Đồ Uyển Nhi cùng tương lai thân có liên quan mật thiết, tùy tiện không thể rời đi, Võ Giao và Diệp Tà Thần phải tuân thủ nhà. Cho nên, đi qua thương nghị, luân hồi trận doanh bên này, quyết định phái Diệp Lạc Nhi, Ngụy Dĩnh, Hạ Nhược Tuyết ba phụ nữ, lên đường đi Vĩnh Phủ Thiên Cung, cùng Diệp Thần hội hợp, chuẩn bị cùng nhau tiến vào chiến trường. Trong đó, Diệp Lạc Nhi lại là Diệp Thần chỉ đích danh phải đi, nàng sẽ là mới phong thần. Kỷ Tư Thanh cũng muốn đi. Nhưng bị hỏa thần Thiên Tôn Tô Nghê Thường ngăn cản. Tô Nghê Thường nói, Tư Thanh, người sắp đi không không lúc nào không, lễ đăng cơ thành thần, lúc này chớ không thể ra nửa điểm ngoài ý muốn. Kỷ Tư Thanh nói, nhưng mà. Tô Nghê Thường nói, ta biết ngươi lo lắng Diệp Thần, nhưng còn chưa có thể hành động thiếu suy nghĩ. Lần này chu thần chiến trường mở, thế lực khắp nơi tiến vào trong đó, quá mức nguy hiểm, ta sẽ để cho vạn hỏa giới người, phụ trợ Diệp Thần chinh chiến. Lập tức, Tô Nghê Thường liền truyền ra ý chí, triệu hoán vạn hỏa giới sứ giả xuống. Không cần thiết đã lâu, tinh nguyệt giới bầu trời chấn động, hư không rạn nứt, có 5 cái vạn hỏa giới sứ giả, hạ xuống, khom người hướng Tô Nghê Thường cùng Kỷ Tư Thanh thi lễ. Bái kiến hỏa thần Thiên Tôn, Tư Thanh cô nương. Bọn họ gặp Kỷ Tư Thanh trên đỉnh đầu, vậy đỉnh hư ảo hỏa thần vương miện, đang dần dần đổi được chân thực, trong lòng lại là thổn thức, lại là mong đợi. Thổn thức chính là, thuộc về Tô Nghê Thường thời đại, thật đi qua. Mong đợi phải, Kỷ Tư Thanh lễ đăng cơ bước lên vô cùng, nàng thân là mệnh vận chi chủ, có to lớn tiềm lực, tương lai thành tựu, có lẽ có thể vượt qua Tô Nghê Thường. Ừ, Tô Nghê Thường nhẹ khẽ gật đầu, hướng vậy 5 cái sứ giả nói, Trần Phong nhiều năm chu thần chiến trường, sắp mở, các ngươi đi theo Diệp Thần đi vào, thề bảo vệ. Vậy 5 cái sứ giả, sửng sốt một tí. Rồi sau đó ánh mắt nhìn về trên trời cao. Khi bọn hắn thấy Nguyên Thiên Đế cùng Hồn Thiên Đế tượng đá hư ảnh, còn có vậy ngập trời thác nước, chu thần chiến trường minh mông hình ảnh, bọn họ sắc mặt không khỏi cuồng biến. Cái gì, lại là chu thần chiến trường? Cái này phủ đầy bụi chiến trường,
ở ngày hôm nay lại có thể mở ra. Hơn nữa còn là ở thế giới hiện thật. T, chuyện lớn như vậy, hỏa thần thiên tôn, vì sao ngươi không nói rõ ràng? Vậy năm cái sứ giả, rung động không dứt. Chu thần chiến trường sắp mở ra bàng bạc khí tượng, chấn động toàn bộ thái thượng thế giới cùng thiên ngoại thiên, nhưng bởi vì thời không vách đá cách trở, cũng không có chuyển tới không không lúc nào không bên trong đi. Nói cách khác, ở không không lúc nào không bên trong, thế lực khắp nơi, cũng không biết chu thần chiến trường sắp mở ra. Mới vừa Tô Nghê Thường, truyền ra ý chí, triệu hoán vạn hỏa giới sứ giả hạ xuống, cũng không có nói tỉ mỉ chuyện này. Một cái sứ giả hối hận nói, hỏa thần thiên tôn, nếu là chúng ta vạn hỏa giới, biết chu thần chiến trường mau mở ra nói, khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, phái thần đạo cảnh trở lên cường giả hạ xuống, chúng ta cái này 5 người, chỉ có vô lượng cảnh sau. Kỳ tu vi à? Vậy mà nói, tu vi càng cường đại người, muốn đột phá thứ nguyên vách đá hạn chế, hạ xuống đến thế giới hiện thật, liền cần phải chịu đựng càng lớn giá phải trả, nguy hiểm hệ số vậy càng cao. Cho nên, vạn hỏa giới hiện tại hạ xuống người, tu vi cũng chỉ là vô lượng cảnh hậu kỳ thôi, cũng không có thần đạo cảnh tồn tại, dẫu sao phái thần đạo cảnh cường giả hạ xuống, quá phiền toái, bọn họ ở thế giới hiện thật, cũng không có hơn. Thiếu làm nền cùng kinh doanh, có thể không chịu nổi nhiều ít quy tắc cắn trả giá phải trả. Tô Nghê Thường gật gật đầu nói, vô lượng cảnh hậu kỳ đủ rồi, các ngươi dẫu sao xuất thân không không lúc nào không, chấp trưởng không thiếu không không cách nào thì, đủ để trợ lực Diệp Thần. Ta không nói chu thần chiến trường chuyện, là sợ tiết lộ thiên cơ, đưa tới những đại nhân vật kia mơ ước. Lần này chu thần chiến trường mở, tốt nhất không muốn để cho không không thời không thế lực nhúng tay. Tô Nghê Thường rất rõ ràng, ở bên trong thế giới hiện thật mặt, luân hồi trận doanh thế lực, là đỉnh cấp tồn tại, không sợ bất kỳ nhất phái. Chỉ cần không không lúc nào không không nhúng tay vào, cùng chu thần chiến trường mở sau đó, luân hồi trận doanh liền có thể thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất. Vẫn là hỏa thần thiên tôn cân nhắc chu đáo. Vậy năm cái sứ giả, rối rít gật đầu, bội phục Tô Nghê Thường mưu lự. Chuẩn bị xong sau đó, cái này năm cái sứ giả, liền cùng Diệp Lạc Nhi, Ngụy Dĩnh, Hạ Nhược Tuyết ba phụ nữ, mang mười mấy luân hồi trận doanh tinh nhuệ hộ pháp, cũng là vô lượng cảnh hậu kỳ tồn tại. Trước lên đường đi thiên ngoại thiên vĩnh phủ thiên cung, chuẩn bị. Cùng Diệp Thần hội hợp. Cùng lúc đó, Vũ Hoàng thiên giới, vạn khư thần điện chỗ sâu, cụm núi đỉnh. Vũ Hoàng cổ đế đứng ở trên đỉnh núi, có thể rõ ràng cảm nhận được vậy chu thần chiến trường khí tượng bàng bạc, liền hắn cái này tiên đế, đều cảm thấy rung động. Thậm chí, Vũ Hoàng cổ đế có dự cảm, chu thần chiến trường bên trong, tồn tại rất nhiều tạo hóa cơ duyên, nếu như có thể đạt được. Liền có cơ hội để cho hắn chứng đạo thành thần, bước vào thần đạo cảnh. Chỉ là, chu thần chiến trường mở, tất nhiên đưa tới nhiều phương thế lực chú ý, luân hồi trận doanh, thiên nữ trận doanh, trùng dương chân nhân trận doanh, tử hoàng tiên cung trận doanh vân. Vân, hắn bây giờ không có tuyệt đối lòng tin, có thể độc chiếm cơ duyên. Phải biết, trước đây không lâu, Khương Tiêu Vân và Phù Đồ Huyền, đều chết ở Phiêu Miểu Phong. Chuyện này... đối Vũ Hoàng cổ đế đả kích to lớn. Ta ý chí dao động. Vũ Hoàng cổ đế một tiếng thở dài, những năm này cùng Diệp Thần tranh đấu, hắn nhiều lần đánh bại, đạo tâm đã rung, gần đây lạnh lùng cương mãnh chiến ý, vậy đã sớm hoảng liền rất nhiều. Nếu như là ở dĩ vãng nói, đối mặt chu thần chiến trường mở, Vũ Hoàng cổ đế khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, dũng mãnh không trước, ra tay tranh đoạt cơ duyên, phải đem ngăn trở người hắn, toàn bộ giết sạch. Nhưng hiện tại, hắn tâm cảnh, đã tuổi xế chiều suy đồi liền rất nhiều, đối mặt trước mắt thiên đại tạo hóa cơ duyên, thứ nhất tâm tình lại là khủng hoảng kiêng kỵ, e sợ cho cướp bất quá người khác, cướp bất quá Diệp Thần. Vũ Hoàng cổ đế con mắt chớp động, muốn câu thông không không lúc nào không, cùng đà đế cổ thần liên lạc. Nhưng hạ một sát, hắn liền bỏ đi cái ý niệm này. Bởi vì, chu thần chiến trường mở, vô số thế lực tranh đoạt, cái này bàn nước đã quá đục ngầu. Nếu là lại tiết lộ thiên cơ, đưa tới không không thời không chú ý, vậy càng là hỗn loạn nguy hiểm. Nhưng bất kể như thế nào, cái này chu thần chiến trường cơ duyên, cũng là không thể bỏ qua. Tiêu Tinh Hà, người tới đây. Vũ Hoàng cổ đế trầm giọng triệu đến, chỉ chốc lát sau, một đạo thần quang từ phương xa bắn tới, vậy rơi vào trên đỉnh núi, cung cung kính kính xuôi tay đứng ở hắn bên người, chính là Tiêu Tinh Hà. Bệ hạ, người kêu ta có chuyện gì?
Tiêu Tinh Hà nơm nớp lo sợ, thanh âm có chút run rẩy nói. Ngày xưa 10 đại thiên quân lão tổ, trừ Vũ Hoàng cổ đế ra, chỉ còn lại hắn còn sống, cái khác lão tổ toàn bộ chết. Hắn vẫn luôn là lo lắng đề phòng, chỉ sợ có một ngày, sẽ đến phiên mình chết đi. Khi nhìn đến Chu Thần chiến trường sắp mở ra khí tượng sau đó, Tiêu Tinh Hà vậy mơ hồ đánh hơi được hơi thở tử vong, đặc biệt bất an. Nếu như liền không cẩn thận, cái này sẽ trở thành là hắn sinh tử kiếp. Chu Thần chiến trường sắp mở, bên trong cơ duyên lớn nhất, chắc có ba nói, trong đó một đạo, chính là khởi nguyên tiên trì. Vũ Hoàng cổ đế khuất bắt tay chỉ, không ngừng suy tính, ánh mắt như đuốc, tuy không đích thân hạ xuống chiến trường bí cảnh, nhưng đã thấy rất nhiều bí mật. Không không lúc nào không có thập đại hồ tiên, so với chúng ta thế giới hiện thật bốn đại tiên ao, cái gì cầu nguyện hồ tiên, trúc xanh hồ tiên, thiên long hồ tiên, vạn yêu tiên ao vân. Vân, vậy cần phải lợi hại được hơn. Khởi nguyên tiên trì, chính là không không lúc nào không thập đại hồ tiên một trong, nghe nói hàm chứa đặc biệt dư thừa nguyên sơ nguyên khí, nếu như có thể có được nói, đủ để cho ta chứng đạo thành thần. Vũ Hoàng cổ đế ánh mắt nóng rực, đối vậy khởi nguyên tiên trì. Vậy là đặc biệt khát vọng. Tiêu Tinh Hà thân thể run rẩy, nói, bệ hạ, ngươi muốn gọi ta đi Chu Thần chiến trường, vì ngươi cướp lấy khởi nguyên tiên trì. Vũ Hoàng cổ đế nói, đúng vậy, ta dưới quyền ít một chút người có thể dùng, ngươi là ta hôm nay người trọng yếu nhất, lần này Chu Thần chiến trường mở, chỉ có ngươi có thể đi tranh đoạt. Tiêu Tinh Hà nói, bệ hạ, ta đã già, sợ rằng. Vũ Hoàng cổ đế sắc mặt trầm xuống, khoát tay một cái nói. Đừng nói những thứ này Tiêu Ngửu nói, ta biết chiến trường mở, các phương trận doanh chém giết, người một thân một mình, sợ là cướp bất quá những người đó. Ta cũng không cần đem ngươi toàn bộ khởi nguyên tiên chỉ đoạt trở lại, vậy không thể nào, ngươi không có thực lực này. Ta nơi này có một cái hũ, ngươi chỉ cần đem điều này hũ trang bị đầy đủ, liền coi là ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Vũ Hoàng cổ đế sử dụng một cái hũ, hũ toàn thân màu đen, là loại nào đó cổ xưa pháp bảo. Nhìn như không gian nhàn nhạt, nhưng trong thực tế có thể chứa biển cả. Tiêu Tinh Hà ra mặt run lên, muốn hắn cướp lấy khởi nguyên tiên trì, đó là tuyệt đối không thể nào, người cạnh tranh quá nhiều. Nhưng, nếu như chỉ là trang một hũ nước, vậy thì đơn giản rất nhiều. Vũ Hoàng cổ đế lại cười nói, ngươi trang bị đầy đủ cái này hũ, mang về cho ta liền rất nhiều ngươi tự do, ngươi sau này muốn thoái ẩn núi rừng, cả ngày gang luyện khí, lại nữa giao thiệp với thế gian phân tranh. Vậy là quyền tự do của ngươi, ta sẽ không lại can thiệp ngươi. Nghe vậy, Tiêu Tinh Hà tâm tình kích động, nhận lấy màu đen kia hũ, nói, đa tạ bệ hạ. Đạo đức thiên giới, Tử Hoàng tiên cung bên trong. Chu Thần chiến trường mở ra khí tượng, tự nhiên vậy truyền đến nơi này. Đạo đức thiên tôn và Nguyễn Ly Nhân, còn có rất nhiều cao tầng trưởng lão, đang vây quanh cô Tô Vũ, toàn lực giúp nàng vượt qua bể khổ. Nhưng tiếc là như cũ không có thể thành công. Đạo đức thiên tôn nói, cô Tô Vũ, ta có thể tiêu hao tự thân bổn mạng nguyên khí, giúp ngươi vượt qua bể khổ, nhưng cần đem ngươi cửu thần lục giao ra, thiên thư này ngươi không nắm được, hay là giao cho ta giữ đi. Nhắm chặt hai mắt cô Tô Vũ, nghe được đạo đức thiên tôn nói sau đó, thân thể khẽ run lên, mở mắt ra, trầm mặc một hồi sau đó, liền yên lặng sử dụng một quyển thiên thư. Cái cuốn thiên thư này, cửu sắc hồng mang sáng chói, chính là cửu thần lục, là năm đó linh không thiên tôn tặng cho nàng, tuy chỉ có nửa phần, nhưng uy năng vậy là vô cùng cường đại. Đạo đức thiên tôn thấy cửu thần lục, trong lòng đại hỉ, liền đem thiên thư này thu, lại nói, bể khổ khó khăn, ngươi còn cần chặt đứt trong lòng nghĩ bậy, mới khá bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Cô Tô Vũ dù gì nói, nghĩ bậy sao? Đạo đức thiên tôn nói, đúng vậy, ngươi trong lòng có gì ràng buộc? Có cái gì ràng buộc người, tốt nhất cũng chém tận giết tuyệt, trước trải qua thống khổ, mới khá vượt qua bể khổ. Hắn lúc nói lời này, thanh âm 10 phần bình tĩnh, xúi dục cô Tô Vũ giết người, nhưng như tầm thường lời nói vậy. Nguyễn Ly Nhân và chung quanh các trưởng lão nghe được, đều là nội tâm phát rét. Cô Tô Vũ ánh mắt, rơi vào Nguyễn Ly Nhân trên mình, nói ta chỉ ràng buộc sư phụ. Đạo đức thiên tôn nói, tốt lắm, ngươi liền đem nàng giết. Nguyễn Ly Nhân có vẻ kinh hoàng, kêu một tiếng, trưởng giáo đại nhân. Nàng ra đầu tê dại, thật sâu cảm thấy nguy hiểm, theo bản năng muốn lui về phía sau bỏ chạy, nhưng cả người cứng còng, nhưng lại không có cách nào nhúc nhích, khí cơ đều bị đạo đức thiên tôn phong tỏa. Cô Tô Vũ hiện ra do dự ánh mắt,
trong chốc lát không đành lòng ra tay. Đạo Đức Thiên Tôn nói, ngươi trải qua thống khổ, còn chưa đủ sâu, cho nên không độ được bể khổ, ngươi như muốn vượt qua, chỉ có phương pháp này. Cô Tô Vũ ánh mắt đông lại một cái, nói ưng. Bàn tay nàng lộn một cái, cửu thần hồng mang hội tụ, hóa thành một cái cửu sắc trường kiếm, liền hướng Nguyện Ly Nhân chém chết đi. Mưa mà! Nguyện Ly Nhân kinh hoàng, nhưng không cách nào né tránh. Phốc xích một tiếng. Cửu sắc trường kiếm chém qua, Nguyện Ly Nhân đầu lìa khỏi xác, thân xác tại chỗ bị chém chết hết, tàn hồn nhưng từ trong thi thể toát ra, kinh hoàng đi phương xa bay đi. Tiêu diệt! Đạo Đức Thiên Tôn quát lên. Cô Tô Vũ đầu ngón tay phát run, nhìn Nguyễn Ly Nhân chạy trốn tàn hồn, lại không có động thủ nữa. Cuối cùng, nàng trơ mắt nhìn Nguyễn Ly Nhân tàn hồn, bay khỏi Tử Hoàng Thiên Cung, từ đầu đến cuối không ra tay. Thật xin lỗi. Cô Tô Vũ cúi đầu xấu hổ, Nguyễn Ly Nhân là nàng sư phụ, nàng cuối cùng là không đành lòng đuổi tận giết tuyệt. Trong quá khứ trong năm tháng, nàng đã trải qua rất nhiều khổ sở, chân thực chẳng muốn lại chịu đựng đau đớn. À! Đạo Đức Thiên Tôn thở thật dài một tiếng, nói thôi, ta liền hao phí bổn mạng nguyên khí, thử nghiệm vì ngươi vượt qua bể khổ, nhưng bể khổ khó khăn, cuối cùng có thể hay không vượt qua, vẫn là phải xem ngươi tạo hóa. Dứt lời, Đạo Đức Thiên Tôn thân thể khí huyết bốc cháy, toàn bộ Tử Hoàng Tiên Cung địa mạch tích lũy năng lượng, vậy phun ra, tường vân vần quanh bầu trời, khí tượng đặc biệt nguy nga. Rồi sau đó, Đạo Đức Thiên Tôn đem tự thân bổn mạng nguyên khí, rất nhiều khí huyết tinh hoa, hòa lẫn Tử Hoàng Tiên Cung địa mạch năng lượng, bơm vào đến Cô Tô Vũ trong cơ thể. Cô Tô Vũ trong đan điền, có một phiến mênh mông đại dương, đó chính là bể khổ. Giờ phút này, theo Đạo Đức Thiên Tôn nguyên khí dưới vào, cái này bể khổ bên trên, nhấc lên một tòa màu máu cầu dài. Cô Tô Vũ tích chữ muốn đan điền, tinh thần từ nơi này tòa màu máu cầu dài đi qua, nhất thời liền cảm thấy tinh thần sảng khoái, trước kia trải qua rất nhiều thống khổ nhớ lại. Tựa như lập tức toàn bộ siêu thoát. Nàng lại thật vượt qua bể khổ. Bể khổ một vượt qua, Cô Tô Vũ cả người liền tách thả ra kim quang, tu vi cuồng như vậy tăng vọt, thuộc về bể khổ nguyên thể tiềm lực, vào thời khắc này hung mãnh bộc phát ra. Nàng tu vi, lại một đường tăng vọt đến tiên đế đỉnh cấp, rồi sau đó vượt qua tiên đế đỉnh cấp, mơ hồ có chứng đạo thành thần dấu hiệu. Vô cùng vô tận thần quang, từ Cô Tô Vũ trong cơ thể bung ra, rung động chư thiên. Cảm nhận được Cô Tô Vũ bàng bạc khí tượng, Đạo Đức Thiên Tôn và tại chỗ các trưởng lão, đều là kinh hãi, lại là vui sướng. Rất tốt, truyền thuyết bên trong, bể khổ nguyên thể một khi vượt qua bể khổ, là có thể một bước lên trời, chứng đạo thiên đế chủ thần. Đáng tiếc thế giới hiện thật, có thế giới hiện thật quy tắc, không thể nào để cho ngươi một bước lên trời. Nhưng, ngươi hôm nay sắp chứng đạo thành thần, đó cũng là thiên đại hảo sự. Sợ là liền luân hồi chi chủ cũng không sánh bằng ngươi. Đạo Đức Thiên Tôn mừng rỡ khen ngợi, cái này thế gian, hết thảy là nguyên thể, đều là siêu phàm tồn tại, ẩn chứa thiên địa bổn nguyên lực lượng, một khi thức tỉnh bùng nổ, kém cỏi nhất cũng có thể để cho người trở thành hạ vị thần, cũng chính là bước vào thần đạo cảnh. Hôm nay Cô Tô Vũ, tuy có đủ loại hạn chế, nhưng nàng tu vi, cũng đã sắp đến thần đạo cảnh. Siêu phàm nguyên thể mạnh mẽ, có thể gặp một ban. Cô Tô Vũ trên mình kim quang, dần dần thu liếm, trong mắt của nàng, phơi bày màu vàng trọng đồng khí tượng, từng vòng thần mang vần quanh, đặc biệt nguy nga. Nàng tu vi, tuy còn chưa tới thần đạo cảnh, nhưng đã vượt qua tiên đế đỉnh cấp. Chính xác mà nói, nàng hôm nay là nửa bước thần đạo cảnh siêu cấp cường giả. Đơn thuần luận võ đạo sức chiến đấu, Đạo Đức Thiên Tôn, Vũ Hoàng Cổ Đế, đều có thể không sánh bằng nàng. Dĩ nhiên, nếu quả thật đánh. Cô Tô Vũ và những thứ này đỉnh cấp tiên đế, vẫn có không thiếu chênh lệch. Dẫu sao, Đạo Đức Thiên Tôn và Vũ Hoàng Cổ Đế, đều là hùng bá liền vô số kỷ nguyên nhân vật lớn, bọn họ thủ đoạn phong phú, thần thông quảng đại, thực lực chân chính không thể nhìn bề ngoài. Nếu như sanh tử quyết chiến, Cô Tô Vũ không ra trăm chiêu, chỉ sợ cũng phải bị những đại nhân vật này nghịch phạt đánh chết. Bất quá, nàng mới có thể có nửa bước thần đạo cảnh tu vi. Đã vượt qua thế giới hiện thật tất cả người, có siêu phàm nguyên thể nàng, có thể nói là chân chính người siêu phàm. Đạo Đức Thiên Tôn rất là cao hứng, chỉ cần đào tạo được làm, Cô Tô Vũ sau này sẽ là hắn lớn nhất sát khí. Ta không đánh lại luân hồi chi chủ. Cô Tô Vũ bàn tay nhẹ nhàng nắm lên trường kiếm, lại buông xuống đi, trong ánh mắt mang một chút ảm đạm ý,
tuy đã tấn thăng đến nửa bước thần đạo cảnh bước, nhưng nàng từ đầu đến cuối có loại cảm giác, mình không đánh lại Diệp Thần. Đừng hoảng hốt, người mới vừa vượt qua bể khổ, ho. Hụ hụ, căn cơ còn không ổn định, hơn nữa, bể khổ có cắn trả nguy hiểm. Đạo Đức Thiên Tôn một bên ho khan, vừa nói, gương mặt hơi có chút trắng bệch. Hắn mới vừa hao phí bổn mạng nguyên khí, còn có Tử Hoàng Tiên Cung địa mạch năng lượng, là cô Tô Vũ vượt qua bể khổ, tự thân hao tổn đặc biệt to lớn, hiện tại đã hoàn toàn rơi vào yếu ớt. Trưởng giáo đại nhân, ta phải đi Chu Thần chiến trường. Cô Tô Vũ khẽ cắn răng, ánh mắt nhìn về trên trời cao Chu Thần chiến trường khí tượng. Ta phải đi Chu Thần chiến trường, cướp lấy khởi nguyên tiên trì. Nếu như có thể bắt được khởi nguyên tiên trì mà nói, ta có thể đem trong cơ thể bể khổ, thay đổi thành tiên ao, hoàn toàn thoát khỏi khốn khổ. Trong sâu thẳm, cô Tô Vũ dòm ngó thấy phương pháp phá cuộc. Nàng tuy vượt qua bể khổ, thế nhưng bể khổ, như cũ có cắn trả cuốn ngược trở về nguy hiểm. Đến lúc đó, nàng thì phải lần nữa xa vào. Muốn giải quyết cái vấn đề này, duy nhất biện pháp, chính là cướp lấy khởi nguyên tiên trì, lợi dụng hồ tiên nước, thay đổi hết bể khổ, vĩnh cửu giải quyết phiền não. Rất tốt, người đi đi, cái này phiến Chu Thần chiến trường bên trong, trừ khởi nguyên tiên trì ra. Còn có hai đạo to lớn cơ duyên, người tốt nhất có thể toàn bộ cướp lấy. Cô Tô Vũ nói, Không lúc nào không. Chu Thần chiến trường sắp mở ra khí tượng, cũng không có chuyển tới nơi này, không người biết ngoại giới thay đổi. Một ít ngày đế chủ thần, từ cường đại trực giác, mơ hồ bắt được đầu mối gì, bọn họ muốn suy tính sau lưng mạch lạc, nhưng lại rối rít buông tha. Bởi vì, bọn họ cảm giác được, cái này mơ hồ thay đổi thiên cơ sau lưng, tựa như hàm chứa hung hiểm gì sát phạt, nếu như tùy tiện nhúng tay, rất có thể đưa tới thiên phạt. Cho nên, ở thái thượng thế giới cùng thiên ngoại thiên, một phiến hỗn loạn thời điểm, không lúc nào không bên trong, ngược lại là bình tĩnh. Tử thần thời không bên trong, tử thần giáo đoàn nội chiến, còn đang kéo dài. Ma nữ trận doanh cùng thiên khải chí tôn trận doanh, chém giết lẫn nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Lúc này, ma nữ trận doanh địa giới bên trên, một cái xích hai chân, người mặc lụa mỏng quần trắng thiếu nữ, yểu điệu thân thể hơi run rẩy, ánh mắt đột nhiên nhìn về phương xa. Cô gái này chính là đồng hồ cát chảy. Ở đồng hồ cát chảy bên người, là ma nữ. Hai cô gái cùng tồn tại một phiến trong rừng rậm, đang một bức bàn bản đồ cát trên bản đồ, thôi diễn chiến trận chém giết. Đồng hồ cát chảy, thế nào? Ma nữ thấy đồng hồ cát chảy thần sắc khác thường, có chút nghi ngờ hỏi. Trước đây nàng phái đồng hồ cát chảy đi giết Diệp Thần, muốn đoạt lại kinh khắc vương tọa, đáng tiếc thất bại. May mắn phải, Diệp Thần đem đồng hồ cát chảy thả trở về, ma nữ còn có thể duy trì nội chiến cục diện, nếu không, nàng đã sớm bị thiên khải chí tôn tiêu diệt. Ngoại giới thật giống như có đại sự gì phát sinh, đồng hồ cát chảy thiếu nữ nhẹ giọng dù gì nói. Thế giới hiện thật sao? Ma nữ sửng sốt một tí. Đồng hồ cát chảy cô gái nói, đúng vậy, thật giống như có cái gì bí cảnh muốn xuất thế. Ma nữ nhướng mày một cái, nói thế giới hiện thật bí cảnh, có gì đặc biệt hơn người. Đồng hồ cát chảy thiếu nữ lắc lắc đầu nói, không, cái đó bí cảnh, tựa hồ rất trọng yếu. Ta đầu thật là đau, thật giống như có trí nhớ gì muốn hồi phục. Ma nữ lấy làm kinh hãi, nói, người nhớ tới chuyện lúc trước. Nàng biết đồng hồ cát chảy thiếu nữ thân phận, đặc biệt thần bí, có thể truy tố đến rất xa cửu thần thời đại, khi đó liền tử thần giáo đoàn cũng còn không ra đời. Nàng cũng không biết, đồng hồ cát chảy thiếu nữ thân thế là cái gì. Bộ phận này trí nhớ, liền đồng hồ cát chảy thiếu nữ tự thân cũng mài mòn bị mất. Đồng hồ cát chảy thiếu nữ mặt đẹp bên trên, ngũ quan hơi lay động, nàng che đầu, một bộ thống khổ hình dáng, cảm thấy đi qua trí nhớ mảnh vỡ, mãnh liệt lật dâng lên. Nàng nhìn thấy một màn cổ xưa hình ảnh, cửu thần lục, linh không thiên tôn, phong thần thiên tôn, trang hiểu nhan vân. Vân, nàng chợt nhớ tới mình tên chữ. Ma nữ đại nhân, ta kêu trang hiểu nguyệt. Đồng hồ cát chảy thiếu nữ rung giọng nói. Cái gì? Ma nữ tạm thời tới giữa, không rõ cho nên. Đồng hồ cát chảy cô gái nói, ta nhớ ra rồi, ta tên chữ, kêu trang hiểu nguyệt, ta có người tỷ tỷ, nàng đã chết. Một màn nhớ lại. Ở đồng hồ cát chảy thiếu nữ đầu óc bên trong lướt qua, nàng nhớ lại rất nhiều qua lại, vậy là đặc biệt thống khổ qua lại, tràn đầy quấn quýt, máu tanh,
giết hại, bi thảm. Trang Hiểu Nguyệt, ngươi là không sứt mẻ người gia tộc. Ma nữ thần sắc cuồng biến, bấm ngón tay tính toán, liền cảm giác được rất nhiều nhân quả đầu mối. Đồng hồ cát chảy cô gái nói, có thể đi, ta. Ta đầu vẫn là thật là đau, ta nhớ ra rồi, ta ảo tưởng bản thân có một cái trụ quang huyết mạch, chính là vì nghịch chuyển thời gian, đem tỷ tỷ ta sống lại. Tỷ tỷ ta nàng, thật giống như đã sống lại, ta phải đi gặp nàng, ta phải đi gặp nàng. Nàng thanh âm hỗn loạn, lại mang khủng hoảng cùng nóng nảy, lập tức liền muốn rời đi tử thần giáo đoàn. Không cho phép đi. Ma nữ quát to một tiếng, hôm nay nội chiến giây phút, nàng há có thể để cho đồng hồ cát chảy thiếu nữ rời đi. Đồng hồ cát chảy cô gái nói, ma nữ đại nhân, cho ta mấy ngày thời gian, ta phải đi gặp tỷ tỷ ta, nàng sống lại. Nàng muốn đi cái đó bí cảnh, ta có thể cảm giác được, ta muốn đi gặp nàng. Tiếng nói rơi xuống, đồng hồ cát chảy thiếu nữ liền muốn biến dạng hư không, cưỡng ép đột phá thứ nguyên vách đá hạn chế, đi tìm tỷ tỷ của nàng Trang Hiểu Nhan. Ta nói không cho phép đi. Ma nữ có vẻ tức giận, bàn tay vung lên, một đạo ma khí như thất luyện vậy cuộn sạch ra, muốn ngăn trở đồng hồ cát chảy thiếu nữ bước chân. Gió, nghe ta kêu gọi. Đồng hồ cát chảy thiếu nữ ánh mắt đông lại một cái, bỗng nhiên một cái ngâm sướng, triệu hoán thiên địa tập tục hạ xuống. Từng luồng tập tục, hội tụ ở nàng trước người, cô động thành một mặt gió thuẫn, phía trên phù văn xen lẫn, thanh quang lưu chuyển, đặc biệt lộng lẫy, suy đích một tiếng, liền chặn lại ma nữ ma khí tập sát. Đây là gió pháp tắc che chở. Không sứt mẻ gia tộc từng ra đời phong thần thiên tôn, cả gia tộc đều được thiên địa nếp sống che chở chúc phúc. Lúc này đồng hồ cát chảy thiếu nữ trí nhớ khôi phục, biết mình chính là không sứt mẻ người gia tộc, tên gọi Trang Hiểu Nguyệt, nàng một tiếng ngâm sướng, thì thành công cho đòi dẫn nếp sống chúc phúc, chặn lại ma nữ nhất kích. Ma nữ ngẩn ngơ, đồng hồ cát chảy Trang Hiểu Nguyệt đã độn không rời đi, trước khi đi lưu lại một câu nói. Ma nữ đại nhân, người yên tâm, ta qua mấy ngày liền trở về, ở đó một bí cảnh bên trong, ta cũng sẽ tìm được đủ cường đại cơ duyên, giúp ngươi chiến thắng Thiên Khải Chí Tôn. Thấy Trang Hiểu Nguyệt sau khi rời đi, ma nữ suy nghĩ xuất thần, nói cái gì bí cảnh, sẽ có cơ duyên gì? Chẳng lẽ là... Trong sâu thẳm, ma nữ tựa hồ bắt được cái gì, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, sắc mặt cũng liếc. Một ngày thời gian trôi qua, thiên ngoại thiên bên trong, vậy phiến chu thần chiến trường, đã đáp xuống, hạ xuống phiêu miểu phong nơi phế tích, nhưng vào miệng còn chưa mở thả. Như cũ hiện đầy phủ đầy bụi năm tháng phong tỏa dấu vết. Bất quá, chỉ cần lại chờ một đoạn thời gian, lối vào là có thể hoàn toàn mở ra. Thái thượng thế giới và thiên ngoại thiên bên trong, rất nhiều thế lực, tất cả gia tộc lớn môn phái, thánh địa phúc địa vân. Vân, cũng phái người tới, chuẩn bị tiến vào chiến trường. Thế lực khắp nơi lăm le, tình cảnh đặc biệt náo nhiệt. Trước kia thế giới hiện thật, cũng có qua rất nhiều bí cảnh xuất thế. Nhưng không có bất kỳ một người nào bí cảnh, có thể cùng sắp mở ra chu thần chiến trường so sánh. Lúc này Diệp Thần, đang vĩnh phù thiên cung bên trong. Đi qua một ngày tu luyện, hắn thanh liên phân thân, rốt cục thì đúc lại xong. Đúc lại sau thanh liên phân thân, tướng mạo bề ngoài, khí chất hơi thở, cùng Diệp Thần giống nhau như đúc. Nhưng bàn về sức chiến đấu, tối đa chỉ có Diệp Thần hai thành. Chỉ có hai thành sức chiến đấu, so với trước kia. Hạ xuống quá nhiều. Diệp Thần cúi đầu trầm ngâm, trước kia hắn thanh liên phân thân, đã từng rất nhiều tư nguyên rèn luyện, cho nên sức chiến đấu mạnh mẽ, linh khí nội tình vậy dư thừa. Nhưng hiện tại, hắn đúc lại sau thanh liên phân thân, chỉ có một đóa khởi nguyên hoa linh khí, cho nên nội tình chưa đủ, sức chiến đấu không mạnh. Xem ra còn cần nhiều tài nguyên hơn rèn luyện. Diệp Thần lẩm bẩm, chỉ có chu thần chiến trường chính thức mở, đến lúc đó. Hắn liền có thể thu hoạch số lượng cao thiên tài địa bảo tài nguyên, đủ để rèn luyện lớn mạnh thanh liên phân thân. Nghĩ như vậy, Diệp Thần liền thu hồi thanh liên phân thân, đi ra phòng tu luyện. Chỉ gặp trong phòng tu luyện ra, Diệp Lạc Nhi, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh ba phụ nữ, sớm liền mang theo rất nhiều luân hồi trận doanh các cường giả, còn có 5 cái đến từ vạn hỏa giới sứ giả, đang đợi Diệp Thần. Còn có Trang Hiểu Nhan, vậy đang đợi. Thủy thần thiên tôn Lạc Thanh Ly. Thì thôi tiếp tục bế quan tu luyện. Để cho các người đợi lâu. Diệp Thần cười một tiếng, cùng chư nữ đoàn tụ, tất nhiên không khỏi mừng rỡ. Dừng một chút, Diệp Thần lại lấy ra một hạt châu,
giao cho Diệp Lạc Nhi nói, Lạc Nhi, cho ngươi. Hạt châu này, phía trên in một cái gió chữ, chính là phong thần châu, bên trong hàm chứa phong thần thiên tôn quyền bính đạo thống, nội tình đặc biệt phong phú. Diệp thần đang dự định đem viên này phong thần châu, truyền cho Diệp Lạc Nhi, để cho nàng trở thành mới phong thần. Diệp đại ca, ngươi thật muốn ta làm phong thần sao? Diệp Lạc Nhi nhận lấy hạt châu, chỉ cảm thấy viên này phong thần châu, năng lượng đơn giản là nổ, chỉ sợ không phải nàng có thể luyện hóa. Ừ, ngươi lại thử một chút, rất nhanh chu thần chiến trường thì phải mở, nhưng ngươi ngày hôm nay có thể trở thành phong thần, chúng ta tranh đoạt chiến trận bên trong cơ duyên, chắc chắn liền lớn mấy phần. Diệp thần nói. Diệp Lạc Nhi có chút run rẩy, nói ta sợ rằng không luyện hóa được viên này phong thần châu. Diệp thần cười nói, không sao, ta vì ngươi hộ pháp, bảo đảm ngươi sẽ không xảy ra chuyện. Diệp Lạc Nhi nhìn Diệp thần ôn hú ánh mắt, nội tâm cũng là an ổn rất nhiều, gật đầu nói, ừ, Diệp đại ca, vậy ta thử nghiệm luyện hóa là được. Diệp thần nói, được. Sau đó, hắn mang Diệp Lạc Nhi, đi tới Vĩnh Phù Thiên Cung trên quảng trường, tiêu hao mấy giọt luân hồi máu tươi, bày ra một cái trận pháp. Diệp Lạc Nhi bước vào trận pháp bên trong, hít sâu một hơi, rồi sau đó chính là ngồi xếp bằng xuống, hai tay hợp ở phong thần châu, linh khí thả ra, thấm vào đến phong thần châu bên trong. Vù vù. Theo Diệp Lạc Nhi linh khí thấm vào, nguyên viên phong thần châu, đều là kịch liệt ông minh chấn động đứng lên. Rồi sau đó, từng luồng tập tục, hô hô vang dội, từ phong thần châu bên trong bạo dũng ra. Tập tục càng ngày càng lớn, đến cuối cùng hóa thành gió lốc lớn, ung ung vang dội, lại là kinh động thiên địa phong vân khuấy động lực, bầu trời rơi vào mờ tối màu sắc, trong tầng mây mặt, giống như có cái gì ngày tận thế thiên tai đang nổi lên, khí. Voi khá là nguy nga. Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Trang Hiểu Nhan các người, còn có Vĩnh Phù Thiên Cung các đệ tử, cũng đang vây xem, thấy một màn này mênh mông khí tượng, mọi người đều là một hồi kinh ngạc. Ung ung. Gió lốc lớn càng ngày càng mãnh liệt, gió cát đại tác, thổi được người không mở mắt ra được. Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Trang Hiểu Nhan các người, liên tiếp lui về phía sau, không cách nào đến gần Diệp Lạc Nhi bên người. Diệp thần đứng ở trận pháp bên cạnh, thân thể sừng sững không nhúc nhích, ngưng xem nhìn Diệp Lạc Nhi, e sợ cho nàng xuất hiện bất ngờ. Ở gió lốc lớn thổi cạo hạ, gió cát đầy trời, mảnh thế giới này, tựa như chỉ còn lại Diệp thần và Diệp Lạc Nhi hai người. Người chung quanh đều ở đây gió lốc lớn thổi cạo hạ, xa xa tránh lui. Cái này gió lốc lớn, là như vậy mãnh liệt, thậm chí muốn giết ngược Diệp Lạc Nhi. Từng đạo đao gió, điên cuồng vặn cắt, để cho được Diệp Lạc Nhi trên mình quần áo, đều bị vặn thành mảnh vỡ, lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết, còn có vậy hơi có vẻ trước một chút thanh sáp dáng vẻ. Diệp thần khẩn trương nhìn, thật may có hắn luân hồi pháp trận bảo vệ, những cái kia gió lốc lớn cùng đao gió. Cũng không có làm tổn thương đến Diệp Lạc Nhi thân thể. Diệp Lạc Nhi da thịt bên trên, có một tầng màu máu mang khí bảo vệ, đó chính là Diệp thần luân hồi máu bảo vệ. Vô số gió bão cổn đáng, còn quấn Diệp Lạc Nhi gào thét, dần dần để cho được Diệp Lạc Nhi thân thể, bay lên. Một đóa đóa bồ công anh, một phiến phiến tượng trưng cho tự do tuyết bạch vũ mao, từ trong hư không phiêu bay ra, ở Diệp Lạc Nhi quanh thân xen lẫn, che lại nàng thân thể. Rồi sau đó, những cái kia bồ công anh cùng lông vũ, lại là cấu trúc thành một cái to lớn kén, đem Diệp Lạc Nhi hoàn toàn trói buộc ở bên trong. Lông vũ kén phù không, từng cái gió pháp tắc xen lẫn, phù văn lóng lánh, hình ảnh khá là lộng lẫy. Lạc Nhi. Diệp thần kêu một tiếng, nhưng cảm thấy Diệp Lạc Nhi hơi thở, bị ngăn cách ở cái đó lông vũ kén bên trong. Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Trang Hiểu Nhan các người, thấy một màn này, cũng là lớn là ngạc nhiên. Muốn thừa kế phong thần thiên tôn đạo thống, quả nhiên không như vậy dễ dàng. Diệp thần sắc mặt hơi trầm xuống, muốn mang vương miện, tất thừa hắn nặng, muốn phải thừa kế thiên đế chủ thần quyền bính, tuyệt không phải chuyện dễ. Cái đó lông vũ kén, coi như là đối Diệp Lạc Nhi khảo nghiệm. Chỉ có phá kén ra, nàng mới có thể thuận lợi thừa kế phong thần quyền bính. Nếu như phá kén thất bại, nàng nhất định phải bỏ ra thảm trọng giá phải trả. Thật may. Có Diệp thần luân hồi máu bảo vệ, Diệp Lạc Nhi coi như phá kén thất bại, cũng sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng, nhiều nhất là trọng thương, mất hết tu vi, biến thành người bình thường. Kết cục này, tựa hồ sống không bằng chết. Trang Hiểu Nhan đi tới Diệp thần bên người,
nhìn trôi lơ lửng trên không trung lông vũ kén, hỏi, Diệp đại ca, làm sao bây giờ? Diệp thần nói, chúng ta đi trước Chu thần chiến trường, chờ chúng ta từ chiến trường đi ra, Lạc Nhi kém không nhiều cũng có thể phá kén ra. Ngụy Dĩnh tiến lên phía trước nói, ta ở lại đây đi, ta chiếu cố Lạc Nhi. Diệp thần suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cũng tốt. Thương nghị xong, Ngụy Dĩnh liền lựa chọn lưu lại, chăm sóc Diệp Lạc Nhi, cùng nàng phá kén. Diệp thần, Hạ Nhược Tuyết, Trang Hiểu Nhan đoàn người, thì mang luân hồi trận doanh cường giả, còn có vạn hỏa giới 5 cái sứ giả, cùng với Vĩnh Phù Thiên Cung một ít tinh nhuệ võ giả, trực tiếp chạy tới Chu thần chiến trường. Chu thần chiến trường lối vào ngày mai mở, nhưng nếu như ngày mai lại đi, có thể thì phải rơi vào bị động. Cho nên, Diệp thần đoàn người, lựa chọn trước thời hạn đi qua. Đoàn người ra Vĩnh Phù Thiên Cung, nhưng thấy một đạo màu đỏ lưu mang, từ chân trời bay vút tới, nguyên lai là Trùng Dương chân nhân. Trùng Dương chân nhân mặt nở nụ cười, hạ xuống Diệp thần trước mặt, chắp tay nói, luân hồi chi chủ, vẫn khỏe chứ? Diệp thần nói, Trùng Dương chân nhân, ngươi tới làm gì? Trùng Dương chân nhân ha ha cười một tiếng, sờ một cái râu, nói Chu thần chiến trường sắp mở, không bằng chúng ta liên thủ hợp tác, cùng cướp được khởi nguyên tiên chỉ sau đó, liền một người một nửa, như cắt nhỏ nhất vĩ như vậy, mọi người cắt nửa phân hồ tiên, tất cả lấy. Cần. Chu thần chiến trường bên trong, cơ duyên vô số, trong đó cơ duyên lớn nhất tạo hóa, tổng cộng có 3 nói. Cái này khởi nguyên tiên trì, chính là 3 đạo đại cơ duyên một trong, khí tượng nồng nặc nhất, ngoại giới tất cả mọi người đều có thể dòm ngó hôm nay cơ hội. Còn như 2 đạo khác đại cơ duyên, rốt cuộc là cái gì, trước mắt còn không người có thể theo dõi đến. Hôm nay, Trùng Dương chân nhân đang muốn cùng Diệp thần hợp tác, cướp đoạt vậy khởi nguyên tiên trì. Hợp tác sao? Không cần. Diệp thần nhưng là lắc đầu một cái, cũng không có cùng Trùng Dương chân nhân ý hợp tác. Vậy khởi nguyên tiên trì, năng lượng đặc biệt dư thừa, Diệp thần cũng không muốn cùng người ngoài chia cắt, muốn mình hoàn toàn cướp lấy. Hắn có thể dự cảm đến, nếu có thể đoạt lấy khởi nguyên tiên trì, hắn đem sẽ có được thiên đại chỗ tốt. Đầu tiên, là thanh liên phân thân. Nếu như đạt được khởi nguyên tiên trì linh khí ẩn dưỡng, thanh liên phân thân tất có thể lớn mạnh. Rồi sau đó, còn có kinh cức phương tọa. Vậy kinh cức phương tọa, một mực ở Diệp thần trong cơ thể. Không cách nào nắm trong tay. Nhưng nếu như, có khởi nguyên tiên chỉ trợ lực, dựa vào khởi nguyên tiên khí bồi bổ, Diệp thần có lòng tin chống lại cây có gai phản tổn thương, từ đó cưỡng ép chân áp kinh cức phương tọa, chấp trưởng bảo này. Một khi ngồi vững vàng kinh cức phương tọa, vậy Diệp thần liền vô địch, tu vi tuyệt đối có thể đột phá đến thiên huyền cảnh tầng thứ 7, cũng chính là hậu kỳ bước. Cho nên, hắn cũng không muốn cùng Trùng Dương chân nhân hợp tác. Vậy khởi nguyên tiên chỉ một khi bị người ngoài chia cắt, năng lượng có thể liền không đủ để cho Diệp thần tấn thăng. Thật chẳng muốn hợp tác sao? Người một thân một mình, chẳng lẽ còn muốn bắt lại cả tòa khởi nguyên tiên trì? Trùng Dương chân nhân hí mắt cười nói. Vậy khởi nguyên tiên trì thiên cơ, đã sớm bị thế lực khắp nơi dòm ngó gặp, đến lúc đó, thái thượng thế giới và thiên ngoại thiên, vô số cường giả, cũng sẽ điên cuồng tranh đoạt. Cho dù là Trùng Dương chân nhân, ở đó kịch liệt đấu võ dưới, vậy không chắc chắn đem khởi nguyên tiên chỉ cướp đoạt tới tay, cho nên hắn muốn cùng Diệp thần hợp tác. Diệp thần như cũ lắc đầu, nói, rồi hãy nói, hôm nay ta tạm thời không có hợp tác hứng thú. Dừng một chút, Diệp thần lại hỏi, yêu cơ thế nào? Hắn trước đây đem đệ nhị yêu cơ, ủy thác cho Trùng Dương chân nhân chiếu cố, không biết nàng tình huống như thế nào. Trùng Dương chân nhân nói, yên tâm, nàng rất tốt. Nguyên khí khôi phục được không tệ, cùng Chu thần chiến trường kết thúc, nàng thì có thể trở lại bên người ngươi. Trùng Dương chân nhân là một đời đại tông sư, có tương lai người cường giả, đã từng chính phái lãnh tụ, tính cách tự nhiên đàng hoàng, sẽ không đối với đệ nhị yêu cơ, chút nào bạc đãi. Diệp thần gật gật đầu nói, vậy thì cảm ơn Trùng Dương chân nhân. Nhưng, cảm ơn quay về cảm ơn, hắn là sẽ không cùng Trùng Dương chân nhân hợp tác. Vậy khởi nguyên tiên trì. Diệp thần muốn một người chiếm đoạt, nếu như có người dám cùng hắn đoạt, hắn tuyệt đối là không tiếc đánh một trận. Diệp thần tạm biệt Trùng Dương chân nhân, liền dẫn Hạ Nhược Tuyết, Trang Hiểu Nhan các người, một đường đi Chu thần chiến trường phá không bay đi. Trùng Dương chân nhân đứng tại chỗ, nhìn Diệp thần viễn đi hình bóng, một tiếng thở dài. Diệp thần không chịu hợp tác, vậy đến Chu thần chiến trường,
hắn cùng Diệp Thần tới giữa, chỉ có thể là binh khí gặp nhau. Diệp Thần thực lực, cực kỳ mạnh mẽ, trọng yếu hơn chính là khí vận vô địch, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Trùng Dương chân nhân chân thực không muốn cùng Diệp Thần là địch. Không biết qua bao lâu, ngày xưa Phiêu Miểu Phong nơi phế tích, Chu Thần chiến trường đã đáp xuống xuống, rất nhiều người cũng có thể dòm ngó gặp Chu Thần chiến trường to lớn cảnh tượng. Từ chân trời rót ngược xuống thác nước hai bên đứng sừng sững cổ xưa tượng đá, hình ảnh này cực kỳ nguy nga, đây cũng là Chu Thần chiến trường cốt lõi nhất khí tượng. Ở thác nước cùng pho tượng bên ngoài, đã thật nhiều võ giả tu sĩ, chi chít, treo lơ lửng trên không trung, ánh mắt đánh giá cảnh tượng trước mắt, xì xào bàn tán. Vậy hai pho tượng, nhìn như cùng mọi người cách nhau rất gần, tựa như xúc tu có thể đụng, nhưng trong thực tế, ở giữa nhưng cách vô số không gian, còn có từng tầng một không khí tường cách trở, căn bản không người có thể đến gần. Chu Thần chiến trường lối vào, cũng không có chân chính mở cửa, cảnh tượng bên trong, có thể mong không thể tức. Đây chính là Chu Thần chiến trường sao? Cái này để lộ ra thiên cơ, quá kinh khủng, Nguyên Thiên Đế, Hồn Thiên Đế, đều là chúng ta không thể ngửa mặt trông lên tồn tại. Ở Nguyên Thiên Đế cùng Hồn Thiên Đế trước mặt, chúng ta là biết bao nhỏ bé, liền con kiến hôi cũng không bằng. Từng đạo nghị luận cùng khen ngợi thanh âm vang lên, vô số đạo ánh mắt, cũng hội tụ ở đó hai tòa cổ xưa tượng đá trên. Vậy hai bức tượng đá, chính là Nguyên Thiên Đế và Hồn Thiên Đế pho tượng. Cái này hai vị thiên đế truyền thuyết, ở thế giới hiện thật bên trong, coi là đặc biệt cổ xưa bí mật, tiên hữu người biết được. Nhưng hiện tại, theo Chu Thần chiến trường mở cửa, ngày xưa thiên cơ bại lộ ra, rất nhiều người cũng dòm ngó thấy Nguyên Thiên Đế cùng Hồn Thiên Đế tranh đấu chém giết, rung động tại ngày xưa vậy trận động trời đại chiến. Cái này Chu Thần chiến trường, chính là ngày xưa hai vị đại thiên đế, sanh tử quyết chiến trường một trong. Hai vị thiên đế kịch chiến. Năng lượng linh khí tiết ra ngoài, ảo tưởng quy luật xen lẫn, diễn hóa ra vô số thiên tài địa bảo, vô số linh đan diệu dược, vô số thần binh lợi khí, bọn họ một cái ý niệm, lại biến thành vô số thần công bí tịch, nếu như có thể. Lấy được, đủ để nghịch thiên cải mệnh. Cái này Chu Thần chiến trường, đừng nói là thế giới hiện thật, coi như thả vào không không lúc nào không bên trong đi, cũng là nhất lưu bí cảnh, có thể hấp dẫn vô số người, một khi hiện thế, sẽ tung lên gió tanh mưa máu. Mà hiện tại, không không thời không mọi người, cũng không biết phủ đầy bụi Chu Thần chiến trường, hôm nay đã ở thế giới hiện thật mở. Đây đối với thế giới hiện thật võ giả các tu sĩ mà nói, dĩ nhiên là thiên đại cơ hội. Diệp Thần mang Hạ Nhược Tuyết, Trang Hiểu Nhan các người, hạ xuống Chu Thần chiến trường bên ngoài, thấy người chung quanh đầu chào chào, bầu không khí nóng rực hình ảnh, cũng là hơi có chút ý động. Luân hồi chi chủ đến. Diệp Thần đến một cái tới. Liền bị người nhận ra. Toàn trường võ giả tu sĩ, đủ có hơn mấy chục ngàn người, đồng loạt phát sinh một tiếng thét kinh hãi, ánh mắt đồng loạt rơi vào Diệp Thần trên mình, rối rít tránh ra. Diệp Thần thần sắc sửng dưng, treo lơ lửng trên không trung. Hạ Nhược Tuyết hướng chung quanh các võ giả, mỉm cười gật đầu đáp lễ, ngược lại cũng mười phần khách khí. Có luân hồi chi chủ ở chỗ này, vậy đại cơ duyên tạo hóa, chúng ta là không thể nào cướp được. Đúng là như vậy, thật may Chu Thần chiến trường bên trong, thiên tài địa bảo vô số, chúng ta còn có thể nhặt điểm tiện nghi. Ha ha, luân hồi chi chủ tới, chỉ sợ Vạn Khư và Tử Hoàng Tiên Cung bên kia, vậy sẽ không bỏ qua cái này bí cảnh chứ. Rất nhiều nghị luận thanh âm vang lên, người người đều biết, Chu Thần chiến trường bên trong, có ba đạo đại cơ duyên. Diệp Thần nếu đã hạ xuống, vậy ba đạo đại cơ duyên, chỉ sợ cũng không tới phiên người ngoài tranh đoạt. Có tư cách cùng Diệp Thần tranh đoạt, chỉ có Vạn Khư Thần Điện và Tử Hoàng Tiên Cung, cái khác vậy thế lực, căn bản không có đầy đủ khí vận, có thể cùng Diệp Thần chống lại. Diệp Thần đến sau đó, chỉ chốc lát sau, lại có người tới. Đó là một cái bội kiếm ông già, người mặc Vạn Khư trưởng lão phục trang, tay cầm một cái màu đen hũ, đi theo phía sau mười mấy Vạn Khư Thần Điện tinh nhuệ, chính là kiếm thần lão tổ Tiêu Tinh Hà. Tiêu tiền bối. Không nghĩ tới là ngươi tới đây bên trong. Diệp Thần thấy Tiêu Tinh Hà tới, ánh mắt khẽ nhúc nhích, khom người thi lễ một cái. Ha ha, luân hồi chi chủ, không cần đa lễ. Tiêu Tinh Hà đáp xuống, ánh mắt mang vẻ bi thương. Diệp Thần nói, Tiêu tiền bối vậy muốn tiến vào Chu Thần chiến trường sao? Tiêu Tinh Hà gật gật đầu nói, đúng vậy, hy vọng ngươi có thể hạ thủ lưu tình, tha ta một cái mạng già.
hắn biết Diệp Thần tu vi, là càng ngày càng lớn mạnh, nếu là thật đánh, mình tuyệt đối không phải địch thủ. Thật may, Vũ Hoàng Cổ Đế mệnh lệnh, cũng chỉ gọi là hắn trang bị đầy đủ một hũ khởi nguyên tiên thủy, ngược lại không cần hắn cướp đoạt cả tòa khởi nguyên tiên trì. Tiêu Tiền Bối nói đùa. Diệp Thần lại chắp tay một cái, hắn cùng Tiêu Tinh Hà rất có giao tình, cho dù đối phương là Vạn Khư người trong, hắn cũng không muốn động sát thủ, tốt nhất có thể chiêu mộ được thủ hạ mình. Tiêu Tinh Hà lắc đầu một cái, khóe miệng mang một chút đau khổ ý, không nói gì thêm, dẫn người đứng ở một bên, yên tĩnh chờ đợi Chu Thần chiến trường mở. Lại một lát sau, trong hư không tím hoàng ánh lửa đại tác, mãi mãi nguyên khí ngất trời. Một cái tím hoàng ngọn lửa cấu trúc thành cầu dài, từ thiên núi liền xuống. Chỉ gặp một người cô gái, tóc xanh đoan trang thúc tại sau ót, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng, màu vàng con ngươi lãnh đạm, mày ngài đôi môi, cốt tú thanh niên, như tiên như tranh vẽ, nhưng vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, có thể gặp nhìn ra nội tâm nàng cô tịch, giữa trán tràn đầy đau khổ. Ý, tựa như cái này thế gian, không có bất kỳ vật gì, có thể để cho nàng có một tia một hào vui thích. Nàng chính là thế giới hiện thật, duy nhất một có nguyên thể người, bể khổ nguyên thể người thức tỉnh, cô Tô Vũ. Diệp Thần thấy cô Tô Vũ, phản ứng đầu tiên chính là đáng thương này cô gái, cảm thấy đáng thương. Có bể khổ nguyên thể cô Tô Vũ, từ vừa sanh ra liền chịu hết bể khổ hành hạ, bể khổ mỗi lần sôi trào, đối nàng mà nói, đều là đánh vào tạng phủ sóng thần, cực kỳ đau khổ khó chịu. Nàng từng ở Nham Thần Thiên Tôn trước, quỳ bái ngàn năm, khẩn cầu Nham Thần Thiên Tôn ra tay, giúp nàng vượt qua bể khổ, nhưng không có được chút nào đáp lại. Nàng lại quỳ cầu Linh Không Thiên Tôn, cuối cùng đạt được Linh Không Thiên Tôn thương hại, thu được nửa cuốn Cửu Thần Lục. Nhưng, Cửu Thần Lục nội tình, quá mức mạnh mẽ, nàng cũng không cách nào nắm trong tay, từ đầu đến cuối không độ được bể khổ. Diệp Thần nhìn cô Tô Vũ, thấy con ngươi lộ ra kim quang, có trọng đồng nhật nguyệt thở mạnh voi, cũng biết nàng đã vượt qua bể khổ. Là Đạo Đức Thiên Tôn thủ đoạn. Đạo Đức Thiên Tôn, không hổ là từ Cửu Thần thời đại sống sót cao nhân, lại có thủ đoạn có thể giúp nàng vượt qua bể khổ. Diệp Thần dòm ngó thấy thiên cơ, biết Đạo Đức Thiên Tôn hao phí vô cùng giá thật lớn, tiêu hao hết tự thân bổn mạng nguyên khí, lại hao phí Tử Hoàng Tiên Cung không thiếu địa mạch năng lượng, cuối cùng là giúp cô Tô Vũ tạm thời vượt qua bể khổ. Thành tựu giao dịch, cô Tô Vũ nửa cuốn Cửu Thần Lục, cũng rơi vào Đạo Đức Thiên Tôn trong tay. Bất quá, bể khổ nguyên thể chung bể khổ, năng lượng đặc biệt khủng bố, coi như một lần vượt qua, sau này cũng có bị chìm ngập nguy hiểm. Cho nên, cô Tô Vũ lần này tới, là vì tiến vào Chu Thần chiến trường, cướp lấy cơ duyên, giải quyết bể khổ nguyên thể khốn khổ. Diệp Thần nhìn nàng một mắt, liền có thể cảm nhận được, nàng đầu óc bên trong mãnh liệt ý niệm. Cái này cô Tô Vũ, cũng muốn cướp lấy khởi nguyên tiên trì, dùng khởi nguyên tiên trì ao nước, thay đổi hết bể khổ, vĩnh viễn thoát khỏi phiền não. Ở cô Tô Vũ sau lưng, cũng có mười mấy Tử Hoàng Tiên Cung võ giả, người người đều là vô lượng cảnh hậu kỳ mạnh mẽ tồn tại. Hôm nay cô Tô Vũ, ở Tử Hoàng Tiên Cung địa vị cực cao, mơ hồ thành thánh nữ. Vì tranh đoạt Chu Thần chiến trường bên trong cơ duyên, Đạo Đức Thiên Tôn cũng là xuống vốn gốc, lại có thể phái ra như thế nhiều vô lượng cảnh hậu kỳ cao thủ, đi theo ở cô Tô Vũ bên người. Cùng những cái kia vô lượng cảnh hậu kỳ cao thủ so sánh, cô Tô Vũ hơi thở kinh khủng hơn. Nàng tu vi hơi thở, lại có thể vượt qua tiên đế đỉnh cấp, đạt tới nửa bước thần đạo cảnh bước. Ở nàng quanh thân, lại từng cái không thể nói trạng vĩ đại pháp tắc, đó là thần linh quy luật. Hôm nay nàng, đã mơ hồ thành thần. Tuy nói ở thế giới hiện thật, có rất nhiều cường giả cũng tự xưng là thần, thiên thần, thần vương, thần đế, thần tôn cái gì. Nhưng cái này chút chỉ là tiếng quyền gọi, làm không phải thật. Chân chính thần minh, là có thể chạm đến ảo tưởng vĩ đại tồn tại, có thể vô căn cứ tạo vật, một cái ý niệm có thể sáng tạo hàng tỷ vũ trụ tinh không, lực lượng mênh mông đến không thể tưởng tượng nổi bước. Lúc này cô Tô Vũ, liền mơ hồ thành thần. Cô Tô Vũ đến, làm được toàn trường các võ giả, một hồi thán phục. Vị này chính là trong truyền thuyết người siêu phàm, có bể khổ nguyên thể cô Tô Vũ. Nàng là thiên nữ đại sư tỷ à. Nàng đã vượt qua bể khổ. T, nàng tu vi, đã vượt qua tiên đế đỉnh cấp, cũng mau bước vào thần đạo cảnh, ai còn là nàng địch thủ. Luân hồi chi chủ ngày hôm nay chết chắc, cô Tô Vũ sẽ không bỏ qua hắn. Đám người thán phục, ánh mắt ở Diệp Thần và cô Tô Vũ tới giữa, qua lại đánh giá.
Cô Tô Vũ vậy ngắm nhìn Diệp Thần, ánh mắt lãnh đạm, nói, ngươi chính là Diệp Thần sao? Diệp Thần gật đầu nói, đúng vậy. Cô Tô Vũ nói, trưởng giáo đại nhân muốn giết ngươi. Diệp Thần nói, à. Cô Tô Vũ nói, nhưng ta không nhất định đánh qua ngươi. Nàng ánh mắt thẳng thắn, cho dù đã là nửa bước thần đạo cảnh cao thủ, lại còn nói thẳng không đánh lại Diệp Thần. Diệp Thần sửng sốt một tí, không nghĩ tới cô Tô Vũ như thế thẳng thắn. Mà chung quanh các võ giả, chính là một mặt kinh ngạc. Liền nửa bước thần đạo cảnh cô Tô Vũ, cũng tự nhận không đánh lại Diệp Thần, vậy Diệp Thần sức chiến đấu, kết quả có bao nhiêu ngoại hạng? Sư tỷ, thật lâu không gặp. Lúc này, phương xa chân trời, truyền tới một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm. Chỉ gặp bầu trời bên trong, băng hoàng múa lên, một cái trong trẻo lạnh lùng cô gái, ngự gió đạp tuyết, chân đạp ở băng hoàng trên mình, ngự không tới, chính là đảm nhiệm thiên nữ. Thiên nữ sư muội. Cô Tô Vũ thấy thiên nữ tới, vậy giếng cổ không dao động yên lặng trong mắt, lúc này xuất hiện to lớn rung động chập chờn. Thiên nữ mỉm cười, đáp xuống, đi tới cô Tô Vũ bên người, hai cô gái ôm nhau thật chặt, rồi sau đó bốn tay nắm nhau, hình dáng mười phần thân thân mật. Sư tỷ, chúc mừng ngươi, rốt cuộc vượt qua bể khổ. Thiên nữ cười nói, còn chưa tới cao hứng thời điểm đây. Cô Tô Vũ khẽ gật đầu một cái, rồi sau đó chỉ hướng Diệp Thần. Nói, sư muội, người sắp cùng hắn quyết chiến chứ? Thiên nữ gật đầu nói, đúng vậy, kém không nhiều vậy sắp đến quyết chiến thời điểm. Cô Tô Vũ nói, muốn ta giúp ngươi sao? Nàng trong mắt đột nhiên dâng lên ý định giết người, mới vừa nàng còn nói không đánh lại Diệp Thần, nhưng lúc này vì thiên nữ, lại có không tiếc đánh một trận ý. Thiên nữ cười nói, không cần, đây là ta cướp, không cần người bất kỳ nhúng tay, ta lần này tới Chu Thần chiến trường. Cũng là muốn tìm điểm cơ duyên, tốt tăng lên nữa chút thực lực, tốt nhất có thể xem ngươi như vậy, đột phá tiên đế đỉnh cấp, chứng đạo thành thần. Cô Tô Vũ lắc đầu nói, sư muội nói đùa, ta điểm này tu vi, quá nông cạn, chính là sắp chứng đạo thành thần, căn cơ cũng là tương đương không yên, khí vận nội tình vậy quá kém, ngươi trăm chiêu bên trong là được giết chết ta. Đến tiên đế đỉnh cấp, thần đạo cảnh này cùng cảnh giới, quyết định chiến đấu thắng bại, nhân tố có rất nhiều. Phong thủy khí vận, thiên thời địa lợi, ý chí chiến đấu, pháp bảo thần thông, cũng phải cân nhắc. Cô Tô Vũ cho tới bây giờ đều là một thân một mình, sau lưng không có bất kỳ trận doanh thế lực, không có bất kỳ tín đồ cung phụng, nàng căn cơ mười phần đơn bạc, cho nên phải là sanh tử quyết chiến nói, nàng là không đánh lại thiên nữ Diệp Thần nhóm cường giả. Thiên nữ kéo tay nàng, ôn nhu nói, ta làm sao sẽ giết ngươi. Lần này Chu Thần chiến trường mở, chúng ta liên thủ chính là... Bên trong có ba đạo đại cơ duyên, đủ chúng ta phân. Cô Tô Vũ vậy gần đây tràn đầy đau khổ lặng yên trong tròng mắt, lúc này hiếm có lộ ra vui mừng, thanh âm cũng có chút kích động, nói, được, sư muội, vậy chúng ta liền ở cùng một chỗ. Thiên nữ nhẹ nhàng gỡ một tí cô Tô Vũ sợi tóc, động tác tương đương nhẹ nhàng, thật giống như nàng mới là sư tỷ vậy, cười nói, được. Diệp Thần thấy thiên nữ muốn cùng cô Tô Vũ liên thủ, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Hai nàng này liên thủ, vậy thì đáng sợ. Hắn còn muốn cướp lấy Chu Thần chiến trường bên trong đại cơ duyên, ắt phải khó khăn rất nhiều. Chung quanh các võ giả, thì là một bộ xem kịch vui hình dáng, có người còn lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác diễn cảm. Vậy ba đạo đại cơ duyên, vậy võ giả cũng không ý tranh đoạt, bởi vì biết mình thực lực, căn bản không có thể đoạt lấy. Suy, chỉ chốc lát sau, lại có một đạo lưu quang, từ chân trời bắn tới. Nhưng là Trùng Dương chân nhân. Trùng Dương chân nhân một thân một mình, người mặc một bộ hồng bào, trên người lượn lờ từng luồng nhàn nhạt mây đen, những cái kia mây đen hơi thở, vô cùng là quỷ dị, hình như là loại nào đó vặn vẹo rắn độc, lại hình như là quái vật gì xúc tu, thậm chí. Thỉnh thoảng có cổ quái tiếng gào từ bên trong truyền ra. Đó là bán vĩ, là cắt nhỏ sau nhất vĩ. Trùng Dương chân nhân trong tay bán vĩ, phơi bày mây đen hình thái. Như một đoàn quỷ bí năng lượng thể. Lúc này Trùng Dương chân nhân rõ ràng đã cùng bán vĩ hòa làm một thể, vậy từng luồng mây đen quanh quẩn hắn, hắc ám mà quỷ dị, hắn bản thân nhưng thấm ra thật lớn quang minh khí chất, nhìn như hơi có chút âm dương hòa vào nhau đại lộ hay uẩn. Trùng Dương chân nhân cũng tới. Đó chính là bán vĩ sao? Lần này có trò hay để nhìn, không biết Chu Thần chiến trường vậy ba đạo đại cơ duyên rơi vào nhà nào. Ha ha.
bỏ mặc rơi vào nhà nào, cũng cùng chúng ta không quan hệ. Toàn trường võ giả các tu sĩ, thấy Trùng Dương chân nhân hạ xuống, lại là một hồi xì xào bàn tán. Lần này Chu Thần chiến trường sắp mở, đưa tới quá nhiều người tranh đoạt. Luân hồi trận doanh, vạn khư trận doanh, thiên nữ trận doanh, tử hoàng tiên cung trận doanh, còn có Trùng Dương chân nhân, đều xuất động, có thể nói là thanh thế cường thịnh. Thái thượng thế giới và thiên ngoại thiên giống vậy thế lực, tự nhiên không dám cùng Diệp Thần, Trùng Dương chân nhân, thiên nữ các người tranh đoạt. Thật may Chu Thần chiến trường bên trong, cơ duyên tài nguyên rất nhiều, coi như không giành được đại cơ duyên, giống vậy cơ duyên, vậy đủ phổ thông võ giả được lợi. Thiên nữ, Cô Tô Vũ, Luân Hồi Chi Chủ, Kiếm Thần Lão Tổ, Hạnh Hội. Trùng Dương chân nhân đi tới sau đó, liền hướng Diệp Thần các người ôm quyền thi lễ. Diệp Thần các người vậy chắp tay đáp lễ, các phương cũng không quá nhiều lời nói, phân biệt chọn một vị trí, đứng ở Chu Thần chiến trường ra, đến khi bí cảnh mở. Luân Hồi, Vạn Khư, Tím Hoàng, Thiên Nữ cùng các phương trận doanh tới giữa, lẫn nhau có tranh đấu, nhưng vào lúc này, ai cũng không dám tùy tiện ra tay chém giết, bởi vì cũng không có nắm chắc tất thắng. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Chu Thần chiến trường khí tượng, vậy dần dần đổi được rõ ràng. Đám người phóng thích thần thức, theo dõi trong chiến trường hoàn cảnh, liền thấy một phiến vô cùng thật lớn cương vực, đơn giản là vô biên vô tận. Chu Thần chiến trường cơ duyên nhiều nhất địa phương, dĩ nhiên là lấy Khởi Nguyên Tiên Trì làm trung tâm vùng trung tâm. Ở nơi này phiến vùng trung tâm ra, còn có ba cái vòng ngoài chiến trường. Theo thời gian rời đổi, vậy ba cái vòng ngoài chiến trường hoàn cảnh khí tượng, vậy dần dần hiển lộ ra. Có một cái không gian lối đi, dần dần xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không gian lối đi cuối, là một cái ngã ba đường, phân biệt đi thông ba cái vòng ngoài chiến trường. Tinh Thiên chiến trường, Dấu Khư chiến trường, Nghịch Thần chiến trận. Diệp Thần ánh mắt híp lại, liền thấy vậy ba cái lối rẽ, tất cả đứng sừng sững một khối đá bia, phía trên khắc chiến trường tên, khí tượng mỗi người không giống nhau. Tinh Thiên chiến trường, là bình thường nhất chiến trường, bên trong yêu thú quái vật vân. Vân. Thực lực không tính là mạnh, vậy võ giả cũng có thể đối phó. Dấu Khư chiến trường, thì nguy hiểm rất nhiều, bên trong có lớn hắc ám quái vật, còn có chút oán linh ác ma tồn tại. Mà Nghịch Thần chiến trận, chính là nguy hiểm nhất chiến trường, không chỉ có nghịch thiên quái vật hoành hành, hoàn cảnh vậy tương đương tồi tệ, tràn đầy thiên tai họa loạn. Muốn đi cốt lõi nhất Chu Thần chiến trường, kiến thức Khởi Nguyên Tiên chỉ thở mạnh voi, trước hết thông qua vòng ngoài chiến trường tiến vào. Càng mấu chốt chính là, cái này ba cái vòng ngoài chiến trường, mặc dù trình độ hung hiểm không cùng, nhưng bên trong cơ duyên, thiên tài địa bảo tài nguyên số lượng, là hoàn toàn giống nhau. Nói cách khác, bỏ mặc đi đâu cái chiến trường, thu hoạch đến tài nguyên, đều là giống nhau, không việc gì khác biệt. Cái này ba cái vòng ngoài chiến trường, cũng chỉ là một con đường mà thôi, chân chính đại cơ duyên, đều ở đây hạch tâm bên trong chiến trường mặt. Như vậy thứ nhất. Vậy dĩ nhiên là từ Tinh Thiên chiến trường tiến vào, ổn thỏa nhất thuận lợi. Rất nhiều võ giả, cũng cảm giác được một màn này, liền rối rít tràn vào Tinh Thiên chiến trường lối vào, rất nhanh liền đem lối vào chen đầy. Thiên nữ, Cô Tô Vũ, Trùng Dương chân nhân, Tiêu Tinh Hà các người, nhìn nhau, rất ăn ý mang người thủ hạ, đi tới Dấu Khư chiến trường lối vào. Chúng ta cũng đi qua. Diệp Thần hướng Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh các người nhìn một cái. Liền muốn mang luân hồi trận doanh người, đi Dấu Khư chiến trường. Tinh Thiên chiến trường an toàn nhất, nhưng lấy Diệp Thần, thiên nữ đám người thân phận, tự nhiên không muốn cùng phổ thông võ giả tranh đoạt, dù sao phải cho người khác một chút việc đường. Mà Nghịch Thần chiến trường, quá mức nguy hiểm, muốn thông qua Nghịch Thần chiến trận, đi hạch tâm chiến trường, tất nhiên hao tổn to lớn, cái mất nhiều hơn cái được. Cho nên, thiên nữ, Cô Tô Vũ, Trùng Dương chân nhân, Tiêu Tinh Hà các người, đều lựa chọn Dấu Khư chiến trường. Lựa chọn Dấu Khư chiến trường, cũng không dùng cùng phổ thông võ giả tranh đấu, cũng không cần đối mặt Nghịch Thần chiến trường nguy hiểm, không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất lựa chọn. Diệp Thần bên này, vậy muốn tiến vào Dấu Khư chiến trường. Nhưng, làm Diệp Thần dẫn người đi gần Dấu Khư chiến trường lối vào, Cô Tô Vũ nhưng đứng dậy, nói. Luân hồi chi chủ, cái này lối vào, người không thể vào, người muốn tiến vào bí cảnh. Đi đường này đi. Chỉ bên cạnh Nghịch Thần chiến trường lối vào. Nghe vậy, Diệp Thần ha ha cười một tiếng, nói ta tại sao không thể vào. Ba cái vòng ngoài chiến trường,
bên trong ẩn chứa cơ duyên tài nguyên, hoàn toàn là giống nhau, nhưng nghịch thần chiến trận nhưng nguy hiểm nhất. Diệp thần tự nhiên không muốn đi nghịch thần chiến trận, vạn nhất thực lực mình bị tiêu hao hết, cùng đi đến hạch tâm chiến trường, hắn liền mất đi cạnh tranh năng lực. Cô Tô Vũ nói, ngươi thực lực quá mạnh mẽ, khí vận quá thịnh, chúng ta muốn cùng ngươi tranh đấu, trước hết chèn ép ngươi kiêu căng. Nàng cũng không có che giấu mình ý tưởng, rất nhiều trận doanh bên trong, liền lấy Diệp thần luân hồi trận doanh, khí thế nhất là hừng hực. Nếu là để cho Diệp thần hoàn hảo không tổn hao gì, liền tiến vào hạch tâm chiến trường, cô Tô Vũ không có tranh thắng chắc chắn. Diệp thần sửng sốt một tí, lại không nghĩ rằng cô Tô Vũ thẳng như vậy trắng. Hắn nhìn trời một chút nữ, Tiêu Tinh Hà, Trùng Dương chân nhân các người, chỉ gặp bọn họ thái độ, tựa hồ cũng là ngầm cho phép. Diệp thần quá mạnh mẽ, bọn họ ăn ý liên thủ, muốn đè ép Diệp thần kiêu căng. Người đi nghịch thần chiến trận đi, cất giấu khư chiến trường, người không thể đi. Cô Tô Vũ ánh mắt sắc bén, nói. Nàng muốn ép Diệp thần đi nghịch thần chiến trận. Nghịch thần chiến trận hung hiểm nhất, nếu là Diệp thần đi vào, nhất định phải đối mặt vô số máu tanh giết hại, thực lực sẽ bị thật to tiêu hao. Như vậy thứ nhất, cuối cùng hạch tâm chiến trường cơ duyên tranh đoạt, Diệp thần sức cạnh tranh, đem sẽ thật to hạ xuống. Diệp thần ha ha cười nhạt, nói cái này bí cảnh còn chưa mở, các ngươi liền muốn chèn ép ta. Nếu như ta cũng muốn vào cái này giấu khư chiến trường đâu. Cô Tô Vũ rút trường kiếm ra, nói, vậy trước giết ta. Diệp thần có thể cảm nhận được, cô Tô Vũ mãnh liệt ý niệm, bất khuất mà kiên quyết, sẽ không có lùi bước chút nào. Hơn nữa, chỉ cần Diệp thần dám động thủ, cô Tô Vũ sau lưng, Thiên Nữ, Tiêu Tinh Hà, Trùng Dương chân nhân các người, cũng sẽ xuất thủ. Diệp thần quá mạnh mẽ, nếu như bọn họ không liên thủ áp chế Diệp thần, vậy Chu thần chiến trường bên trong đại cơ duyên, sợ rằng đều phải bị Diệp thần đoạt đi. Tinh thiên chiến trường lối vào bên kia các võ giả, thấy cái này kiếm bạt nỗ trương tình cảnh, cũng là sợ hãi đứng lên, ngừng thở, ánh mắt rối rít hội tụ ở Diệp thần trên mình. Diệp thần ánh mắt run lên, hắn nhất chịu không được người khác uy hiếp, liền muốn rút kiếm ra tay. Hắn ngược lại muốn xem, cô Tô Vũ và thiên nữ các người, có phải là thật hay không phải ở chỗ này khai chiến. Diệp thần, coi là. Nhưng mà, ở Diệp thần muốn rút kiếm thời điểm, Ngụy Dĩnh và Hạ Nhược Tuyết, một trái một phải kéo hắn. Hai cô gái hiển nhiên không nghĩ tới phân tranh, dẫu sao ở chỗ này khai chiến nói, Diệp thần muốn lấy một địch bốn, quá nguy hiểm. Coi như Diệp thần lại không địch, lại tại sao có thể là thiên nữ, cô Tô Vũ, Trùng Dương chân nhân, Tiêu Tinh Hà bốn người đối thủ. Diệp đại ca, đừng xung động. Trang Hiểu Nhan vậy khuyên. Diệp thần sắc mặt trầm xuống, nội tâm tỉnh táo lại, cũng nghĩ đến ở chỗ này khai chiến nói, đúng là bất lợi. Mà vào lúc này, Diệp thần càng cảm giác hơn đến, mình trong cơ thể vạn kiếm thần tinh, lại là truyền ra đặc thù ông minh chấn động, tựa hồ cùng nghịch thần chiến trường phương hướng, sinh xảy ra cái gì đồng tình. Ừ, nghịch thần bên trong chiến trường mặt, chẳng lẽ có cơ duyên gì, lại có thể cùng vạn kiếm thần tinh tương thông. Diệp thần trong lòng động một cái. Ánh mắt nhìn về nghịch thần chiến trận lối vào, tim khó hiểu tăng tốc độ nhảy lên, càng cảm thấy trong cơ thể vạn kiếm thần tinh hỗn loạn, đồng tình vô cùng mãnh liệt. Ở nghịch thần bên trong chiến trường mặt, thật giống như có vật gì, kêu gọi ở vạn kiếm thần tinh. Phải biết, vạn kiếm thần tinh là vận mệnh thất tinh một trong, hơn nữa còn là kiếm thiên đế đã từng chấp trưởng qua tinh thần. Nếu là có cơ duyên gì, cùng vạn kiếm thần tinh tương quan, vậy nhất định là đại cơ duyên, vận may lớn. Nghĩ tới đây, Diệp thần trong lòng lại là bình tĩnh, hướng luân hồi trận doanh mọi người nói, chúng ta đi nghịch thần chiến trận. Hắn lập tức liền dẫn người lui về phía sau, rồi sau đó đi về phía nghịch thần chiến trường lối vào. Đứng ở lối vào, Diệp thần có thể rõ ràng cảm nhận được, lối vào nghịch thần thạch bia, đang tản mát ra tí ti lũ lũ u ám hơi thở, làm người ta rợn cả tóc gáy. Lối vào còn không chính thức mở, hắn đã có thể mơ hồ bắt được. Nghịch thần trong chiến trường bộ vắng lặng, tử vong, lạnh lẽo thê lương, hắc ám, hơi thở máu tanh. Nhưng cùng lúc đó, trong cơ thể hắn vạn kiếm thần tinh, vậy truyền ra kịch liệt hơn đồng tình. Thấy Diệp thần lựa chọn nghịch thần chiến trận, tinh thiên chiến trường bên kia các võ giả, rối rít thở phào nhẹ nhõm. Nếu là Diệp thần không chịu thỏa hiệp, cưỡng ép phải đi giấu khư chiến trường, cùng cô Tô Vũ, thiên nữ các người khai chiến, đó đúng là trời long đất lở. Rất nhiều võ giả có thể cũng phải tao ương.
thấy Diệp Thần thỏa hiệp, Cô Tô Vũ, Thiên Nữ, Trùng Dương Chân Nhân, Tiêu Tinh Hà các người thần kinh căng thẳng, cũng là thanh tĩnh lại. Tuy nói bọn họ bốn người liên thủ, không sợ Diệp Thần. Nhưng thật đánh, khẳng định sẽ có người chết, bọn họ cũng không muốn trực tiếp ở chỗ này khai chiến. Còn như Thiên Nữ, nàng càng muốn đơn độc cùng Diệp Thần quyết chiến, chẳng muốn người ngoài nhúng tay. Diệp Thần không nói gì thêm, yên lặng chờ đợi cửa vào mở. Theo thời gian trôi qua, rốt cuộc, toàn bộ Chu Thần chiến trường bí cảnh, quy luật hoàn toàn củng cố lại, vòng ngoài chiến trường ba cái lối vào, cũng chính thức mở. Tinh Thiên chiến trường lối vào, rất nhiều võ giả chen lấn vọt vào, tình cảnh đặc biệt kịch liệt, tất cả mọi người e sợ cho mình rơi ở phía sau, không giành được bên trong chiến trường tài nguyên. Dấu khư chiến trường bên này, cũng có trật tự rất nhiều. Bởi vì cái này chiến trường lối vào, chỉ có Thiên Nữ, Cô Tô Vũ, Trùng Dương Chân Nhân, Tiêu Tinh Hà đám người thế lực. Bọn họ nhìn nhau một mắt, lại nhìn xem Diệp Thần bên này trận doanh người, liền rối rít dọc theo lối vào, tiến vào chiến trường. Diệp Thần bên này, nghịch thần chiến trận lối vào mở, xuyên thấu qua cái này lối vào, có thể mơ hồ thấy nghịch thần trong chiến trường bộ cảnh tượng. Đó là một phiến hoang không vùng, hiện đầy xương trắng thi hài, lại có rất nhiều ác linh ma thần, oán niệm thành ma, trên trời phong tai lôi tai nổ tung, dưới đất nham thạch nóng chảy nhô lên, hoàn cảnh đặc biệt tồi tệ, không thấy được chút nào sức sống. Cái này nghịch thần chiến trận, quá kinh khủng đi. Luân hồi trận doanh bên trong, có người thấp giọng nói thầm, ánh mắt mang theo vẻ sợ hãi. Một cái vạn hỏa giới sứ giả, hướng Diệp Thần khom người nói, luân hồi chi chủ, nghịch thần chiến trận quá mức nguy hiểm, chúng ta vẫn là đi tinh thiên chiến trường đi. Lúc này Cô Tô Vũ các người, khi tiến vào dấu khư chiến trường sau đó, liền đem lối vào phong tỏa ở, không cho người ngoài lại vào. Nhưng tinh thiên chiến trường lối vào, vẫn còn là cởi mở. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, không cần, nếu là đi tinh thiên chiến trường, há chẳng phải là để cho người coi thường. Nghịch thần liền nghịch thần, ta lại có sợ gì? Hắn cũng không có đi tinh thiên chiến trường, mà là cất bước vượt qua không gian lối vào, bước vào nghịch thần chiến trận bên trong. Ở nghịch thần bên trong chiến trường mặt, có thể có cùng vạn kiếm thần tinh tương quan cơ duyên, Diệp Thần không muốn bỏ qua. Luân hồi trận doanh mọi người trố mắt nhìn nhau, cuối cùng ở Hạ Nhược Tuyết và Ngụy Dĩnh, còn có Trang Hiểu Nhan dưới sự hướng dẫn, vậy đi theo Diệp Thần, tiến vào nghịch thần chiến trận. Ở tất cả mọi người đều tiến vào chiến trường sau đó, hư không bỗng nhiên nứt ra, từng luồng cát chảy ra, cuối cùng cấu trúc thành một cái hoa mỹ đồng hồ cát chảy đồ đằng. Rồi sau đó, một cô gái, xích hai chân, bóng đẹp từ đồng hồ cát chảy chóp đỉnh hiển hóa ra, chính là Tử Thần giáo đoàn đồng hồ cát chảy thiếu nữ, cũng là Linh Không Thiên Tôn con gái nhỏ, Trang Hiểu Nhan muội muội, Trang Hiểu Nguyệt. Tỷ tỷ. Trang Hiểu Nguyệt ngắm nhìn nghịch thần chiến trường lối vào phương hướng, ánh mắt mang vô hạn quyến luyến, lạnh lẽo thanh, khổ sở, u oán. Cuối cùng, nàng cô độc đi về phía nghịch thần chiến trận, vậy từ cái đó lối vào, tiến vào chiến trường bên trong. Diệp Thần, Trang Hiểu Nhan, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh đoàn người, bước vào nghịch thần chiến trận, ngay tức thì liền cảm thấy nghẹt thở. Cái này phiến nghịch thần chiến trận, không biết từ đâu tới mùi máu tanh, tràn ngập thiên địa bốn phương, làm người ta kiềm chế. Nơi này tốt đè nén hơi thở. Diệp Thần cho gọi ra một chút Cẩm Lý Thiên Phù năng lượng, thánh quang lưu chuyển, cá chép nhảy lên, chậm tách ra chung quanh đè nén mùi máu tanh. Rắc rắc sát. Tựa hồ là cảm thấy người ngoài xông vào, cái này phiến nghịch thần chiến trận, địa mạch chỗ sâu, có chút quỷ dị năng lượng, bắt đầu hoạt động. Mặt đất không nứt ra, có tất cả bộ xương trắng, từ kẽ hở bên trong nhô ra, nhưng cũng không có trực tiếp tấn công Diệp Thần các người, mà là ở mặt đất bên trên, tràn đầy không mục đích du đáng, lộ vẻ được khá là lạnh người. Còn có một đạo đạo oán linh, ác niệm hối tụ thành ma thần, ở trên vùng đất đi. Trường phong tiêu điều. Những thứ này khô lâu cùng oán linh bóng người, lộ vẻ được đặc biệt là đáng sợ. Chỉ cần một mực đi về phía trước, là có thể đi tới hạch tâm chiến trường mang. Trang Hiểu Nhan ngẩng đầu nhìn về phương xa, ở nơi này phiến hoang không thê lương địa giới cuối, nhưng là vô cùng nguy nga cảnh tượng. Đó là một cái bạch long vậy đồ sộ thành phố Greatfall, từ chân trời bão rơi xuống. Thác nước hai bên, chính là Nguyên Thiên Đế và Hồn Thiên Đế pho tượng. Đó là Chu Thần chiến trường vùng trung tâm cảnh tượng. Từ nơi này nghịch thần chiến trận, một mực đi về phía trước, là có thể đi tới vùng trung tâm.
Trước đây Diệp Thần và Trang Hiểu Nhan từng ở Chu Thần chiến trường sông sáo qua, bất quá đó là Linh Không Thiên Tôn phục khắc chiến trường, phục khắc chính là hạch tâm một phần nhỏ. Hiện tại bọn họ muốn đi vùng trung tâm mà nói, trước hết đột phá vòng ngoài chiến trường. Nghịch thần chiến trận, chính là ba cái vòng ngoài chiến trường bên trong, cũng là nguy hiểm nhất một cái. Vô số ác linh, vô số xương trắng, ở chung quanh bồng bềnh, muốn xông phá những thứ này ác linh xương trắng phong tỏa, bước vào vùng trung tâm, hiển nhiên không phải chuyện dễ. Đi thôi. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, phất tay một cái, chính là mang Trang Hiểu Nhan, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh các người, một đường đi về trước phương đi tới. Mà ở Diệp Thần các người, bắt đầu đi về phía trước thời điểm, chung quanh vậy rất nhiều ác linh xương trắng, cũng bị kinh động, từng đạo ánh mắt hung hãn cùng ý niệm, rơi vào Diệp Thần cùng trên người. Hống hống hống. Rồi sau đó, từng cơn kinh khủng quỷ gào tiếng vang lên, vô số u ám ma hồn, lệ hồn, ác linh, còn có tất cả xương trắng ma vật, giống như là phát giống như điên, như nước thủy triều tràn lên. Các vị chú ý, Diệp Thần các người còn không ra tay, đến từ vạn hỏa giới năm cái sứ giả, chính là sải bước bước ra. Bọn họ đứng thành một cái ngôi sao năm cánh trận thế, trong tay bắt pháp quyết liền liền, từng đạo thần bí quy luật, mang siêu thoát đời này thiên địa ngọn lửa khí tượng, từ bọn họ trong tay dâng trào ra. Vậy là tới từ không không thời không quy luật lực lượng, mang theo một chút nhân quả luật mùi vị, có thể trấn áp tà ma. Hô hô hô, các loại quy luật nổ tung, hóa thành kịch liệt thiêu đốt lửa lớn, rồi sau đó hội tụ thành ngọn lửa hung mãnh đợt khí, điên cuồng hướng chung quanh xương trắng oán linh, gào thét đi. Phốc phốc phốc, tất cả xương trắng ma vật, tất cả vong linh oan hồn, ở những ngọn lửa này đợt khí dưới sự xung kích, rối rít bạo diệt, hóa thành cho tàn cùng hư không. Liền liền trong không khí mùi máu tanh, cũng bị những ngọn lửa này đợt khí, hòa tan rất nhiều rất nhiều. Luân hồi chi chủ, đây là từ cửu thần lục lưu truyền ra hỏa đạo quy luật. Một cái vạn hỏa giới sứ giả, cung kính hướng Diệp Thần nói. Lúc đầu bọn họ bộc phát ra quy luật lực lượng, lúc ban đầu xuất xứ từ cửu thần lục. Cửu thần lục là thiên chiêu thiên thư, biểu thị cửu thần ra đời. Cửu thần đạo thống bên trong, có rất nhiều đạo pháp, quy luật, thần thông, đều là xuất xứ từ cửu thần lục. Ừ, ta biết. Diệp Thần gật đầu một cái. Tự nhiên cũng biết cửu thần lục mạnh mẽ, bất quá hắn hôm nay chỉ có thiên huyền cảnh tầng thứ 6, vẫn không thể phát huy ra cửu thần lục lực lượng chân chính. Cùng hắn chứng đạo thành thần, bước vào thần đạo cảnh, phỏng đoán liền có thể bộc phát ra cửu thần lục uy lực. Lập tức, Diệp Thần gọi ra cửu thần lục, điều động cửu thần lục linh khí, phụ trợ vậy 5 cái vạn hỏa giới sứ giả. Nếu như có thể không ra tay, Diệp Thần tự nhiên không muốn ra tay. Bởi vì là chân chính tranh đấu. Tương hội tại Chu Thần chiến trường vùng trung tâm bùng nổ, nếu như hắn ở chỗ này hao hết lực lượng, vậy thì thật to không ổn. Đạt được Diệp Thần cửu thần lục trợ lực, vậy 5 cái vạn hỏa giới sứ giả, tinh thần bộc phát, thần thái sáng láng, trong tay quy luật không ngừng lưu chuyển, từng cổ một minh mông ngọn lửa đợt khí, so lòng đất nhô lên ra nham thạch nóng chảy, còn muốn mãnh liệt ngàn gấp vạn lần. Điên cuồng đi bốn phía lan truyền. Vô số ma vật chôn vùi ở bọn họ mãnh liệt ngọn lửa đợt khí dưới. Nhưng mà, theo đoàn người dần dần đi sâu vào, chung quanh ma vật số lượng, càng ngày càng nhiều. Vậy 5 cái vạn hỏa giới sứ giả, cũng có chút chịu không nổi. Diệp Thần dưới quyền luân hồi trận doanh các cường giả, rối rít ra tay. Hạ Nhược Tuyết, Trang Hiểu Nhan, Ngụy Dĩnh ba phụ nữ, cũng là ra tay gia nhập chiến trận bên trong, đối kháng chung quanh ma vật. Nhưng dù vậy, ma vật số lượng vẫn là quá nhiều, đám người giết không khỏi giết, khởi nguyên thác nước khí tượng, đang ở trước mắt, nhưng không cách nào đột phá ma vật phong tỏa đến. Cuối cùng là muốn ta xuất thủ không? Diệp Thần nhướng mày một cái, hắn không hề muốn tiêu hao hết tự thân linh khí, nhưng xem Trang Hiểu Nhan đám người hình dáng, hiển nhiên cũng khó mà lại chống đỡ tiếp. Nghịch thần chiến trận, cuối cùng là quá nguy hiểm, khắp nơi đều là ma vật, hơn nữa nơi này tán lạc thiên tài địa bảo tài nguyên, cùng tinh thiên chiến trường. Dấu khư chiến trường không khác, cũng không có đặc thù gì địa phương. Phổ thông tư nguyên nói, đối luân hồi trận doanh mà nói, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Hống. Lúc này, một đạo to lớn dữ tợn oan hồn, đột phá mọi người chặn đánh, trực tiếp đánh về phía Diệp Thần. Vậy oan hồn cả người máu rầm rề, ánh mắt mang theo vô hạn oán niệm, khi còn sống hẳn là một cái cường đại võ giả, bỏ mạng ở mảnh chiến trường này bên trong.
phù quỷ mẫu xào, cho ta chiếm đoạt. Diệp Thần ánh mắt run lên, thấy vậy oan hồn đạp chết tới, cũng không hoảng hốt, lập tức gọi ra phù quỷ mẫu xào. Ung ung. Trong hư không, hắc ám năng lượng xen lẫn, phù văn lóe lên. Vô số hắc ám quỷ dị phù văn, cấu trúc thành một cái to lớn xào huyệt, trôi lơ lửng ở Diệp Thần nghiêng bầu trời, toát ra ngàn vạn tia kinh khủng hắc ám năng lượng chập chờn. Trong xào huyệt lại có các loại yêu ma gầm thét truyền ra, rung động nhân tâm. Phù quỷ mẫu xào vừa ra, mãnh liệt lực cắn nuốt, liền từ trong xào huyệt truyền ra. Đầu kia đạp chết mà đến oan hồn, lập tức gặp phải phù quỷ mẫu xào chiếm đoạt. Sắc sắc, sắc sắc. Phù quỷ mẫu xào giống như là một cái hắc ám miệng to, ở cắn nuốt hết vậy oan hồn sau đó, liền truyền ra quỷ dị tiếng nhai âm, làm người ta sợ hãi. Đầu kia oan hồn, hoàn toàn bị phù quỷ mẫu xào nhai rớt, hóa thành nguyên thủy hắc ám năng lượng, hội tụ nhập Diệp Thần trong đan điền. Diệp Thần tâm ý động một cái, đem vậy cổ hắc ám năng lượng, truyền đến mình nửa đêm mệnh tinh bên trong không gian. Nửa đêm mệnh tinh, là luân hồi thất tinh viên thứ ba tinh thần, một khi thắp sáng nói, Diệp Thần là có thể nắm giữ hắc ám cùng chết cứu cực lực lượng, giống như có thể hóa thân tử thần vậy. Cũng cắn nuốt đi. Diệp Thần ánh mắt ác liệt, nhìn về chung quanh tàn phá bừa bãi xương trắng cùng ma hồn oán linh, rồi sau đó thúc giục phù quỷ mẫu xào, bắt đầu điên cuồng chiếm đoạt chung quanh ma vật. Tất cả xương trắng, tất cả ma hồn oán linh, thật giống như bị một cái bàn tay vô hình bắt, rối rít đi Diệp Thần phù quỷ mẫu xào bay đi. Vô số ma vật phát ra kêu thảm thiết cùng bi gào, thân thể rơi xuống nhập phù quỷ mẫu xào bên trong, tại chỗ liền bị chiếm đoạt nhai rớt, hóa thành nguyên thủy hắc ám năng lượng, toàn bộ bị Diệp Thần hấp thu. Diệp Thần điên cuồng hấp thu hắc ám, muốn thắp sáng nửa đêm mệnh tinh, nhưng không có hiệu quả chút nào. Cái này nửa đêm mệnh tinh, muốn thắp sáng thức tỉnh, quả nhiên không như vậy dễ dàng. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nhớ tới ban đầu đối chiến hai đuôi huyết nha chó sói thời điểm, vậy điên cuồng hấp thu qua hai đuôi bộc phát ra hắc ám. Khi đó, nửa đêm mệnh tinh đều không có thể thắp sáng. Lúc này, Diệp Thần điên cuồng chiếm đoạt ma vật, tiêu hóa hắc ám, vậy không sắp tối đêm mệnh tinh điểm sáng. Vô số bóng tối năng lượng, lắng đọng ở nửa đêm mệnh tinh bên trong không gian, chất đống thành từng tầng một tràn đầy thối giữa hơi thở, thật giống như phù sa vậy đồ. Những thứ này bóng tối đọng lại, để cho Diệp Thần cũng có chút ứ động. Nếu như hắc ám một mực tích lũy lắng đọng, không có được bùng nổ nói, rất có thể cắn trả tự thân. Diệp Thần dừng lại phù quỷ mẫu xào hấp thu, lấy hắn là tâm vòng tròn, trong xung quanh trăm dặm chi địa, tất cả ma vật đều bị thanh trừ sạch sẽ, toàn bộ bị hắn xào huyệt cắn nuốt hết. Trang Hiểu Nhan, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Vạn Hỏa Giới sứ giả cửa, còn có luân hồi trận doanh các cường giả, vô cùng sợ hãi nhìn Diệp Thần. Cắn nuốt như thế nhiều ma vật, phù quỷ mẫu xào tí tách chảy ra hắc ám kinh khủng chất nhờn, khí tượng vô cùng là quỷ dị. Mà Diệp Thần, nhưng xem một người không có chuyện gì như nhau. Nếu như đổi thành người bình thường, chiếm đoạt như thế nhiều ma vật, sợ rằng chỉ có bạo thể bỏ mạng kết quả. Diệp Thần luân hồi huyết mạch, độ dung nạp thật lợi hại, như hải nạp bách xuyên. Cũng chỉ có hắn, có thể chịu được như thế nhiều ma vật đánh vào. Ngoài trăm dặm ma vật, khi nhìn đến phù quỷ mẫu xào khủng bố sau đó, rối rít lộ ra tủng sợ hãi biểu tình hoảng sợ, lại cũng không có ma vật dám nhích tới gần. Diệp đại ca, người vậy thật lợi hại. Trang Hiểu Nhan khen ngợi bội phục nói. Diệp Thần ra tay một cái, liền đem ma vật thanh trừ sạch sẽ hết, thực lực này, đơn giản là vô địch. Đi mau. Diệp Thần cũng không có tự mãn, vẫy vẫy tay, lập tức đi về trước bay vút đi. Hắn mơ hồ cảm thấy, mặt đất thật giống như đang lay động, thật giống như có cái gì đáng sợ ma vật, bị kinh động vậy. Nơi đây không thích hợp ở lâu, phải mau rời khỏi. Cái này phiến nghịch thần chiến trận, có thể tồn tại cơ duyên gì, cùng vạn kiếm thần tinh có quan hệ, nhưng nơi đây ma vật quá nhiều, Diệp Thần chỉ muốn mau rời khỏi. Nếu như có cái gì ẩn núp cơ duyên nói, cùng hắn bắt được khởi nguyên tiên trì, lại tiếp tục tìm cũng không muộn. Trang Hiểu Nhan, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh các người, gặp Diệp Thần ngưng trọng như thế hình dáng, cũng là hoảng vội vàng đi theo đi lên. Hống! Nhưng, đám người còn chưa đi bao xa, một đạo động trời tiếng rồng ngâm, liền từ phương xa chân trời truyền tới. Diệp Thần quay đầu vừa thấy, liền thấy vô cùng kinh khủng cảnh tượng. Chỉ gặp một con thần long, cả người đen nhánh, mỗi một khối vảy rồng, cũng giống như thủy tinh đen khảm nạm vậy,
lóe lên đen sẫm ánh sáng, phía trên lại quấn vòng quanh rất nhiều dơ bẩn sền sạch đồ, so thi nước còn muốn bẩn thỉu chất nhờn cùng cổ quái chất lỏng, từ nơi này cái hắc ám thần thân rồng trên, từng giọt dòng nước chảy xuống. Diệp thần phù quỷ mẫu sao chảy ra hắc ám chất nhờn, cùng đầu này hắc ám thần long chảy ra dơ bẩn đồ so sánh, cũng tinh khiết được giống như hồ tiên nước. Ở nơi này đầu hắc ám thần long sống lưng trên, lại đổ cắm một cái thanh kiếm, những cái kia kiếm thật sâu xuyên qua nhập nó xương tủy bên trong, muốn đến là đặc biệt đau đớn, màu đen cùng máu tươi màu xanh, mang kịch độc dơ bẩn, từ bên trong dòng nước chảy mà. Ra, vậy cũng cắm một cái thanh kiếm, phía trên có rất nhiều ác liệt tàn bạo kiếm đạo giết hại quy luật, để cho Diệp thần có chút mùi vị quen thuộc. Hắn vạn kiếm thần tinh, lại là cùng cộng vang lên. Những cái kia kiếm, là kiếm thiên đế kiếm. Diệp thần nội tâm đại chấn, lại bắt được kiếm thiên đế nhân quả hơi thở. Kiếm thiên đế, là ngày xưa thiên đế tổ đình 36 thiên đế một trong, cũng là vạn kiếm thần tinh đã từng là chủ nhân, cuối cùng lại là hiến tế tự mình, cung phụng vận mệnh đại đạo vĩ đại tồn tại. Kiếm hắn, từng là chư thiên mạnh nhất, là gần gũi nhất lĩnh ngộ thiên đấu đại đồ kiếm tồn tại, là kiếm đạo một đường tiên hiền thánh nhân. Vậy cái hắc ám thần long, sống lưng trên đổ cắm một cái thanh kiếm, lại là đến từ kiếm thiên đế. Năm tháng bể dâu, kỷ nguyên trôi qua, vậy một cái thanh thần kiếm, như cũng giống như thiên phạt vậy, thật sâu đâm vào vậy cái hắc ám thần long sống lưng trên, phảng phất là vĩnh hằng hành hạ cùng trừng phạt. Hống! Hắc ám thần long gầm thét, ngự không hướng Diệp thần bay tập kích tới, một cái dữ tợn to lớn, tràn đầy không không khí tức giết hại long chảo, đâm hướng Diệp thần đầu, khí thế bá đạo. Diệp thần sắc mặt trầm xuống, không biết là mình tiêu diệt quá nhiều ma vật, vẫn là trong cơ thể vạn kiếm thần tinh, đem điều này hắc ám thần long kinh động đi ra. Điều này hắc ám thần long, là vô cùng khủng bố cường đại tồn tại, ban đầu từng cùng kiếm thiên đế đã giao thủ, coi như năm tháng mài mòn, nó hôm nay thực lực, vậy đủ để ung dung nghiền nát tiên đế. Phù quỷ mẫu sao, cho ta ngăn trở. Diệp thần quát to một tiếng, lập tức vận chuyển phù quỷ mẫu sao, mãnh liệt chiếm đoạt hơi thở, từ trong sào huyệt tản ra. Vậy cái hắc ám thần long, đâm giết mà đến long chảo, phía trên còn quấn tầng tầng hắc ám năng lượng, đang đến gần phù quỷ mẫu sao thời điểm, liền bị hấp thu hết. Hắc ám năng lượng bị hấp thu, vậy hắc ám thần long long chảo lên khí huyết tinh hoa, cũng bị thổi đi liền một tầng. Nguyên bản to lớn có lực long chảo, da thịt lại là bị cạo hết một tầng, lộ ra dày đặc xương trắng. Diệp thần phù quỷ mẫu sao, chiếm đoạt lực kinh khủng, có thể gặp một ban, đối phó hắc ám ma vật, còn có cường đại khắc chế hiệu quả. Ngao! Hắc ám thần long tức giận, hơi thở hội tụ ở long chảo trên, từng luồng máu thịt ngọa nguậy tư sinh ra, nó lần nữa long chảo, hướng Diệp thần lướt đi. Hắc ám chiếm đoạt. Diệp thần lâm nguy không sợ, trực tiếp là thúc giục phù quỷ mẫu sao, ngăn ở trên đỉnh đầu mình. Phốc! Vậy hắc ám thần long long chảo, trực tiếp lọt vào trong sào huyệt đi, nhưng cũng không có thể xuyên qua đi ra, toàn bộ long chảo cũng rơi vào sào huyệt bên trong, không cách nào tự kềm chế. Cái gì? Phía sau, Trang Hiểu Nhan, Hạ Nhược Tuyết các người, thấy Diệp thần thủ đoạn, đều là hù được trợn mắt hốc mồm. Vậy hắc ám thần long khí thế, 10 phần khủng bố, đủ để táng diệt tiên đế. Bọn họ không nghĩ tới, Diệp thần lớn gan như vậy, lại dám dùng phù quỷ mẫu sao, đón đỡ long chảo nhất kích. Hơn nữa, vậy hắc ám thần long long chảo, còn sâu rơi vào, không rút ra được, phải bị phù quỷ mẫu sao nhai bể ăn. Đây là phù quỷ mẫu sao khủng bố. Phù quỷ mẫu sao bản thân không có sinh mạng, nhưng ở mẫu ổ bên trong, nhưng dựng dục thiên thiên vạn vạn đầu phù quỷ yêu ma. Những thứ này phù quỷ yêu ma, đều là có thể ăn thịt người tồn tại. Bất kỳ đồ, rơi vào trong sào huyệt, thì phải bị vô số yêu ma nuốt ăn, cuối cùng thay đổi thành nhất năng lượng tinh thuần, phụng dưỡng lại cho Diệp thần. Vậy cái hắc ám thần long, trong ánh mắt lộ ra to lớn chấn động chỉ vẻ kinh ngạc. Nó cảm thấy mình long chảo, như bị đến vạn kiến phệ cắn vậy, đau vô cùng đau, thật giống như có vô số côn trùng, ở nuốt ăn nhai nó máu thịt. Đó chính là phù quỷ yêu ma nhai. Hống! Hắc ám thần long tức giận, khiến cho cái nhân quả luật bí pháp, cuối cùng đem long chảo từ trong sào huyệt rút ra, đã là vết thương chồng chất, xương trắng hiển lộ. Ánh mắt nó mang tức giận cùng sợ hãi, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp thần, cuối cùng bực bội quát một tiếng, dao động đuôi rồng, cấp tốc phi độn đi, nhưng không nghĩ sẽ cùng Diệp thần đánh nhau.
Diệp thần đây là vậy đã nhìn ra, điều này hắc ám thần long, năng lượng khí thức mặc dù khủng bố, nhưng sức chiến đấu tựa hồ bị hạn chế. Kiếm thiên đế cắm ở trên người nó kiếm, giống như là từng hạt tròn đòi mạng đinh, hạn chế nó lực lượng, đưa đến nó đối mặt diệp thần, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Nó lực lượng bị hạn chế dưới, thật ra thì vậy đủ để nghiền nát vậy tiên đế. Đáng tiếc, diệp thần sức chiến đấu, nhưng là vô cùng hung hãn, vượt xa vậy tiên đế. Muốn đi. Diệp thần nhìn vậy hắc ám thần long chạy trốn hình bóng, khóe miệng vuốt một chút cười nhạt, lập tức thì phải truy đuổi đánh ra. Cái này hắc ám thần long năng lượng, đặc biệt sư thừa hùng hồn, nếu như có thể chiếm đoạt hấp thu, nói không chừng có thể để cho hắn nửa đêm mệnh tinh thức tỉnh. Nếu là diệp thần nửa đêm mệnh tinh, có thể thức tỉnh, hắn thực lực nhất định là đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa đối luân hồi phép tác trưởng khống lực, cũng có thể tiến một bước tăng lên. Đến lúc đó, hắn muốn nghịch chuyển sống chết, sống lại người khác, liền sẽ đơn giản rất nhiều. Diệp đại ca, đừng xung động. Trang Hiểu Nhan thấy diệp thần muốn đuổi giết đi lên, vội vàng khuyên can, nói. Hay là đi hạch tâm chiến trường muốn chặt, không nên ở chỗ này lãng phí quá thời gian dài. Nghịch thần chiến trận chỉ là vòng ngoài chiến trường, chân chính đại cơ duyên, không ở nơi này. Không, ta có dự cảm, cái này nghịch thần bên trong chiến trường, có một đạo ẩn núp cơ duyên, không kém gì vậy ba đạo đại cơ duyên. Diệp thần ánh mắt chớp động, phong tỏa xa như vậy chui đi hắc ám thần lưng rồng ảnh. Hắn mơ hồ bắt được, vậy cái hắc ám thần long, sau lưng quan hệ đến kinh thiên cơ duyên, cùng kiếm thiên đế có liên quan, cho nên để cho được hắn vạn kiếm thần tinh. Như vậy kích động. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi một lát sẽ trở lại tới. Diệp thần không nói nhảm, cũng không để ý Trang Hiểu Nhan đám người khuyên can, trực tiếp phong tỏa hắc ám thần long hơi thở, mở ra tự do cánh, cấp tốc bay vút đi. Diệp thần tự do cánh tốc độ cực nhanh, rất mau đuổi theo vậy hắc ám thần long. Chỉ gặp vậy hắc ám thần long, xuyên qua tầng tầng dãy núi, đột phá cấm chế dày đặc, cuối cùng đi tới một tòa đổ nát cổ điện trước. Rồi sau đó, vậy hắc ám thần thân rồng thân thể chớp mắt, hóa thành một món hắc mang, chui vào vậy đổ nát cổ điện bên trong, lại cũng không có tiếng thở. Ừ, diệp thần hơi lộ ra một chút vẻ cảnh giác, liền thấy phía trước đại điện, cổ xưa đổ nát, chất đống mảng lớn năm tháng bụi bẩm, thấm ra đặc biệt hoang vu hơi thở. Hắn phóng thích thần thức, quét nhìn chỗ tòa này đổ nát cổ điện, muốn theo dõi cảnh tượng bên trong, nhưng cái gì cũng không thấy được, chỉ có thấy được đậm đà hắc ám. Vô biên vô tận hắc ám, thậm chí mang theo hơi thở tử vong. Đây là cái gì hơi thở? Diệp thần khó hiểu cảm thấy tim rút ra đau đớn một tí, thật giống như bị người dùng một cái đồ sộ chùy hung hăng gõ một tí, im lìm đau cảm giác. Cổ điện bên trong hắc ám khí thức, để cho hắn sinh ra một cổ vô hình sợ hãi, tựa như thấy được một mặt tường, hướng lên vô hạn cao, hướng xuống vô hạn sâu, chừng kéo dài vô hạn xa. Đó là tử vong tường. Không phải tử thần, là tử vong cái khái niệm này bản thân, nhưng lại vượt qua tử vong, mang theo chí cao tới vĩ khí thức tà ác, để cho người thoáng tiếp xúc, thì có đạo tâm tan vỡ, tinh thần thác loạn xung động. Đó là hồn thiên đế hơi thở. Diệp thần nhất thời ra đầu tê dại, cả người nổ lông, lạnh buốt, ở đầu óc bên trong toát ra ba chữ, là hồn thiên đế ba chữ. Tòa kia đổ nát cổ điện, truyền ra hơi thở, hắc ám khủng bố. Lại không có so tà ác, vượt qua thế gian tất cả hắc ám cùng quỷ dị, vậy tựa như chính là quỷ dị ngọn nguồn, chết ngọn nguồn, tà ác ngọn nguồn, là đại đạo khởi nguyên chết. Một mặt, cùng nguyên thiên đế tương đối, chính là truyền thuyết bên trong, hồn thiên đế hơi thở. Diệp thần cho tới bây giờ không gặp qua hồn thiên đế, nhưng hắn cảm nhận được cổ tà ác này hơi thở thời điểm, liền bắt được trong chỗ u minh thiên cơ, biết đó là hồn thiên đế hơi thở. Ở đó đổ nát cổ điện bốn phía, tất cả xương trắng ma hồn quái vật, ánh mắt trống rỗng bên trong, đều mang kinh hoàng kính sợ ý, ai cũng không dám đến gần cổ điện. Cổ điện bên trong, phảng phất có cái gì hắc ám vĩ đại tồn tại, để cho được toàn bộ nghịch thần chiến trận, tất cả mọi thứ, cũng không dám đến gần, liền ánh sáng, gió, bụi bặm, lá cây vân. Vân những thứ này, cũng không dám đến gần. Cổ điện bốn phía, phơi bày tuyệt đối hắc ám khí tượng. Liền không gian và thời gian đều vặn vẹo. Lý trí nói cho Diệp thần, hẳn lập tức rời đi, không nên tới gần nửa bước. Nếu không, hắn thì có dính hắc ám tà ác, sa đọa thành ma, thậm chí hóa thành cướp cho nguy hiểm. Nhưng, cổ điện bên trong,
có thể cất giấu hồn thiên đế, kiếm thiên đế, hắc ám thần long vân. Vân rất nhiều nhân quả, có thể sẽ có ẩn núp đại cơ duyên, hắn làm sao cam tâm rời đi. Gọi ra vạn kiếm thần tinh, ta che chở ngươi. Bỗng nhiên, Diệp Thần nghe được một giọng nói, lạnh lùng như kiếm, sắc bén như mang, truyền tới hắn trong lòng, phảng phất là ảo giác, lại phảng phất là minh minh thiên chiêu gợi ý. Là luân hồi mộ địa đại năng. Diệp Thần nhướng mày một cái, tinh thần trở lại luân hồi mộ địa bên trong, phát hiện có một khối mới mộ bia, đúng là xuất hiện một ít ánh sáng nhàn nhạt mang, nhưng cái này ánh sáng nhàn nhạt mang, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Mới vừa vậy đạo thiên chiêu vậy lạnh lùng thanh âm, hiển nhiên không phải xuất từ luân hồi mộ địa. Chẳng lẽ là kiếm thiên đế ý chí? Diệp Thần trong lòng rét một cái, lại là vui mừng, nghĩ thầm. Nhưng, hắn đợi một hồi, đạo thanh âm kia, cũng không có xuất hiện lại. Diệp Thần chau mày, nhìn phía trước đổ nát cổ điện, cảm thấy nguy hiểm to lớn. Đang cân nhắc suy tư một phen sau đó, Diệp Thần cuối cùng là sử dụng vạn kiếm thần tinh, từng bước một hướng vậy cổ điện đi tới. Vù vù. Vạn kiếm thần tinh dâng lên, trôi lơ lửng ở Diệp Thần đỉnh đầu, phảng phất là vĩ đại ngôi sao chiếu sáng, vô số sáng chói chói lọi rơi xuống. Diệp Thần rõ ràng cảm thấy, ở chỗ này, vạn kiếm thần tinh chói lọi, muốn so với ngoại giới mãnh liệt rất nhiều, mang theo vĩ đại chúc phúc năng lượng, bao phủ hắn thân thể, che chở hắn. Diệp Thần từng bước tiến về phía trước, càng ngày càng đến gần vậy đổ nát cổ điện, hắn thì càng cảm thấy, cổ điện bên trong truyền ra hắc ám khí tức, làm người không cách nào hô hấp, tràn đầy kinh khủng tà ác lệ khí. Ngao ngao ngao, một hồi nhọn ác hống tiếng nổ lên, chỉ gặp vậy từng luồng hắc ám khí tức, hóa thành vặn vẹo dữ tợn lệ hồn, điên cuồng hướng Diệp Thần nhào tới. Diệp Thần muốn xuất thủ, nhưng đỉnh đầu hắn vạn kiếm thần tinh, cũng đã tự động nổ bắn ra từng đạo kiếm khí, đem những cái kia nhào tới lệ hồn, toàn bộ chém rớt. Kiếm thiên đế đang bảo vệ ta. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, trong sâu thẳm, bắt được một cổ ác liệt kiếm đạo ý chí, vậy dĩ nhiên là truyền thuyết bên trong, kiếm thiên đế ý chí. Ở cực kỳ lâu trước kia, kiếm thiên đế hiến tế tự thân, cung phụng vận mệnh đại lộ, chế sinh ra viên này vạn kiếm thần tinh. Nhưng, xem kiếm thiên đế này đám nhân vật, là chân chánh thiên đế chủ thần, cho dù hiến tế, vậy rất khó hoàn toàn phai mờ. Hắn có một chút ý chí lưu lại, tự nhiên không phải cái gì chuyện kỳ quái. Diệp Thần ở vạn kiếm thần tinh dưới sự che chở, từng bước một bước vào vậy đổ nát cổ điện bên trong, bất quá hắn vẫn là không có thấy cổ điện bên trong cảnh tượng, trước mắt chỉ có vô tận hắc ám cùng trống rỗng, hình như là đốm nhỏ toàn bộ chết vũ trụ vũ trụ. Ở vô tận hắc ám trong hư không, có vô số cường đại lệ hồn, không ngừng công kích Diệp Thần. Những thứ này lệ hồn khí tức giết hại, so với nghịch thần chiến trường ác linh, không biết cường đại hơn nhiều ít. Nhưng, Diệp Thần cũng không có bị tổn thương chút nào. Bởi vì, vạn kiếm thần tinh đang che chở trước hắn. Kiếm thiên đế đang che chở trước hắn. Luân hồi chi chủ, không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này thấy ngươi, thật là duyên phận. Vô tận hắc ám trong hư không, bỗng nhiên vang lên một giọng nói, như kiếm phong vậy ác liệt có lực, tuy giọng hiền hòa, nhưng không che giấu được trời xanh từ mang nhuệ khí. Một đạo mơ hồ, như thật như ảo bóng người, ở Diệp Thần phía trước xa xa nổi lên. Đó là một cái mày kiếm tinh mắt chàng thanh niên, cả người vòng quanh từng cái kiếm khí, thấm ra chí cao tới vĩ kiếm đạo hơi thở, mi đỉnh gian mang một cổ thiên đế uy nghiêm. Kiếm thiên đế, là ngươi. Diệp Thần thiên cơ bắt, một mắt liền nhận ra, trước mắt cái này cái chàng thanh niên, chính là trong truyền thuyết kiếm thiên đế, đã từng cung phụng tự thân, sáng tạo ra vạn kiếm thần tinh vĩ đại tồn tại, cũng là ngày xưa kiếm đạo chí cao nắm giữ, là nhất. Đến gần lĩnh ngộ thiên đấu đại đồ kiếm cường giả. Kiếm thiên đế sớm đã chết đi, Diệp Thần thanh niên trước mắt nam tử, trên thực tế là kiếm thiên đế lưu lại một món ý niệm, cho nên thân thể lộ vẻ được mơ hồ, cũng không chân thật. Diệp Thần không nghĩ tới, ở nơi này phiến nghịch thần chiến trận, ở nơi này tòa đổ nát cổ điện bên trong, lại có thể lưu lại kiếm thiên đế ý niệm. Ở kiếm thiên đế trên mình, Diệp Thần thấy được rất nhiều đi qua thiên cơ dấu vết, đặc biệt cổ xưa cùng xa xôi. Vậy đặc biệt thần bí thật lớn, liên quan đến nguyên thiên đế, hồn thiên đế, còn có vậy cái hắc ám thần long. Những ngày qua cơ hội dấu vết, là như vậy mênh mông, để cho Diệp Thần nhìn một cái, tinh thần liền bị to lớn đánh vào, đầu mơ hồ bị đau. Đi qua thiên cơ, ngươi không cần theo dõi, ta sẽ nói cho ngươi hết thảy,
dẫu sao chúng ta có duyên phận. Kiếm Thiên Đế sắc bén như mũi nhọn nhận ánh mắt, nhìn Diệp Thần trên đỉnh đầu vạn kiếm thần tinh, trong ánh mắt mang theo vô hạn nhớ lại ý. Năm đó hắn hiến tế tự thân, cung phụng cho vận mệnh đại lộ, vì vậy chế sinh ra viên này vạn kiếm thần tinh. Có thể nói, viên này vạn kiếm thần tinh, là dùng hắn hài cốt, máu thịt, tinh hồn đúc thành. Năm tháng kinh niên, hắn lúc này thấy vạn kiếm thần tinh, vẻ mặt bên trong cũng là mang vô hạn thổn thức. Hắn biết, Diệp Thần trong lòng có rất nhiều nghi vấn, hắn vậy nguyện ý giải thích nghi hoặc. Chu thần chiến trường ba đạo đại cơ duyên, trừ khởi nguyên tiên chỉ bên ngoài, còn có hai đạo là cái gì? Diệp Thần trong lòng thoáng qua vô số ý niệm, rồi sau đó chính là mở miệng hỏi. Đi qua bí mật, hắn tự nhiên muốn thám thính, nhưng so với chuyện đã qua, hắn quan tâm hơn trước mắt cơ duyên. Chu thần chiến trường bên trong, có ba đạo đại cơ duyên, mỗi một đạo đều là đủ để nghịch thiên tồn tại, nếu như lấy được nói, đủ để cho hắn đột nhiên tăng mạnh. Kiếm Thiên Đế nói, người muốn biết những cái kia đại cơ duyên rơi xuống. Diệp Thần nói, đúng vậy. Kiếm Thiên Đế trầm ngâm một hồi, ánh mắt nhìn về phía trước hư không một hồi vặn vẹo, mơ hồ hiện ra một màn hình. Đó là đổ nát cổ điện bên trong hình ảnh. Hình ảnh bên trong, một cái hắc ám thần long, quanh quẩn ở một bộ quan tài đá trên, chung quanh hiện đầy u ám đè nén hơi thở, để cho người rợn cả tóc gáy. Diệp Thần thấy hình ảnh này, nội tâm khó hiểu chấn động. Vậy cái hắc ám thần long, dĩ nhiên chính là mới vừa hắn gặp phải vậy cái. Nhưng để cho Diệp Thần chấn động, không phải cái này hắc ám thần long, mà là bộ kia quan tài đá. Vậy quan tài đá bên trong, tựa hồ cất giấu cái gì hắc ám kinh khủng tồn tại, lại có thể để cho Diệp Thần cũng có chút rợn cả tóc gáy. Kiếm Thiên Đế nói, thật ra thì ở nơi này tòa âm hồn cổ điện bên trong, vậy có một đạo ẩn núp cơ duyên, không kém gì vậy ba đạo đại cơ duyên. Cái này cổ điện tên chữ, chính là kêu âm hồn cổ điện. Âm hồn cổ điện, ẩn núp cơ duyên. Diệp Thần tự lẩm bẩm, ở niệm đến âm hồn cổ điện bốn chữ lúc đó, hắn tâm lý vậy cổ sợ hãi cảm giác, nồng đậm hơn. Cái này âm hồn cổ điện, và hồn thiên đế có liên quan sao? Diệp Thần theo bản năng hỏi, ra đầu một hồi phát nổ. Hồn thiên đế cái này ba chữ, đại biểu thế gian tà ác nhất, nhất hung lệ hơi thở, người bình thường nếu như tụng niệm, cũng sẽ dính không rõ. Lấy Diệp Thần luân hồi huyết mạch mạnh mẽ. Nói tới hồn thiên đế tên chữ thời điểm, cũng sẽ có sợ hãi cảm giác. Hẳn làm sao cùng ngươi nói sao? Kiếm Thiên Đế khẽ cau mày trước, hiển nhiên chuyện đã qua, nhân quả quá mức phức tạp, hắn tạm thời tới giữa, lại cũng không biết kể từ đâu. Diệp Thần không có thúc giục, yên tĩnh chờ đợi. Kiếm Thiên Đế ở suy nghĩ tốt một trận sau đó, mới khạc ra một hơi, than thở một tiếng, chỉ vậy âm hồn cổ điện bên trong hình ảnh. Chỉ vậy cái quanh quẩn ở quan tài đá lên hắc ám thần long, nói. Từ con rồng này nói tới đi. Con rồng này, lúc ban đầu là một cái cá chép cá, sau đó bị Nguyên Thiên Đế nhìn chúng, được ban cho cùng Thiên Long nguyên thể, liền lột vỏ thành chân long, có Thiên Đế chủ thần lực lượng, trở thành Nguyên Thiên Đế thú cưỡi, được gọi là Long Thiên Đế. Diệp Thần cả kinh nói, con rồng này, là Nguyên Thiên Đế thú cưỡi. Còn được gọi là Long Thiên Đế, là Thiên Đế chủ thần. Kiếm Thiên Đế nói, đúng vậy, Nguyên Thiên Đế thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, hắn có thể điểm hóa vạn vật, coi như là một con kiến hôi, đạt được hắn ban phúc chỉ điểm, đều có thể trở thành chân thần. Diệp Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, nói, vị kia Nguyên Thiên Đế, quả nhiên lợi hại, ta chẳng biết lúc nào có thể tới đạt hắn trình độ. Kiếm Thiên Đế ha ha cười một tiếng, nói, hắn đích xác là lợi hại, Thiên Đế chủ thần phân cấp 9, nhất phẩm thấp nhất, cấp 9 cao nhất. Năm đó Long Thiên Đế bị hắn điểm hóa thời điểm, một bước vào Thiên Đế cảnh giới, liền bước lên tam phẩm. Dĩ nhiên, Nguyên Thiên Đế vậy trả giá không thiếu giá phải trả. Sau đó, hắn cưỡi rồng thần, cùng Hồn Thiên Đế đại chiến, cuối cùng đem Hồn Thiên Đế giết chết. Long Thiên Đế phụ tá hắn nhiều năm, cảnh giới tu vi cũng không ngừng tiến bộ, cuối cùng có thể cùng chúng ta cấp 9 Thiên Đế cũng giá tể khu, đều là Nguyên Thiên Đế tải bồi công lao. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, vậy Nguyên Thiên Đế là phẩm cấp gì? Kiếm Thiên Đế lắc lắc đầu nói, Nguyên Thiên Đế tu vi, đã không thể dùng tầm thường hệ thống tu luyện đi cân nhắc, thậm chí không không thời không hệ thống tu luyện, đều là đích thân hắn chế tạo ra, hắn tồn tại, đã vượt ra khỏi cấp 9 Thiên Đế phạm vi, là thiên địa duy nhất siêu phẩm Thiên Đế.
Diệp Thần chấn động, trong miệng lẩm bẩm, siêu phẩm thiên đế. Trong lòng càng cảm thấy nguyên thiên đế mạnh mẽ. Kiếm thiên đế nói, nhưng, cho dù là nguyên thiên đế, hắn cũng không cách nào chạm đến tinh không bờ bên kia. Không không lúc nào không, là chư thiên vạn giới trung cực, mà tinh không bờ bên kia, chính là trung cực ở giữa trung cực, truyền thuyết hàm chứa chí cao chân lý, cứu cực bí mật. Nguyên thiên đế cho dù là siêu phẩm thiên đế, cũng không cách nào theo dõi cuối cùng bí ẩn. Ở chu diệt hồn thiên đế sau đó, hắn đã thử nhiều lần, vậy từ đầu đến cuối không đi được bờ bên kia thế giới. Rốt cuộc, có một ngày, hắn hạ định quyết tâm, quyết định không tiếc bất cứ giá nào, cưỡng ép đánh vào tinh không bờ bên kia. Khi đó, khoảng cách hắn giết chết hồn thiên đế, đã qua tuyệt đối trăm triệu kỷ nguyên thời gian, không không lúc nào không vậy sản sinh ra rất nhiều thiên đế chủ thần, ta liền là một cái trong số đó, Phật Tổ Thích Già thiên đế cũng vậy. Chúng ta những ngày qua đế chủ thần, cũng bắt được thiên cơ, biết nguyên thiên đế sắp đánh vào tinh không bờ bên kia. Lấy nguyên thiên đế thực lực, hắn nếu như phát động công kích, bỏ mặc thành bại, đều đủ để đụng nát đại lộ. Thế gian đại lộ nếu như sụp đổ, ngày tận thế liền muốn hạ xuống, không không lúc nào không liền muốn hủy diệt, cho dù là cấp 9 thiên đế, cũng chỉ có một con đường chết. Chúng ta những ngày qua đế chủ thần, toàn bộ đều sợ hãi, tràn đầy sợ hãi. Chúng ta sợ, sợ nguyên thiên đế sẽ đụng nát đại lộ, đưa đến mạt pháp hạ xuống. Trừ Phật Tổ ra, chúng ta tất cả thiên đế chủ thần, cũng quỳ xuống, khẩn cầu nguyên thiên đế thu hồi ý niệm, không nên đi đánh vào tinh không bờ bên kia, nếu không bỏ mặc hắn siêu thoát vẫn là thất bại, đại lộ tất nhiên sụp đổ bể tan tành. Kiếm thiên đế nói tới chuyện cũ, gương mặt mang một chút trắng bệch, hiển nhiên chuyện năm đó, để cho hắn hôm nay hồi tưởng lại, hay là sợ. Sống chết tới giữa có đại khủng bố, cho dù là cấp 9 thiên đế, đối mặt cái chết uy hiếp, vậy sẽ sản sinh ra đủ loại sợ hãi ý niệm. Diệp Thần nội tâm chấn động, tưởng tượng được hình ảnh kia, tất cả thiên đế chủ thần, cũng hướng nguyên thiên đế quỳ xuống, hình ảnh kia nhất định đặc biệt nguy nga. Vậy sau đó thì sao? Diệp Thần hỏi, hắn nhớ nguyên thiên đế là cưỡng ép đánh vào tinh không bờ bên kia, rồi sau đó thất bại trọng thương, rơi vào ngủ say. Không không thời không đại lộ quy luật, cũng bị hắn đụng nát, vì vậy rơi vào mạt pháp thời đại. Kiếm thiên đế cười khổ một tí, nói, sau đó, nguyên thiên đế không có trả lời chúng ta hô nói với, hắn cố ý muốn đánh vào tinh không bờ bên kia. Phần lớn thiên đế chủ thần, đều không cách nào cùng nguyên thiên đế câu thông, thật may ta có một người bạn, hắn kêu ngạo thiên đế, hắn cùng nguyên thiên đế thú cưỡi long thiên đế, rất có giao tình. Diệp Thần nói, ngạo thiên đế. Kiếm thiên đế nói, ừ, ngạo thiên đế lại kêu ngạo thế thiên tôn, là 33 thiên thần thuật. Ngạo thế cửu trọng thiên lúc ban đầu người chấp trưởng, hắn thần thuật, hẳn truyền tới bên trong tay ngươi liền chứ. Diệp Thần nói, chính phải. Hắn lại không nghĩ rằng, lúc đầu ngạo thiên đế và kiếm thiên đế, lại là bạn. Ngạo thiên đế ngạo thế cửu trọng thiên, cũng là lớn thiên trọng lầu trưởng ngọn nguồn, Diệp Thần tu luyện đã phá vị thành thạo. Kiếm thiên đế nói, ngạo thiên đế mang ta, muốn tìm long thiên đế, muốn thông qua nó khuyên can nguyên thiên đế. Không nên đi đánh vào tinh không bờ bên kia, nếu không đại lộ bể tan tành, mạt pháp hạ xuống, không không lúc nào không liền muốn hủy diệt. Nhưng, Long Thiên Đế không chịu gặp chúng ta, nhiều lần né tránh, ta và Ngạo Thiên Đế, liền không ngừng truy đuổi đoạn, cuối cùng nó chạy đến cái này phiến Chu Thần chiến trường, chúng ta vậy đi tới Chu Thần chiến trường. Diệp Thần nghe Kiếm Thiên Đế rốt cuộc nói đến Chu Thần chiến trường, ánh mắt cũng là hơi sáng lên, ồ một tiếng. Kiếm Thiên Đế nói tiếp, Chu Thần chiến trường, từng là Nguyên Thiên Đế và Hồn Thiên Đế chiến trường một trong, bên trong có một tòa cung điện, là Hồn Thiên Đế hậu nhân, vì tế tự Hồn Thiên Đế, xây dựng nơi. Diệp Thần nói, chính là cái này âm hồn cổ điện. Kiếm Thiên Đế gật gật đầu nói, đúng vậy, cái này âm hồn cổ điện, cũng là Hồn Thiên Đế mộ chôn quần áo và di vật, bên trong thờ phụng một ít hắn khi còn sống đã dùng qua đồ, những thứ này, mang theo hắc ám lực lượng tà ác. Được gọi là hồn khí. Diệp Thần nói, hồn khí. Kiếm Thiên Đế nói, đúng vậy, ta và Ngạo Thiên Đế, tuyệt đối không nghĩ tới, Long Thiên Đế vì né tránh chúng ta, thậm chí mượn Hồn Thiên Đế hồn khí lực lượng. Hồn Thiên Đế hồn khí, uy lực quá kinh khủng, lực lượng một bộc phát ra, ta và Ngạo Thiên Đế, tại chỗ bị thương nặng. Diệp Thần sắc mặt chấn động phố, Kiếm Thiên Đế và Ngạo Thiên Đế, đều là cấp 9 Thiên Đế cấp cái khác nhân vật lớn.
bọn họ đối mặt hồn thiên đế hồn khí, lại có thể ngay tức thì sẽ bị tổn thương nặng, có thể gặp vậy hồn khí khủng bố. Kiếm thiên đế nói, ta và ngạo thiên đế, vì tự vệ, không thể làm gì khác hơn là hướng long thiên đế ra tay, cuối cùng chúng ta ba vị thiên đế, ngọc đá cùng vỡ, đồng loạt vẫn diệt. Diệp thần nghe được những bí mật này đi qua, thật lâu không thể bình tĩnh, nói, vị kia long thiên đế, tính tình không khỏi quá cương liệt liền một ít, các ngươi chỉ là kêu hắn truyền đạt một tiếng, muốn khuyên can nguyên thiên đế thôi. Kiếm thiên đế nói, đúng vậy, nhưng long thiên đế nói, nó không muốn quấy rầy nguyên thiên đế, bởi vì nguyên thiên đế lập tức phải đánh vào tinh không bờ bên kia, đạo tâm không thể bị nhiễu loạn. Nó tình nguyện chết, tình nguyện và chúng ta ngọc đá cùng vỡ, cũng không muốn quấy rầy nguyên thiên đế thanh tĩnh. Nói xong lời cuối cùng, kiếm thiên đế giọng bên trong, cũng là mang vô hạn thổn thức. Dừng một chút, kiếm thiên đế nói tiếp. Sau đó, nguyên thiên đế đánh vào tinh không bờ bên kia thất bại, trọng thương rơi vào ngủ say. Đại lộ quy luật cũng bị hắn đụng nát, không không lúc nào không tiến vào mạt pháp thời đại, khắp nơi đều là thiên tai họa loạn, hủy diệt sắp tới. Phật tổ Thích Già Thiên Đế, gặp thế gian đại nạn, liền hao phí giá cực lớn, đem ta và ngạo thiên đế sống lại, thương lượng đối sách. Kiếm thiên đế và ngạo thiên đế, vốn là đã chết, là Phật tổ sống lại bọn họ. Diệp thần trong lòng, cũng có chút bội phục Phật tổ. Phật tổ siêu nhiên thế ngoại. Nhưng nếu như thế gian thật đối mặt ngày tận thế, hắn vẫn là sẽ xuất sơn cứu đời. Kiếm thiên đế thở dài nói, chỉ tiếc, ta và ngạo thiên đế, cũng không biết như thế nào tay khoác thiên nghiêng, mạt pháp đã hạ xuống, coi như chúng ta sống lại, chờ chúng ta, cũng chỉ có bị tiêu diệt kết quả. Vào lúc này, ngạo thiên đế nhớ lại vận mệnh đại lộ, hắn bản thân chính là vận mạng tín đồ. Hắn quyết định hiến tế tự thân, cung phụng vận mệnh. Khẩn cầu vận mệnh rơi xuống gợi ý, cứu ngày tận thế. Cuối cùng, ngạo thiên đế chết, lần này là hóa thành cướp xám mà chết, không có để lại bất cứ dấu vết gì, hắn đem mình hết thảy, cũng cung phụng cho vận mệnh. Vận mệnh ban thưởng gợi ý, muốn cứu ngày tận thế mà nói, chỉ có thế gian cấp 9 thiên đế liên hiệp. Phật tổ hiệu triệu thiên hạ, lấy hắn cầm đầu, thế gian 36 vị cấp 9 thiên đế, liên hiệp tạo thành thiên đế tổ đình, buông xuống thành kiến, đồng khí liên chi. Hết sức hợp tác, không biết trả giá bao nhiêu tâm huyết, cuối cùng là đem bể tan tành đại lộ, nặng. Mới bù đắp lại, vượt qua mạt pháp thời đại. Mạt pháp thời đại vượt qua sau đó, thiên đế tổ đình 36 thiên đế, cũng chết tổn thương thảm trọng, thiên đế tổ đình giải tán, bị 5 tháng chìm ngập, sau đó hình như là bị Hồng Quân lão tổ, giải khai liền phong ấn, xây lại thiên đế tổ đình, thật là không. Dậy, kiếm thiên đế ánh mắt như đuốc. Dòm ngó hôm nay cơ hội, cũng biết ngày xưa thiên đế tổ đình, hôm nay bị Hồng Quân lão tổ chấp trường. Hồng Quân lão tổ, chính là hôm nay thiên đế tổ đình ngài chúa tể. Diệp thần nói, tiền bối, vậy ngươi sau đó. Kiếm thiên đế ha ha cười một tiếng, nói ta sau đó mà, mạt pháp thời đại đã qua, ta là một cái kiếm si, dĩ nhiên là chuyên tâm tinh nghiên kiếm đạo. Cái này thế gian tồn tại mạnh nhất kiếm pháp, là thiên đấu đại đồ kiếm. Ta khổ tâm điều nghiên cái này môn kiếm pháp, đáng tiếc từ đầu đến cuối không có được giải đáp, cũng không cách nào lĩnh ngộ, ngươi có từng lĩnh ngộ. Hắn mắt nhìn Diệp Thần, trong đầu nghĩ luân hồi thiên phú vô địch, có lẽ Diệp Thần có thể lãnh ngộ thiên đấu đại đồ kiếm vậy không nhất định. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, xấu hổ, cái này thiên đấu đại đồ kiếm bác đại tinh thâm, tại hạ cũng không từng lĩnh ngộ. Kiếm thiên đế nói, được rồi, cái này môn kiếm pháp, đích xác là phức tạp thâm ảo. Ta năm đó khổ tâm điều nghiên dưới, từ đầu đến cuối không thể lĩnh ngộ, cuối cùng, ta nhớ lại ngạo thiên đế. Ngạo thiên đế hiến tế tự thân, cung phụng vận mệnh, lấy được gợi ý, ta cũng muốn hiến tế tự thân, đạt được vận mạng gợi ý, giải khai cửa này thiên đấu đại đồ kiếm bí ẩn. Diệp thần nói, tiền bối, ngươi giải khai liền sao? Thiên đấu đại đồ kiếm là thế gian mạnh nhất kiếm pháp, nếu là kiếm thiên đế đạt được gợi ý, Diệp thần có lẽ cũng có thể được một ít chỉ dẫn. Cái này kiếm thiên đế, vậy đích xác là một kiếm si, vì giải khai thiên đấu đại đồ kiếm bí ẩn, lại có thể liền tánh mạng mình đều không muốn. Kiếm thiên đế hí mắt cười một tiếng, nói ta linh nghe được một ít bí mật, không biết có tính hay không gợi ý. Thiên đấu đại đồ kiếm, hạch tâm chính là một cái đồ sát chữ, phải có tàn sát hết thảy quyết tâm. Ta biết ngươi có một cái hộ đạo giả, kêu nhâm phi phàm, các ngươi tới giữa, ràng buộc cực sâu. Ngươi muốn luyện thành thiên đấu đại đồ kiếm mà nói,
có lẽ có thể thử một chút hướng Nhâm Phi Phàm ra tay, trước giết hắn, chỉ cần ngươi có tàn sát hết thảy đại khí phách, lớn quyết tâm, có lẽ là có thể lĩnh ngộ thiên đấu đại đồ kiếm. Nghe vậy, Diệp Thần sắc mặt trầm xuống. Kiếm thiên đế lời nói này, hắn tựa hồ nghe nói qua. Ban đầu giết thiên đế cổ Vĩnh Tiêu, vậy từng cùng hắn nói qua, muốn lĩnh ngộ thiên đấu đại đồ kiếm mà nói, trước hết giết Nhâm Phi Phàm, thành lập tàn sát hết thảy lớn quyết tâm, mới có thể nắm giữ thiên đấu đại đồ kiếm tinh túy. Không, cái này không thể nào. Diệp Thần kiên quyết lắc đầu, hắn cùng Nhâm Phi Phàm quan hệ cực sâu, cũng vừa là thầy vừa là bạn, là quá mệnh giao tình, hắn lại làm sao có thể tổn thương Nhâm Phi Phàm. Kiếm thiên đế ha ha cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, nói, được rồi, ta bỏ mặc ngươi, chuyện đã qua, ta đã nói cho ngươi, ta hôm nay chỉ muốn mời ngươi siêu độ ngạo thiên đế, hắn là bạn của ta không nhẫn tâm nhìn hắn chịu khổ. Diệp Thần nhướng mày nói, siêu độ ngạo thiên đế. Kiếm thiên đế nói, đúng vậy, năm đó ta và ngạo thiên đế, cùng long thiên đế lấy mạng đổi mạng, chết tại đây địa phương, sau đó may mắn bị Phật tổ sống lại, nhưng ngạo thiên đế có một giọt máu, lưu ở nơi này. Bị hắc ám khó khăn, không thể siêu thoát. Giọt kia máu, cho dù hắn hiến tế tự thân, cung phụng vận mệnh sau đó, vẫn không có đạt được siêu thoát, hắn còn ở chịu khổ. Ta muốn ngươi đi siêu độ hắn, ha ha, hắn thiên đế máu, cũng là mảnh chiến trường này, ba đạo đại cơ duyên một trong, nếu như ngươi luyện hóa, đủ để cho ngươi tu vi, đột nhiên tăng mạnh. Diệp Thần trong lòng động một cái, nói ta chỉ cần luyện hóa máu hắn, là có thể siêu độ hắn. Kiếm thiên đế gật gật đầu nói, đúng vậy, chuyện này liền nhờ ngươi, còn có một đạo đại cơ duyên, ở thần quyền đài, là một cái thương. Diệp Thần nói, thần quyền đài, một cái thương. Kiếm thiên đế nói, đúng vậy, thần quyền đài, là năm đó nguyên thiên đế, đánh chết hồn thiên đế địa phương. Nguyên thiên đế lấy thiên đế đoạn hồn thương, xuyên qua hồn thiên đế thân thể, đem hắn giết chết, vậy cầm thiên đế đoạn hồn thương, hôm nay như cũ đứng sửng ở thần quyền trên đài. Tuy nói năm tháng mài mòn, năng lượng đã kém hơn khởi nguyên tiên trì, nhưng cũng là không. Có thể có nhiều thần khí nghịch thiên, người tốt nhất không nên bỏ qua. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, đến lúc này, hắn rốt cuộc biết, Chu Thần chiến trường ba đạo đại cơ duyên, rốt cuộc là cái gì? Cái này ba đạo đại cơ duyên, chính là khởi nguyên tiên trì, ngạo thiên đế máu, còn có nguyên thiên đế lưu lại thiên đế đoạn hồn thương. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Ta nhất định biết siêu độ ngạo thiên đế, vậy sẽ có được thiên đế đoạn hồn thương. Diệp Thần trong lòng một hồi kích động, hướng kiếm thiên đế chắp tay nói. Kiếm thiên đế khẽ mỉm cười, nói, rất tốt, vậy ba đạo đại cơ duyên, đều ở đây chiến trường vùng trung tâm, người ở thu lấy âm hồn cổ điện ẩn núp cơ duyên sau đó, lại xuất phát cũng không muộn. Nhưng người phải chú ý, ngạo thiên đế máu, còn có thiên đế đoạn hồn thương sự việc, ta nói ra sau đó. Nhất định sẽ kích động thiên cơ, tối đa một ngày thời gian sau đó, người ngoài liền sẽ biết được. Người phải ở một ngày thời gian bên trong, cướp được cái này hai đạo cơ duyên, nếu không bên ngoài người tới tranh đoạt, người chưa chắc cướp được qua. Diệp Thần trong lòng rét một cái, ở Chu Thần chiến trường bên trong, còn có Cô Tô Vũ, Thiên Nữ, Tiêu Tinh Hà, Trùng Dương chân nhân các người. Nếu là bọn họ biết thiên đế máu và thiên đế đoạn hồn thương sự việc, khẳng định sẽ không tiếc giá phải trả ra tay, đến lúc đó, Diệp Thần thì phiền toái. Thật may, hắn có một ngày thời gian. Ngày này thời gian, hắn có thể thừa dịp người khác không biết, trước thời hạn đem cơ duyên đoạt vào tay. Còn như khởi nguyên tiên trì, đó là người người đều biết tồn tại, muốn tranh đoạt nói, chỉ có dựa vào ngạnh thật lực. Ta biết, đa tạ tiền bối. Diệp Thần lần nữa hướng kiếm thiên đế chắp tay nói cảm ơn. Lại hỏi, cái này âm hồn cổ điện ẩn núp cơ duyên, vậy là cái gì? Chẳng lẽ, là hồn thiên đế? Hồn khí? Nhớ tới hồn thiên đế hồn khí, Diệp Thần tâm tình liền khó hiểu bộ dạng sợ hãi. Năm đó kiếm thiên đế và ngạo thiên đế, chính là bị hồn thiên đế hồn khí tổn thương nặng, có thể tưởng tượng được vậy hồn khí có lợi hại dường nào. Kiếm thiên đế cười nói, năm đó long thiên đế, vì giết chúng ta, đã sớm đã tiêu hao hết hồn khí năng lượng. Hiện tại coi như cho ngươi cũng vô ích. Cái này cổ điện bên trong ẩn núp cơ duyên, nhưng thật ra là một viên siêu phàm nguyên tinh. Diệp Thần nói, siêu phàm nguyên tinh. Kiếm thiên đế nói, đúng vậy, viên này siêu phàm nguyên tinh, kêu thiên long nguyên tinh, sau khi luyện hóa, có thể thức tỉnh thiên long nguyên thể, năm đó vậy long thiên đế,
chỉ là một cái nho nhỏ cá chép cá, là Nguyên Thiên Đế ban thưởng Thiên Long Nguyên Tinh, để cho nó thức tỉnh. Liền nguyên thể, nó mới lột xác thành chân long. Diệp Thần ánh mắt, nhìn về âm hồn cổ điện bên trong hình ảnh, khi nhìn đến vậy cái hắc ám thần long thời điểm, vậy có thể cảm nhận được người sau trong cơ thể, đúng là truyền ra một chút cổ xưa thuần túy nguyên khí. Đó là Thiên Long Nguyên Tinh nguyên khí. Chỉ cần đánh chết điều này hắc ám thần long, có thể có được Thiên Long Nguyên Tinh. Kiếm Thiên Đế ánh mắt, vậy ngắm nhìn hắc ám thần long, nói, nó chính là Long Thiên Đế, đã sớm rơi vào hắc ám, ha ha, dám mượn dùng hồn Thiên Đế hồn khí lực lượng, nó thật là không sợ chết. Năm đó nó thật ra thì đã chết, sau đó là Nguyên Thiên Đế sống lại nó, nhưng nó hắc ám dính quá sâu, đã không cách nào giải thoát, thậm chí còn muốn giết Nguyên Thiên Đế. Nguyên Thiên Đế nhân từ, không có tổn hại nó, chỉ là đem nó phong ấn ở cái này nghịch thần chiến trận. Nghịch thần chiến trận hết thảy bóng tối căn nguyên, đều ở đây trên người nó. Ngươi nếu có thể giết nó, cũng coi là thiên địa trừ đi độc hại, hơn nữa cũng coi là siêu độ nó có thể sẽ rất cảm kích ngươi. Hồn Thiên Đế hồn khí, lực lượng vô cùng đáng sợ, đủ để đem Thiên Đế chủ thần tổn thương nặng, nhưng mượn dùng cổ lực lượng này, cũng có giá cao, hơn nữa đặc biệt to lớn. Long Thiên Đế năm đó, mượn dùng hồn Thiên Đế hồn khí, liền lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục, hôm nay đã hoàn toàn rơi vào hắc ám. Thật may, năm tháng mài mòn tích lũy dưới, nó thực lực cũng lớn lớn hạ xuống. Lấy Diệp Thần hôm nay thực lực, đủ để đem con rồng này Thiên Đế giết chết. Chỉ là, nơi này là âm hồn cổ điện, coi như là Long Thiên Đế địa bàn. Ở chỗ này, Diệp Thần thực lực, sẽ phải chịu điểm hạn chế. Hắn muốn giết Long Thiên Đế nói, tất nhiên phải bỏ ra không ít giá. Đừng lo lắng, ta sẽ giúp ngươi, chúc ngươi may mắn. Đi qua nhân quả dây dưa, ngày hôm nay liền ở trong tay ngươi chung kết đi, luân hồi chi chủ. Kiếm Thiên Đế tựa hồ nhìn thấu Diệp Thần lo âu, khẽ mỉm cười một cái. Rồi sau đó, hắn ý niệm thân thể, chính là kịch liệt bốc cháy, hóa thành từng luồng kiếm quang, như sao sông vậy, suy suy cuốn tới, hội tụ nhập Diệp Thần đỉnh đầu vạn kiếm thần tinh bên trong. Tiền bối. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, chỉ cảm thấy vạn kiếm thần tinh chấn động, lực lượng ngay tức thì tăng vọt, đạt tới một cổ kinh khủng bước. Tinh thần bên trên, hàng tỷ thanh thần kiếm chỉ hướng trời, mũi kiếm bung ra thần mang, ác liệt dị thường. Diệp Thần cảm thấy Kiếm Thiên Đế ý chí. Kiếm Thiên Đế biết, mình cái này đạo còn sót lại ý niệm, ở năm tháng hư hại tích lũy hạ, sớm muộn phải tiêu tán. Đã như vậy, hắn ngược lại không như biết thời biết thế, cháy hết đạo ý niệm này. Đem lực lượng cuối cùng, toàn bộ bơm vào đến vạn kiếm thần tinh thượng mặt, giúp Diệp Thần đối phó Long Thiên Đế. Có Kiếm Thiên Đế trợ lực, Diệp Thần vạn kiếm thần tinh, uy năng thật to tách thả ra, muốn đối phó Long Thiên Đế nói, tự nhiên vậy sẽ đơn giản rất nhiều. Vô tận thần mang bắn tán loạn, đem chung quanh hắc ám hư không, toàn bộ biến dạng. Diệp Thần từ trong hư không đi ra, trực tiếp hạ xuống âm hồn cổ điện đền bên trong. Cái này tòa cung điện. Bố trí được giống như là một cái từ đường, trung ương là từng cục thần bài, trên đó viết hồn Thiên Đế cùng triều đại tế ti tên chữ. Ở một khối này khối thần bài phía dưới, để một bộ quan tài đá chung quanh tán lạc một ít đầu khô lâu, da người trống, quỷ bí pháp khí các thứ, đều là cung phụng cho hồn Thiên Đế tế phẩm. Quan tài đá bên trên, lẩn quẩn một cái hắc ám thần long. Từng luồng ma khí, còn có dơ bẩn đục ngầu hơi thở, ở hắc ám thần long trên hội tụ. Nhìn như đặc biệt xâm nghiêm đáng sợ, lại có một cổ vô hình hôi thối, làm người ta rợn cả tóc gáy. Cái này hắc ám thần long, chính là Long Thiên Đế. Long Thiên Đế con ngươi, đặc biệt đục ngầu, bóng tối cắn trả quá nghiêm trọng, năm tháng mài mòn, vậy quá nghiêm trọng. Hôm nay nó, thực lực so với thời kỳ tột cùng, liền một phần một triệu cũng không có, liền thần đạo cảnh hạ vị thần cũng không bằng. Cho dù có âm hồn cổ điện địa mạch trợ lực, nhưng Diệp Thần cũng có Kiếm Thiên Đế tàn niệm trợ lực. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thật đánh, Diệp Thần tất thắng. Ở u ám xám mai đại điện nổi bật hạ, Diệp Thần chói lọi, lộ vẻ được vô cùng nóng rực, trên đỉnh đầu vạn kiếm thần tinh, đạo đạo kiếm quang mãnh liệt, xúc thế đãi phát, hết sức ác liệt. Hống. Vậy hắc ám thần long, quanh quẩn ở quan tài đá bên trên, cảm thấy được Diệp Thần khí thế. Cũng không khỏi trầm thấp gầm lên, thanh âm tràn đầy cảnh giác. Năm tháng mài mòn quá nghiêm trọng,
nó hẳn là quên mình ngày xưa thiên đế thân phận, vậy quên mình là nguyên thiên đế thú cưỡi, thậm chí ngay cả lời cũng không biết nói, trong cổ họng chỉ có thể khạc ra một ít nguyên thủy tiếng gào cùng âm tiết. Thật là đáng thương. Ta siêu độ ngươi thôi. Diệp Thần Uyển chuyển than thở, rồi sau đó chính là giơ ngón tay lên, kiếm khí chuẩn bị phóng thích. Hống. Bỗng nhiên, vậy hắc ám thần mắt rồng quang ý định giết người nổ tung, ở to lớn dưới uy hiếp, nó lại là dẫn đầu xuất thủ. Toàn bộ âm hồn cổ điện, cuồng phong nổi lên, ma khí nhô lên. Ở cuồng bạo tập tục bên trong, vậy hắc ám thần thân rồng, điên cuồng bạo tăng, đổi được vô cùng to lớn, từ quan tài đá trên bay vút lên lên, long chảo hướng Diệp Thần sâu giết đi. Diệp Thần gương mặt bình tĩnh, sửng dưng nghiêng người, tránh ra vậy hắc ám thần long nhất kích. Vạn kiếm thần khí lưu, đi. Rồi sau đó, Diệp Thần không nói hai lời, chính là thúc giục vạn kiếm thần tinh, bạo giết ra muôn vàn đạo kịch liệt kiếm khí, ánh chiếu thiên địa, mang ánh sáng sáng chói, hung hăng hướng hắc ám thần long lướt đi. Ở kiếm thiên đế tàn niệm ra chỉ xuống, Diệp Thần vạn kiếm thần tinh, uy lực hung mãnh vô cùng, coi như là một cái đỉnh cấp tiên đế cường giả, ở hắn vạn kiếm thần tinh kiếm khí giết chóc, chỉ sợ cũng chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Vậy hắc ám thần long long chảo, còn không giết tới, Diệp Thần kiếm khí, chính là ra sau tới trước, từng đạo kiếm khí, hung hăng bắn vào thân thể của nó trên. Máu thịt tung tóe, xương cốt tan vỡ. Hắc ám thần long bi hống, thân thể ngay tức thì bị Diệp Thần chém được vết thương chồng chất, hắc ám ma khí tán loạn, thân thể không ngừng hòa tan, muốn dần dần hóa thành cướp xám. Diệp Thần lui về phía sau mấy bước, liền thấy hắc ám thần thân rồng, ma khí tán loạn hết sau đó, lộ ra vốn là màu sắc, là một cái kim quang rực rỡ sắc chân long. Nhưng, năm tháng mài mòn thật lợi hại, những cái kia kim quang vảy rồng, một hiển hóa đi ra, lập tức khô héo biến thành màu đen. Mà Diệp Thần vạn kiếm thần tinh kiếm khí, lực sát thương vậy 10 phần mạnh mẽ, kiếm khí biến dạng dưới, vậy hắc ám thần hóa rồng làm cướp xám, kết quả đã không thể tránh khỏi. Ở hóa thành cướp xám trước, hắc ám thần long trong mắt đục ngầu, đổi được trong suốt liền rất nhiều, nó tựa hồ nhớ lại chuyện trước kia, nhớ lại mình thân phận. Nó trong mắt nổi lên vô tận rung động, tựa hồ có muôn vàn lời nói muốn kể lể, cuối cùng ở một hồi lung tung kia kích động sau đó. Tất cả rung động lại xu hướng tại bình tĩnh, nó ngắm nhìn Diệp Thần, nhẹ nhàng khạc ra hai chữ. Cảm ơn. Câu này nói cảm ơn, hàm chứa to lớn giải thoát ý. Cuối cùng, hắc ám thần hóa rồng làm cướp xám, đinh một tiếng giòn vang, từ cướp xám bên trong truyền ra. Ở cho bụi thấp thoáng dưới, Diệp Thần thấy được một viên màu vàng kim tinh thạch. Hắn khom người đem tinh thạch nhặt lên, ánh mắt híp lại, liền thấy tinh thạch bên trong. In một đạo rồng thần đồ đằng, có dư thừa nguyên khí, ẩn chứa trong đó. Đây chính là thiên long nguyên tinh sao? Diệp Thần tự lẩm bẩm, từ nơi này viên nguyên tinh bên trong, lại là mơ hồ bắt được một chút cùng long đằng mệnh tinh tương quan hơi thở. Xem ra năm đó nguyên thiên đế, hẳn là gặp qua long đằng mệnh tinh. Hắn học hỏi long đằng mệnh tinh, sáng tạo ra thiên long nguyên tinh. Cái này thiên long nguyên tinh, sau khi luyện hóa, có thể lớn mạnh long đằng mệnh tinh lực lượng, đơn giản là Diệp Thần đo thân chế tạo. Nếu là luyện hóa viên này thiên long nguyên tinh, ta liền có thể thức tỉnh thiên long nguyên thể, thậm chí có thể đột phá đến thiên huyền cảnh tầng thứ 7. Diệp Thần trong lòng nghĩ như vậy, cũng không khỏi có chút kích động. Hắn tu vi, trước mắt dừng lại ở thiên huyền cảnh tầng thứ 6 đỉnh cấp, chậm chạp không có thể đột phá. Nhưng nếu như, có thể luyện hóa thiên long nguyên tinh mà nói, hắn có lòng tin lập tức đột phá. Lập tức, Diệp Thần liền muốn bóp vỡ thiên long nguyên tinh, bắt đầu luyện hóa. Nhưng, hắn thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, ngạo thiên đế máu, còn có thiên đế đoạn hồn thương sự việc, tối đa chỉ có thể giấu giếm một ngày thời gian. Hắn phải mau sớm đem vậy hai đạo cơ duyên, cướp đoạt tới tay, nếu không thời gian trì hoãn, đưa tới người ngoài tranh đoạt, vậy thì phiền toái. Nghĩ như vậy, Diệp Thần liền thu hồi thiên long nguyên tinh, dự định cùng cướp được vậy hai đạo cơ duyên sau đó, luyện hóa lại cũng không muộn, dẫu sao hiện tại thời gian gấp. Diệp Thần vậy thu hồi vạn kiếm thần tinh, ngôi sao này khí tượng, đã khôi phục bộ dáng của ban đầu, kiếm thiên đế tàn niệm cháy mang tới trợ lực, đã tiêu tán đi. Chờ ta tương lai thực lực đủ, nhất định phải đem kiếm thiên đế tiền bối sống lại. Diệp Thần nghĩ thầm, lần này tìm cơ duyên, kiếm thiên đế đối hắn trợ lực to lớn.
hắn tự nhiên cũng là cảm kích trong lòng. Chuyện chỗ này, Diệp Thần liền muốn rời đi. Nhưng, nhìn vậy quan tài đá, Diệp Thần dâng lên lau một cái tâm tò mò, chậm rãi đi tới quan tài đá trước. Kiếm Thiên Đế tiền bối nói, đá này quan bên trong, thờ phụng một ít hồn Thiên Đế khi còn sống đã dùng qua đồ, cũng chính là hồn khí, không biết là cái gì hồn khí. Diệp Thần nội tâm khẽ nhúc nhích, bàn tay đặt ở quan tài đá trên nắp quan tài, muốn đem nắp quan tài đẩy ra. Nhưng làm hắn trong lòng, toát ra cái ý niệm này thời điểm, tim đập liền khó hiểu tăng tốc độ đứng lên, thật giống như đang làm một kiện cái gì bốc lên thiên hạ lớn sơ suất sự việc. Là hồn Thiên Đế uy áp. Diệp Thần trong lòng rõ ràng, đây là hồn Thiên Đế mang cho hắn uy áp. Hắn nếu như đẩy ra nắp quan tài, liền ngang hàng là xúc phạm hồn Thiên Đế. Cử động như vậy, người bình thường chỉ là suy nghĩ một chút, tinh thần thì sẽ tan vỡ, không cách nào chịu đựng nổi hồn Thiên Đế uy áp. Nhưng, Diệp Thần đạo tâm mạnh mẽ, tự nhiên không sợ. Lập tức, Diệp Thần hít sâu một hơi, để cho mình tinh thần, khôi phục bình tĩnh. Rồi sau đó, hắn dùng sức đẩy một cái, liền đem quan tài đá nắp quan tài đẩy ra. Nắp quan tài đẩy ra một cái dữ tợn thi thể, chính là xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt. Thi thể kia cực kỳ khủng bố, khuôn mặt dữ tợn, thật may Diệp Thần đạo tâm vững chắc, lại làm xong vạn toàn chuẩn bị, cho nên cũng không có bị hù dọa. Hắn cẩn thận đưa mắt nhìn dưới, liền phát hiện thi thể này, thật ra thì cũng không phải chân chính thi thể, mà là dùng một ít đặc thù đất bùn và sáp thế chấp cấu trúc thành, hình dáng là hồn Thiên Đế hình dáng, hiển nhiên là hồn Thiên Đế hậu nhân, vì kỷ niệm. Hắn mà chế tạo ra, ở nơi này cái giả thi thể chung quanh, có một ít ngọc thạch, ngọc khí, hạt châu, sách, bút lông, không trọn vẹn đao kiếm cùng các thứ, là hồn Thiên Đế vật chôn theo, đều là hắn khi còn sống đã dùng qua đồ, đã từng mang theo cường đại lực lượng, vậy. Chính là trong truyền thuyết hồn khí, chỉ bất quá, những thứ này, hôm nay đã toàn bộ mở đi, không có một chút linh khí cùng lực lượng tồn tại. Hiển nhiên, năm đó Long Thiên Đế, vì đối phó Kiếm Thiên Đế và Ngạo Thiên Đế, đã tiêu hao hết những thứ này hồn khí tất cả năng lượng, tất cả hồn khí cũng trở thành phế phẩm. Đáng tiếc, Diệp Thần thở ra một hơi, trong lòng cảm thấy thương tiếc, lại có chút vui mừng. Hồn Thiên Đế hồn khí, uy lực cực kỳ khủng bố, nếu như còn tồn tại nói, cũng không phải hắn có thể nắm trong tay. Hắn nếu là cưỡng ép chấp trường, còn khả năng cắn trả tự thân. Hôm nay hồn khí ảm đạm, năng lượng toàn bộ hao hết, đổ chặt đứt Diệp Thần niệm tưởng. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, liền đóng lại quan tài đá, xoay người ra âm hồn cổ điện. Nhưng mà, Diệp Thần không có chú ý tới, ở hắn vừa rời đi âm hồn cổ điện thời điểm, quan tài đá ở giữa cỗ thi thể kia, nhưng là bỗng nhiên mở mắt. Vậy bỗng nhiên mở mắt ra bên trong, mang màu máu, giống như hàm chứa thế gian kinh khủng nhất tà niệm cùng ác niệm, hội tụ hết thảy lệ khí cùng oán khí, là chết hơi thở. Diệp Thần xuất hiện ở âm hồn cổ điện sau đó, liền bay trở về Trang Hiểu Nhan, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh các người ở địa phương đó. Luân hồi trận doanh mọi người cũng đang đợi hắn. Bay không bao xa, Diệp Thần cảm thấy sau lưng truyền tới oanh thanh âm ùng ùng, quay đầu vừa thấy, âm hồn cổ điện lại có thể sụp đổ, hóa thành một mảnh phế tích. Thấy âm hồn cổ điện sụp đổ, Diệp Thần nhướng mày một cái, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao, âm hồn cổ điện ẩn núp cơ duyên, cũng chính là Thiên Long Nguyên Tinh, hắn đã lấy tới tay, hài lòng, coi như vậy cổ điện sụp đổ, cũng không có cái gì thương tiếc. Một đường phi hành, rất nhanh, Diệp Thần trở lại Trang Hiểu Nhan cùng bên người thân. Diệp đại ca, người có thể coi là trở về. Trang Hiểu Nhan đại hỉ, nàng và Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh các người, một mực chờ Diệp Thần, gặp Diệp Thần bình yên vô sự trở về, tất nhiên đại hỉ. Hạ Nhược Tuyết nói, Diệp Thần, người lấy được cơ duyên gì? Nàng mơ hồ tới giữa, cảm thấy Diệp Thần tựa hồ lấy được cái gì đại cơ duyên, vận may lớn. Diệp Thần cười nói, chậm một chút nói sau, chúng ta đi trước Chu Thần chiến trường vùng trung tâm, cũng không thể để cho vậy ba đạo đại cơ duyên, bị người khác đoạt đi. Đám người gật đầu một cái, đều biết vậy ba đạo đại cơ duyên trọng yếu, lập tức liền nhanh chóng lên đường, hướng Chu Thần chiến trường vùng trung tâm chạy đi. Đám người một đường chạy, cái này phiến nghịch thần chiến trường hắc ám khí tức, cũng đang không ngừng suy thoái, các loại ma vật gầm thét kêu thảm thiết, rối rít theo gió chôn vùi. Trang Hiểu Nhan, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh các người, thấy một màn này, đều là ngạc nhiên.
chỉ có Diệp Thần biết, là tự giết rất vậy Hắc Ám Thần Long, giải quyết hết Hắc Ám họa loạn căn nguyên, cho nên để cho được nghịch thần chiến trường Hắc Ám khí tức, không ngừng suy thoái chôn vùi. Rất nhanh, Diệp Thần đoàn người đã thấy nghịch thần chiến trường cuối, Chu Thần chiến trường vùng trung tâm, vô số thiên tài địa bảo thở mạnh voi, vậy tràn vào trong mắt mọi người. Đám người trong lòng mừng rỡ, tăng thêm tốc độ, muốn đến vậy vùng trung tâm khu vực. Lúc này ở vậy khu vực nòng cốt bên trong, đã có không thiếu võ giả đang hoạt động, bọn họ đều mang thần sắc hưng phấn, không ngừng thu tập chung quanh thiên tài địa bảo tài nguyên. Diệp Thần đoàn người, cũng nghĩ tới đi thu lấy, nhưng lúc này, một đạo mang vô hạn quyến luyến, vô hạn tưởng nhớ, vô hạn háo hức thanh âm, truyền vào đám người trong lỗ tai. Tỉ tỉ, phía trước trong hư không, một đạo bóng đẹp, người mặc thuần màu sắc quần áo, xích hai chân, chậm rãi từ không trung đáp xuống. Đây là một cái thiếu nữ, thoạt nhìn là như vậy mềm yếu, ánh mắt mang theo vô hạn đau khổ. Nhưng Diệp Thần thấy cô gái này, nhưng là nội tâm đại chấn. Bởi vì hắn nhận được cô gái này, lại là Tử Thần giáo đoàn hộ pháp, biệt hiệu Đồng Hồ Cát Chảy. Luân hồi trận doanh bên trong, vậy có mấy cái cường giả, nhận ra thiếu nữ thân phận, đồng loạt kinh hô, Đồng Hồ Cát Chảy, lại là ngươi. Trang Hiểu Nhan lại là La Thất Thanh, kêu lên, muội muội. Cái này Đồng Hồ Cát Chảy thiếu nữ, cũng chính là nàng muội muội, Trang Hiểu Nguyệt, năm đó rơi vào hắc ám. Trang Hiểu Nhan có thể rõ ràng cảm nhận được, trên người em gái mình, có một cái ảo tưởng huyết mạch, đó chính là trụ quang huyết mạch. Vì sống lại nàng, Trang Hiểu Nguyệt huyễn nghĩ ra điều này huyết mạch. Nàng muốn nghịch chuyển thời gian, nghịch chuyển sống chết, đem tỷ tỷ sống lại. Tỷ tỷ, Trang Hiểu Nguyệt đạp không tới, trong mắt mang vô hạn nhớ nhung. Nàng khi nhìn đến Trang Hiểu Nhan sau đó, đi qua rất nhiều trí nhớ cũng hồi phục, một màn chuyện cũ, xông lên đầu, nàng lúc này liền thanh âm nói chuyện đều run rẩy. Cùng ta trở về không không lúc nào không đi, tỷ tỷ. Trang Hiểu Nguyệt nhẹ giọng nói, đưa tay muốn đi kéo Trang Hiểu Nhan tay. Trang Hiểu Nhan nhưng là lui về phía sau, lui đến Diệp Thần bên người, nhìn xem Diệp Thần, lại nhìn xem Trang Hiểu Nguyệt, nói, không, muội muội, ta còn chưa tới lúc trở về. Nàng mới vừa sống lại không bao lâu, thực lực còn không có khôi phục, còn cần ở thế giới hiện thật nhiều hơn rèn luyện, nếu là tùy tiện trở về không không thời không nói, lấy nàng thực lực trước mắt, sợ rằng sẽ khắp nơi đụng vách tường. Hơn nữa, nàng đã cùng Diệp Thần có quan hệ cực kỳ mật thiết, tự nhiên cũng không muốn rời đi Diệp Thần. Trang Hiểu Nguyệt thân thể run lên, ánh mắt mang theo một chút lạnh lùng, nhìn Diệp Thần một mắt, nói tỉ tỉ, người bị hắn mê hoặc. Trang Hiểu Nhan vội nói, không có, muội muội, Tử Thần giáo đoàn không phải địa phương tốt gì, người dứt khoát bỏ tối theo sáng, và ta cùng nhau quy thuận luân hồi chi chủ. Nghe vậy, Trang Hiểu Nguyệt nhưng là lạnh cười nhạt một tiếng, ánh mắt ở Diệp Thần, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, còn có vạn hỏa giới sứ giả, luân hồi trận doanh rất nhiều võ giả trên mình, từng cái quét qua, đáy mắt Hạ dần dần có ý định giết người nổi lên, nói. Tỷ tỷ, người đã bị luân hồi chi chủ mê muội, ta giết sạch bọn họ. Ngươi là có thể khôi phục thanh tỉnh. Tiếng nói rơi xuống, ở Trang Hiểu Nguyệt sau lưng, bỗng nhiên linh khí nổ, nổi lên một đạo to lớn nguy nga Đồng Hồ Cát Chảy đồ đằng, vô biên vô tận thần minh uy áp, từ nàng trên người tách thả ra, làm được toàn bộ nghịch thần chiến trận, đều là kịch liệt. Chấn động đứng lên, thần đạo cảnh, Diệp Thần mặt liền biến sắc, liền cảm đến thời khắc này, Trang Hiểu Nguyệt bộc phát ra hơi thở, lại có thể đạt tới thần đạo cảnh tầng thứ một bước. Vốn là, ở thực tế phép tắc hạn chế hạ, vậy không không thời không cường giả, hạ xuống đến thế giới hiện thật sau đó, thực lực sẽ bị hạn chế đến tiên đế đỉnh cấp. Tuy nói hôm nay quy tắc giãn ra, có thể đạt tới thần đạo cảnh bước, nhưng dẫu sao khó khăn, cũng không dễ dàng làm được. Nhưng, chỗ này, nhưng mà trong truyền thuyết Chu Thần chiến trường, ở nơi này phiến bí cảnh bên trong, thế giới hiện thật hạn chế càng yếu kém, Trang Hiểu Nguyệt lại trực tiếp có thần đạo cảnh tu vi tiêu chuẩn. Phải biết, lần trước Diệp Thần ở Phù Văn Thánh trong ruộng, và Trang Hiểu Nguyệt tranh đoạt vạn kiếm thần tinh, thời điểm đó nàng, vẫn không thể phát huy thần đạo cảnh lực lượng. Nhưng hiện tại, ở Chu Thần chiến trường bên trong, nàng trực tiếp bùng nổ. Thần đạo cảnh uy nghiêm, chân thực quá mức khủng bố, thần linh hơi thở một thả ra ngoài, liền làm được đầy trời sấm sét cuồn cuộn, mây đen áp đính, các loại không thể danh trạng minh mông khí tượng đang sôi trào, không gian vậy nhăn nhó, gió lớn đột ngột. Cát bay đá chạy. Một đạo bạc cột sáng màu trắng,
từ trang hiểu nguyệt trên đỉnh đầu vọt lên, xuyên qua trời, hiển hóa ra đồng hồ cát chảy, bóng mặt trời, tinh nguyệt vân. Vân các loại đẹp lạ thường cảnh tượng. Diệp Thần, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Trang Hiểu Nhan các người, đều là rung động, thật sâu cảm thấy Trang Hiểu Nguyệt hơi thở mạnh mẽ. Mà lúc này, ở Chu Thần chiến trường vùng trung tâm, Thiên Nữ, Cô Tô Vũ, Trùng Dương Chân Nhân, Tiêu Tinh Hà, còn có rất nhiều tiến vào bí cảnh các võ giả, cũng là cảm nhận được liền cái này cổ động trời hơi thở. Thần đạo cảnh hơi thở, vĩ đại khí tượng, để cho được toàn trường tất cả người, đều là kinh ngạc rung động. Đó là, thần đạo cảnh cao thủ, không không lúc nào không có người hạ xuống. Điều này sao có thể, Chu Thần chiến trường tin tức, không phải là không có truyền tới không không lúc nào không sao. Là ai, tử thần giáo đoàn hộ pháp, đồng hồ cát chảy. À, nàng muốn giết luân hồi chi chủ. Luân hồi chi chủ chết chắc. Vô số kinh hãi tiếng nghị luận vang lên, tất cả người mơ hồ bắt được thiên cơ, biết cái này cổ hơi thở ngọn nguồn, chính là đồng hồ cát chảy Trang Hiểu Nguyệt. Toàn bộ Chu Thần chiến trường bên trong người, cũng có thể cảm nhận được Trang Hiểu Nguyệt sát ý. Đó là nhằm vào Diệp Thần sát ý. Thần đạo cảnh tầng thứ một cao thủ, vậy thì là chân chánh thần minh. Diệp Thần sức chiến đấu tuy mạnh hãn, đủ để nghịch phạt tiên đế cường giả, nhưng đối mặt thần đạo cảnh tầng thứ một, không người cảm thấy hắn có chiến thắng cơ hội. Thiên nữ sợ hãi, theo bản năng muốn đi hướng nghịch thần chiến trận, lại bị Cô Tô Vũ kéo. Cô Tô Vũ nói, được rồi, sư muội, nếu như luân hồi chi chủ chết, đó cũng là chuyện tốt. Thiên nữ cắn răng, nói ta không tin hắn sẽ chết. Lúc này, nghịch thần chiến trận bên trong, Trang Hiểu Nguyệt đem tự thân hơi thở, toàn bộ bộc phát ra. Vô số trời trăng sao vĩ đại khí tượng, còn quấn nàng thân thể xoay tròn. Đáng tiếc, chỉ là thần đạo cảnh tầng thứ một. Trang Hiểu Nguyệt phát ra một tiếng thở dài, thật ra thì nàng chân thật tu vi, vượt qua xa thần đạo cảnh. Bất quá, ở nơi này phiến Chu Thần chiến trường bên trong, tối đa cũng chỉ có thể phát huy thần đạo cảnh tầng thứ một thực lực. Ừ, hạ vị thần, chắc đủ. Trang Hiểu Nguyệt mảnh khảnh bàn tay, hơi cầm, cảm thụ mình trong cơ thể chảy lực lượng, trong ánh mắt ý định giết người càng ngày càng đậm hơn, nhìn chằm chằm Diệp Thần. Thần đạo cảnh chính là hạ vị thần, trở xuống vị uy năng của thần, phải đối phó Diệp Thần cái này thiên huyền cảnh tầng thứ sáu võ giả, làm sao xem đều là tất thắng. Muội muội, không muốn. Cảm nhận được Trang Hiểu Nguyệt trong mắt sát ý, Trang Hiểu Nhan có vẻ kinh hoàng, bước nhanh xông tới, muốn đi ôm ở nàng. Tỷ tỷ, ngươi nhìn cho thật kỹ đi, ta sẽ đem nơi này tất cả người, toàn bộ giết sạch, bọn họ mê hoặc ngươi, đều đáng chết. Cùng bọn họ đều chết hết, ta sẽ mang ngươi đi không không lúc nào không, chúng ta về nhà, trọng trấn không sứt mẻ gia tộc vinh diệu. Trang Hiểu Nguyệt tất cả trí nhớ cũng khôi phục, biết mình ở rơi vào hắc ám trước, đã từng là không sứt mẻ người gia tộc. Hôm nay không sứt mẻ gia tộc, so với đỉnh cấp thời điểm, đã suy yếu rất nhiều. Nhưng, nàng có lòng tin, có thể cùng Trang Hiểu Nhan cùng nhau, chấn hưng gia tộc. Thấy Trang Hiểu Nhan muốn xông lại, Trang Hiểu Nguyệt vung tay lên, một cái thời gian pháp tắc xiềng xích, bay xuống ra, tại chỗ liền đem Trang Hiểu Nhan trói, để cho nàng không cách nào nhúc nhích. Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, còn có rất nhiều luân hồi trận doanh các võ giả, cảm giác được nguy hiểm, muốn đi cùng Diệp Thần sóng vai tác chiến, nhưng lại gặp Trang Hiểu Nguyệt vẫy tay bày từng đạo không khí tường, đem bọn họ toàn bộ ngăn trở ở. Tất cả người, đều bị ngăn cách chạy đi. Tại chỗ trung ương nhất, chỉ còn lại Trang Hiểu Nguyệt và Diệp Thần hai người. Luân hồi chi chủ, người có gì ngôn gì? Trang Hiểu Nguyệt nhìn chằm chằm Diệp Thần, lạnh lùng nói. Diệp Thần thật sâu cảm nhận được liền uy hiếp, thần đạo cảnh uy áp, thật là như trời phong lôi vậy mãnh liệt, hắn cả người xương cốt ở nơi này cổ dưới áp lực, đều là rắc rắc sát vang động lực. Ngươi cảm thấy ngươi có thể giết chết ta. Mặc dù áp lực to lớn, nhưng Diệp Thần cũng không hoảng loạn, khẽ mỉm cười một cái, nói. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, thiên huyền cảnh tầng thứ sáu, là có thể nghịch phạt tiên đế, nhưng cái này vậy vượt cấp tác chiến, cũng có cực hạn. Ngươi cực hạn. Chính là nghịch phạt tiên đế, còn không tư cách cùng thần đạo cảnh chống lại. Trang Hiểu Nguyệt nhất thanh thanh hát, trong cơ thể ảo tưởng trụ quang huyết mạch, lực lượng toàn bộ bộc phát ra, hóa thành một phiến màu bạc trắng thời gian lãnh vực, đem mình và Diệp Thần bao phủ vào. Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Trang Hiểu Nhan các người, vậy gặp phải cái này phiến thời gian lĩnh vực ảnh hưởng đến, thân thể một hồi cứng ngắc,
nhưng là thân thể thời gian bị dừng lại, khó mà nhúc nhích. Diệp Thần vậy cảm thấy thân thể cứng còng, chung quanh thời gian, thật giống như trôi qua được đặc biệt chậm chạp, so bình thường thời điểm chậm chạp ngàn gấp vạn lần. Ở nơi này vậy chậm rãi thời gian tốc độ chảy dưới, Diệp Thần cảm thấy hô hấp nghẹt thở, cả người cũng không để được khí lực, liền suy nghĩ thật giống như đều bị chậm lại, cả người đổi được vô cùng chậm chạp. Ngươi đã từng bỏ qua cho tính mạng của ta, nhưng ngươi làm bẩn tỷ tỷ ta, chúng ta tới giữa vậy coi là huề nhau, ta cho một mình ngươi thống khoái. Trang Hiểu Nguyệt trong mắt lạnh lùng, bỗng nhiên ra tay, đầu ngón tay phá không đánh ra, màu trắng bạc ánh sáng lóe lên. Ở nơi này phiến thời gian lãnh vực bên trong, nàng thời gian bị gia tốc, động tác công kích nhìn như so lúc bình thường, mau lẹ mấy trăm lần, nhanh mạnh ác liệt, như gió lôi thiểm điện. Diệp Thần nhưng là cả người chậm chạp, đối mặt Trang Hiểu Nguyệt công kích, nhất thời rơi vào vô cùng nguy hiểm tình cảnh. Tự do cánh, phá cho ta. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần cả người tập tục nổ, tự do cánh mở ra, rực cánh hơn 10 triệu phiến phù văn lóe lên, trắng tinh thánh quang chiếu sáng bốn phương. Oanh! Tự do cánh vừa ra, Diệp Thần nhẹ nhàng vỗ cánh cánh, nhất thời cuồng bạo gió lốc lớn, liền từ trên người hắn nổ lên, trực tiếp đem trên mình nơi có thời gian pháp tắc trói buộc, toàn bộ nghiền bạo. Diệp Thần thân thể, khôi phục tự do, chấn rực một bay, liền bay đến trời cao, né tránh Trang Hiểu Nguyệt nhất kích. Ừ! Trang Hiểu Nguyệt tiếu mặt trầm xuống, biết Diệp Thần tự do cánh, chính là nàng thúc thúc phong thần thiên tôn thần thông, có lớn tự do, lớn tiêu giao khí vận, có thể xông phá thế gian hết thảy cuối cùng trói buộc. Nàng thêm chưa ở Diệp Thần trên mình thời gian chậm chạp trói buộc, tự nhiên không cách nào ngăn trở tự do cánh đột phá. Long đằng mệnh tinh, giết! Diệp Thần người ở trên không, cho dù là ở hạch tâm chiến trường rất nhiều võ giả, cũng có thể thấy hắn tự do cánh triển khai vĩ đại bóng người. Chỉ gặp Diệp Thần tay trái rút ra Luân Hồi Thiên Kiếm, tay phải rút ra Nhân Hoàng Thánh Đao, Long Đằng Mệnh Tinh mở, cuồn cuộn long khí hội tụ tại thân, Luân Hồi Thiên Kiếm và Nhân Hoàng Thánh trên đao mặt, đều có rồng thần quanh quẩn, đặc biệt nguy nga. Diệp Thần đao kiếm đều xuất hiện, xen lẫn Long Đằng Mệnh Tinh uy thế ánh đao kiếm ảnh, liền giống như là thiên lưu thác nước vậy, hung hăng hướng Trang Hiểu Nguyệt chém tới. Nhân quả luật, vạn pháp bất xâm. Trang Hiểu Nguyệt thấy Diệp Thần kinh khủng như vậy thế công, nhưng là chút nào không hoảng hốt, sửng dưng đứng tại chỗ, bóp một cái thủ quyết. Từng đạo vô hình không khí tường, xuất hiện ở nàng chung quanh thân thể. Diệp Thần vậy đủ để chém chết tiên đế ánh đao kiếm khí, bạo giết xuống, lại không có thể gây tổn thương cho đến Trang Hiểu Nguyệt một cái chút nào mau, toàn bộ bị vậy từng đạo không khí tường chặn lại. Vậy từng đạo không khí tường, là bởi vì quả luật lực lượng, tương tự cấm chế. Trang Hiểu Nguyệt định nghĩa liền một cái nhân quả luật, đó chính là vạn pháp bất xâm bốn chữ. Bất kể là cái gì thuật pháp thần thông, đánh đến trên người nàng, đều sẽ không tạo thành tổn thương chút nào, không cách nào xâm hại đến nàng. Đây chính là nhân quả luật lợi hại, định nghĩa nhân quả, thành lập thiên địa quy luật, đại lộ chân lý vậy quy luật. Nàng có thể phát huy ra thần đạo cảnh tầng thứ một thực lực, tự nhiên cũng có thể ung dung nắm trong tay nhân quả luật. Diệp Thần sắc mặt cuồng biến. Không nghĩ tới thế công của mình, như thế ung dung liền bị nàng phòng xuống. Đây chính là thần đạo cảnh lực lượng sao? Diệp Thần trong ánh mắt thoáng qua sâu đậm kiêng kỵ, cùng vô lượng cảnh so sánh, thần đạo cảnh chỗ lợi hại nhất, không phải mặt ngoài sức chiến đấu, mà là sâu tầng thứ quy luật thủ đoạn thần thông, ảo tưởng thủ đoạn vân. Vân, luân hồi chi chủ, đừng vùng vẫy, người đánh không lại ta. Ta đứng không nhúc nhích cho người đánh. Nếu là ngươi có thể gây tổn thương cho đến ta một cái chút nào mau, cũng coi là ngươi lợi hại. Trang Hiểu Nguyệt đứng không nhúc nhích, trong mắt thậm chí lộ ra vẻ khinh bỉ cùng thần sắc khinh thường, nhìn Diệp Thần. Nàng có kiêu ngạo cùng khinh thường tư cách, bởi vì thần đạo cảnh lực lượng, xa xa bao trùm ở thiên huyền cảnh bên trên. Diệp Thần sắc mặt âm trầm, không nói gì, nhìn Trang Hiểu Nguyệt đứng không nhúc nhích, hắn quả quyết chấn động tự do cánh, thân thể tiêu xạ nhi hạ, hai tay đao kiếm đều xuất hiện. Chém chết hướng Trang Hiểu Nguyệt thân thể. Trang Hiểu Nguyệt vẫn là đứng không nhúc nhích, mặc cho Diệp Thần chém. Ở nàng chung quanh thân thể, có một từng đạo không khí tường bảo vệ, đó là nhân quả luật cấm chế lực lượng. Diệp Thần đao kiếm chém điên cuồng cuồng phách, phát ra suy suy âm bạo thanh, nhưng căn bản không cách nào thương tổn tới Trang Hiểu Nguyệt, toàn bộ bị vậy nhân quả luật không khí tường chặn lại. Cuồng chém chém loạn dưới, Diệp Thần cánh tay cũng đã tê dần. Vẫn là không đả thương được Trang Hiểu Nguyệt.
chung quanh Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Trang Hiểu Nhan các người, thấy một màn này, đều là rung động. Diệp Thần lại không có nổi giận, ánh mắt như cũ tràn đầy chiến ý, nói, nhân quả luật thì như thế nào, thốn kình, khai thiên. Hắn bỗng nhiên thu hồi đao kiếm, một quyền cuồng bạo đập ra, dã man bá đạo kình lực, từ hắn trong quyền phong nổ lên, lần nữa hướng Trang Hiểu Nguyệt đánh giết đi. Một quyền này, là võ tổ đạo pháp trình độ cao nhất. Thốn kình, khai thiên. Trang Hiểu Nguyệt định nghĩa nhân quả luật, vạn pháp bất xâm, phổ thông võ đạo thần thông, đúng là không tổn thương được nàng. Nhưng Diệp Thần thốn kình khai thiên, nhưng là võ tổ cứu cực quyền pháp, liền nhân quả luật cấm chế cũng có thể nổ. Thốn kình khai thiên tu luyện tới đỉnh cấp cảnh giới, truyền thuyết có thể một quyền oanh phá thế gian vạn đạo, không có bất kỳ vật gì, có thể ngăn trở vậy khai thiên một quyền. Ở không không lúc nào không bên trong, võ tổ nhất là trấn hám lòng người lực lượng, chính là một chiêu kia thốn kình khai thiên. Khi thấy Diệp Thần quả đấm đánh giết tới, mới vừa vẫn là bình tĩnh Trang Hiểu Nguyệt, sắc mặt ngay tức thì thay đổi. Nàng không dám lại đứng tại chỗ không nhúc nhích, bởi vì nàng cảm giác được, nếu như bị Diệp Thần một quyền đánh tới, nàng xương cốt đều phải vỡ thành mảnh giấy vụn, đây là thốn kình khai thiên lợi hại. Vèo! Nguy cấp bên trong, Trang Hiểu Nguyệt nhanh chóng nghiêng người tránh, né tránh Diệp Thần một quyền. Oanh! Diệp Thần một quyền nện ở không khí trên, kích thích ngàn vạn nặng đợt khí, mặt đất vỡ sụp xuống, bầu trời hư không cũng lắc lư, có thể gặp một quyền này uy mãnh. Trang Hiểu Nguyệt được to lớn chấn động, rên lên một tiếng, liên tiếp lui về phía sau, rồi sau đó hít sâu một hơi, nói, là ta xem thường ngươi, thiếu chút nữa đã quên rồi ngươi là võ tổ đệ tử. Diệp Thần ha ha cười một tiếng, ở thốn kình khai thiên một quyền vung ra sau đó, cánh tay hắn ra thịt cùng xương cốt, bởi vì dùng sức quá độ, một hồi biến dạng đau đớn, nhưng hắn cưỡng ép đè xuống, nhìn về Trang Hiểu Nguyệt nói. Ngươi không phải nói đứng không nhúc nhích, mặc cho ta đánh ngươi sao? Trang Hiểu Nguyệt sắc mặt khôi phục rửng rưng, nói thôi, trò chơi đến đây kết thúc, không cùng ngươi chơi, ta vẫn là đưa ngươi lên đường đi. Tiếng nói rơi xuống, Trang Hiểu Nguyệt hai tay liền liền nặn quyết, thần đạo cảnh linh khí toàn bộ tách thả ra ra, sau lưng nàng đồng hồ cát chảy đồ đằng, lóng lánh đến trình độ cao nhất. Từng luồng sáng chói, mênh mông, tia sáng chói mắt, từ tòa kia đồng hồ cát chảy bên trong nổ bắn ra ra, đó là thời gian pháp tắc ánh sáng, đủ để cho bầu trời hoang không, để cho mặt đất khô lão. Toàn bộ thời gian lãnh vực, khí lưu kịch liệt nổ ầm đứng lên, các loại quy luật hỗn loạn. Vô số thời gian pháp tắc huy quang, bao phủ ở Diệp Thần trên mình. Ở nơi này chút thời gian pháp tắc huy quang bao phủ hạ, Diệp Thần cảm thấy mình thân thể, đang nhanh chóng già đi. Ngươi muốn để cho ta chết già? Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, lập tức thấy rõ đến Trang Hiểu Nguyệt ý đồ. Trang Hiểu Nguyệt lại là muốn thi triển thời gian pháp tắc thủ đoạn. Để cho Diệp Thần trên mình thời gian, tăng tốc độ trăm triệu tỷ gấp vạn lần, từ đó đưa đến hắn giả yếu mà chết. Vốn là, thiên huyền cản cấp hát cái khác thượng vị giả, tuổi thọ là vô tận. Nhưng, năm tháng cùng thời gian, bản thân mang theo to lớn mài mòn. Cho nên cho dù là thượng vị giả, ở hư hại chồng tích lũy hạ, cũng là sẽ giả yếu. Nếu như trong thời gian ngắn, tiếp nhận mài mòn quá nhiều, người liền sẽ sống sờ sờ chết già. Diệp Thần cảm giác được, hắn thân thể đang nhanh chóng đi về phía giải yếu. Trụ quang huyết mạch, cho ta nghịch chuyển. Diệp Thần quát to một tiếng, điều động trụ quang huyết mạch, ngăn cản vậy giải yếu ảnh hưởng. Vô dụng, người tu vi quá thấp, không phát huy ra trụ quang huyết mạch lực lượng, thậm chí còn không bằng ta điều này trong ảo tưởng huyết mạch. Trang Hiểu Nguyệt lắc đầu một cái, thần đạo cảnh uy áp đỉnh cấp bùng nổ, để cho Diệp Thần trên mình thời gian, điên cuồng tăng tốc độ. Cái này cổ gia tốc tình thế, thậm chí liền Diệp Thần trụ quang huyết mạch, cũng không kịp nghịch chuyển. Diệp Thần trên đầu, xuất hiện tóc trắng, già yếu dấu hiệu bắt đầu hiện ra. Không, muội muội, mau dừng tay. Trang Hiểu Nhan có vẻ kinh hoàng, muốn đi ngăn trở Trang Hiểu Nguyệt, nhưng tự thân bị đến thời gian pháp tắc hạn chế, căn bản không cách nào nhúc nhích. Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Vạn Hỏa Giới năm vị sứ giả, và luân hồi trận doanh các võ giả. Ở Trang Hiểu Nguyệt thần đạo cảnh uy áp hạ, vậy thì không cách nào đến gần, căn bản không giúp được Diệp Thần. Diệp Thần ở tăng tốc độ giải yếu, đây là Trang Hiểu Nguyệt thủ đoạn. Trang Hiểu Nguyệt biết, Diệp Thần võ đạo cực kỳ cường hãn, nếu như cứng đối cứng, coi như nàng là thần đạo cảnh cao thủ, bị quy tắc hạn chế một phần chia,
muốn chiến thắng, chỉ sợ cũng phải bỏ ra giá thảm trọng. Cho nên, nàng dứt khoát lợi dụng thời gian pháp tắc thủ đoạn, muốn dựa vào thời gian lực lượng, giết chết Diệp Thần, muốn để Diệp Thần chết già. Kinh khủng thời gian pháp tắc khí tượng, chấn động bầu trời. Bầu trời và mặt đất, cũng giải yếu. Bầu trời mất đi màu sắc, đổi được tử khí trầm trầm, tất cả nhật nguyệt trói lọi, toàn bộ tiêu tán. Kiên cố mặt đất, đổi được như bùn nát ao đầm vậy xốp, tất cả mặt đất sức sống cũng mất đi, cỏ cây mảng lớn khô héo, toàn bộ nghịch thần chiến trận, đều phải đi về phía ngày tận thế. Trang Hiểu Nguyệt thời gian tăng tốc độ thủ đoạn, tác dụng ở Diệp Thần trên mình, nhưng tiết ra ngoài ra năng lượng khí tức, vậy để cho được thiên địa hoang giả rồi, cái này mảnh đất giới muốn suy vong. Ở Chu Thần chiến trường vùng trung tâm, Thiên Nữ, Cô Tô Vũ, Trùng Dương Chân Nhân, Tiêu Tinh Hà, còn có vô số các võ giả, ngơ ngác nhìn về phía nghịch thần chiến trường phương hướng. Bọn họ cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, nghịch thần chiến trận ở chết đi, thiên hoang, địa lão, thời gian đi tới cuối. Chu Thần chiến trường địa mạch, năng lượng dồi dào, nếu thời gian dài, có lẽ có thể để cho nghịch thần chiến trận, lần nữa hồi phục. Nhưng ngày hôm nay, vậy phiến nghịch thần chiến trận, là muốn hoang lão suy vong. Diệp Thần, cũng phải già yếu mà chết. Luân hồi chi chủ lại muốn chết già sao? Trời ạ, đó chính là thần đạo cảnh lực lượng sao? Quả nhiên là đáng sợ. Một mực vô địch và khí vận nghịch thiên luân hồi chi chủ, rốt cuộc phải chết ở thần linh trong tay. Thần đạo cảnh chỉ là hạ vị thần, vậy những ngày đó đế chủ thần, lại sẽ cường hãn đến mức độ nào? Vô số thanh âm thán phục vang lên, tất cả mọi người đều cảm thấy rung động. Bọn họ cũng có thể rõ ràng cảm giác được, Diệp Thần sắp muốn chết già. Nghịch thần chiến trận bên trong, Diệp Thần trên đầu tóc trắng, càng ngày càng nhiều, hắn cảm thấy tự thân lực lượng, đang nhanh chóng đi về phía suy kiệt. Cái này cổ suy kiệt, là thời gian mài mòn. Năm tháng bể dâu mang tới suy kiệt. Yêu nữ, ngươi muốn để cho ta chết già, đó là nói vớ vẩn. Diệp Thần ánh mắt ác liệt, nhìn chằm chằm Trang Hiểu Nguyệt, tự nhiên không cam lòng lúc này già yếu mà chết. Oanh! Một cổ kinh khủng hắc ám năng lượng chập chờn từ Diệp Thần trong cơ thể bộc phát ra. Phù quỷ mẫu sao, cẩm lý thiên phù, phá. Diệp Thần sử dụng phù quỷ mẫu sao, nhưng cũng không phải là triệu hoán phù quỷ, mà là đem trong sào huyệt. Phong ấn cẩm lý thiên phù, cho gọi ra tới. Vù vù, cẩm lý thiên phù nổi lên, toát ra vô tận quang minh, còn có vô số vĩ đại thần thánh lực lượng, từng cái cá chép vờn quanh ở Diệp Thần trên mình, để cho trên người hắn thời gian tốc độ chảy, cũng là chậm lại rất nhiều, giả yếu dấu hiệu đạt được chậm tách ra. Cái này cẩm lý thiên phù, chính là ngày xưa quang thần thiên tôn pháp bảo, cũng là cửu thần tổ khí bên trong, cường đại nhất một cái. Cái này cẩm lý thiên phù, dùng khởi nguyên tiên chỉ ao nước rèn luyện qua, năng lượng cực kỳ mênh mông, lấy Diệp Thần hôm nay tu vi, vẫn không thể phát huy ra nhiều ít uy lực, nhưng phải bảo vệ tự thân, vậy cũng đủ rồi. Ừ, cẩm lý thiên phù. Trang Hiểu Nguyệt gương mặt hơi biến sắc, cũng là biết linh phù kia lợi hại. Luân hồi chi chủ, xem ra muốn giết ngươi, quả nhiên không như vậy dễ dàng. Thôi, ta hy sinh ta chút thời gian tuyến, liều mạng đạo tâm bị tổn thương. Ngày hôm nay đều phải giết ngươi. Trang Hiểu Nguyệt cắn răng, trong ánh mắt tràn đầy đoạn tuyệt ý, rồi sau đó một nặn thủ quyết, thiêu đốt lên tự thân sinh mạng tinh hoa. Trên người nàng thời gian tuyến, ít nhất có 1/5, ở trong nháy mắt toàn bộ cháy hết, tương đương với nàng chết liền 100.000 lần. Như thế nhiều thời gian sợi cháy, đối nàng sinh mạng tinh hoa hao tổn, đạo tâm mài mòn, vậy là đặc biệt to lớn. Sắc mặt nàng, ngay tức thì trắng bệch. Bất quá, nàng cũng không để bụng. Vì Chu diệt Diệp Thần, đem tỷ tỷ đoạt lại bên người, nàng nguyện ý bỏ ra tất cả. Muội muội, ngươi điên rồi. Trang Hiểu Nhan thất thanh kêu to lên, hoàn toàn không nghĩ tới Trang Hiểu Nguyệt như thế tàn bạo, lại có thể bỏ phải trả ra to lớn như vậy hy sinh, cũng phải giết Diệp Thần. Ở Trang Hiểu Nguyệt đại lượng sinh mạng tinh hoa cháy hạ, nàng thời gian pháp tắc uy áp, kinh khủng hơn. Vậy cổ thời gian gia tốc lực lượng. Liền Diệp Thần cẩm lý thiên phù, cũng không đỡ được. Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Trang Hiểu Nhan các người, liền trơ mắt nhìn Diệp Thần thân thể dung mạo, nhanh chóng đi về phía giải yếu. Mới vừa Diệp Thần, vẫn là một cái cao ngất tuấn tú thanh niên. Nhưng ngay trước mắt, hắn đổi được vô cùng già nua, mặt đầy tóc trắng, mặt đầy nếp nhăn,
cả người linh khí đã bởi vì năm tháng mài mòn, toàn bộ khô kiệt. Rất tốt, luân hồi chi chủ, người rốt cuộc phải chết. Trang Hiểu Nguyệt đại hỉ, tiếp tục tăng tốc độ thời gian, muốn để Diệp Thần hóa thành một bộ xương khô. Ta nói, yêu nữ, người muốn để cho ta chết già, không thể nào. Bỗng nhiên, một đạo lạnh lùng thanh âm, từ Trang Hiểu Nguyệt sau lưng truyền tới. Trang Hiểu Nguyệt thần sắc đại biến, quay đầu vừa thấy, liền thấy một cái cao ngất tuấn tú thanh niên người, trong ánh mắt tràn đầy đao kiếm vậy mũi nhọn, chính là Diệp Thần. Thời khắc này Diệp Thần, nơi nào có cái gì giả yếu dấu hiệu, hơi thở chính là đỉnh cấp. Nhưng ở trước mặt, nhưng lại có một cái giả đi Diệp Thần. Hai cái Diệp Thần, xuất hiện ở thống nhất cái thời gian lãnh vực bên trong, nhìn như có chút quỷ dị. Nguy rồi, chúng kế, là phân thân. Trang Hiểu Nguyệt trong mắt lộ ra to lớn sợ hãi ý, lúc này mới phát hiện, lúc đầu vậy đã giả yếu Diệp Thần, cũng không phải là Diệp Thần bản thể, mà là hắn Thanh Liên phân thân. Tại mới vừa Trang Hiểu Nguyệt, cháy thời gian tuyến cùng sinh mạng tinh hoa thời điểm, Diệp Thần đã bắt được cơ hội, lập tức đem bản thể cùng phân thân, tiến hành cắt chuyển. Chịu đựng thời gian giả yếu, chỉ là hắn Thanh Liên phân thân. Hắn bổn tôn, đã đi vòng qua Trang Hiểu Nguyệt sau lưng, đột nhiên thi triển đánh lén. Thốn kình, khai thiên. Diệp Thần một quyền bạo giết ra, mặt trời gay gắt ánh sáng lóng lánh, hung hăng đánh phía Trang Hiểu Nguyệt sống lưng. Khoảng cách gần như vậy một quyền, đối phương lại là chút nào không phòng bị, hắn chí ở tất được. Phịch. Quả nhiên, Trang Hiểu Nguyệt không có bất kỳ phòng bị nào dưới, tại chỗ gặp phải Diệp Thần một quyền đánh giết, miệng phun máu tươi, chật vật bay rơi xuống đi ra ngoài, ít nhất có 1/5 thời gian tuyến, bị Diệp Thần đánh được bạo diệt, bị thương rất nặng. Thấy trọng thương Trang Hiểu Nguyệt, Diệp Thần nhướng mày một cái, hắn mới vừa một quyền kia, đã vận dụng luân hồi huyết mạch lực lượng, thậm chí còn có liệt nhật mệnh tinh lực lượng. Nếu như là tiên đế võ giả nói, bị Diệp Thần như vậy một quyền đánh, chỉ có thân hồn bạo diệt kết quả. Nhưng, Trang Hiểu Nguyệt cũng chưa chết, chỉ là bị thương. Chỉ có thể nói, thần đạo cảnh cường giả sinh mệnh lực, đúng là cường hãn chút, cái này cũng không chết. Muội muội, Trang Hiểu Nhan thấy muội muội trọng thương, muốn đi cứu trợ, nhưng thân thể vẫn là khó mà nhúc nhích. Trang Hiểu Nguyệt dưới trọng thương, lại còn có thể duy trì ở đây phiến thời gian lĩnh vực vận chuyển, còn có đối Trang Hiểu Nhan, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh đám người thời gian trói buộc, có thể gặp nàng thực lực khủng bố. Luân hồi chi chủ, thật là giỏi tính toán, thật là thủ đoạn, khó trách ta tỷ tỷ bị ngươi mê muội, ngươi thật sự là một cái giỏi lắm nam tử. Trang Hiểu Nguyệt thân thể mềm mại lảo đảo lắc lư, từ dưới đất đứng lên, ánh mắt như cũ mang bất khuất cùng quật cường, tuy nói trọng thương, nhưng cũng không có nhận thua. Thậm chí, nàng cũng không cảm giác được mình thua. Nốt ta thân thể không lành lặn, cháy hết tuổi thọ, năm tháng thiên chu, hạ xuống đi. Trang Hiểu Nguyệt con người tách thả ra màu vàng, nàng phối hợp thân khí huyết tinh hoa, sinh mạng tinh hoa, còn có trong ảo tưởng trụ quang huyết mạch, toàn bộ thiêu đốt. Nàng đã là điên cuồng. Mới vừa nàng, chỉ là cháy một phần nhỏ thời gian tuyến, không hề sẽ uy hiếp được sinh mạng. Nhưng hiện tại, nàng lại là đem tự thân nơi có thời gian tuyến, tất cả sinh mệnh tinh hoa, toàn bộ cháy, chỉ cất giữ bản thân sống sót một cái. Làm những thứ này thời gian tuyến, toàn bộ cháy hết sau đó, nàng sau này cũng chỉ còn lại có một cái mạng, không thể nào lại còn sống lại cơ hội. Nàng đạo tâm, ở to lớn mài mòn tích lũy hạ, vậy nhất định đổi được vô cùng yếu ớt, sau này tu luyện, tùy thời đều có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Nhưng, vì chu diệt Diệp Thần, nàng là không tiếc giá phải trả, hoàn toàn điên cuồng. Nàng trong cơ thể sinh mạng cùng khí huyết, toàn bộ cháy, các loại quy luật sôi trào, trong hư không vang lên từng cơn ngâm sướng, bầu trời thậm chí hạ nổi lên mưa máu, khí tượng đặc biệt nguy nga. Một cái nửa trong suốt cự kiếm, từ không trung nổi lên. Thanh cự kiếm kia, mang năm tháng thiên chu uy lực, là Trang Hiểu Nguyệt vô số kỷ nguyên, thời gian pháp tắc tu vi hội tụ, vậy hội tụ nàng tất cả sinh mạng tinh hoa, lực sát thương to lớn. Diệp Thần nhìn bầu trời bên trong, vậy cầm nửa trong suốt cự kiếm, cảm nhận được vậy năm tháng thiên chu khí tức đáng sợ, hắn sắc mặt cũng là thay đổi. Hắn thật sâu cảm thấy nguy hiểm, nếu là cự kiếm kia chém xuống, năm tháng thiên chu giết hại hạ xuống, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Toàn bộ chu thần chiến trường các võ giả, cũng có thể thấy vậy năm tháng thiên chu cự kiếm, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được, Trang Hiểu Nguyệt thần đạo cảnh khí huyết tinh hoa trình độ cao nhất cháy,
màu máu trùm tia sáng ngất trời, quá nguy nga. Phải ngăn cản nàng. Diệp Thần nội tâm chỉ có cái ý niệm này, muốn sống, phải ngăn cản Trang Hiểu Nguyệt, tuyệt không thể để cho thanh cự kiếm kia rơi xuống. Yêu nữ, người muốn liều mạng, vậy ta vậy liều mạng. Nhân hoàng thánh đao, cho ta hiến tế. Diệp Thần quát to một tiếng, trong sâu thẳm, dòm ngó thấy phương pháp phá cuộc. Phá cuộc mấu chốt, chính là nhân hoàng thánh đao. Nhân hoàng thánh đao, là tam hoàng chí bảo một trong, giá trị đặc biệt chân quý, là thiên khải chí tôn đắc ý làm. Năm đó thiên khải chí tôn, vì chế tạo thanh đao này, thậm chí đã tiêu hao hết tất cả sinh mệnh nguyên khí, vì kéo dài tánh mạng, hắn dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể rơi vào hắc ám. Thanh đao này, ở rất nhiều không vô thần khí bên trong, cũng là có thể nói nhất lưu đứng đầu tồn tại. Diệp Thần sử dụng nhân hoàng thánh đao, tâm niệm vừa động, đem thánh đao ném hướng bầu trời, trực tiếp hiến tế. Hiến tế nhân hoàng thánh đao, đây là vô cùng điên cuồng cử động. Nhân hoàng thánh đao chân quý như vậy binh khí, hiến tế bộc phát ra uy lực, coi như là thần đạo cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể chống đỡ. Mà muốn hiến tế thanh đao này, người bình thường cũng không có tư cách. Nhưng, Diệp Thần có luân hồi huyết mạch, nội tình mạnh mẽ, coi như là hiến tế nhân hoàng thánh đao áp lực, hắn cũng có thể chịu đựng ở. Ùm ùm, bầu trời mưa to như chút nước, mới vừa màu máu nước mưa, giờ phút này theo Diệp Thần muốn hiến tế nhân hoàng thánh đao, lại có thể biến thành màu đen. Hình như là thiên địa đại lộ, cũng làm nhân hoàng thánh đao hiến tế, cảm thấy lộ vẻ xúc động. Ông ông ông, nhân hoàng thánh đao kịch liệt run run, bùng nổ vạn trượng kim quang, liền chuẩn bị muốn hiến tế thành công. Nhưng vừa lúc đó, một đạo thân ảnh, không biết từ vì sao tới, đột nhiên biến dạng hư không xuất hiện. Thân ảnh kia nhỏ hết sức thướt tha, hẳn là một người cô gái, bao phủ ở một bộ trong hắc bào mặt, trên đầu mang cái chụp đầu, che mặt cho, không thấy rõ nàng tướng mạo. Nàng vừa xuất hiện, thuận tiện lấy tốc độ nhanh như tia chớp, vào tới Trang Hiểu Nguyệt bên người, một cái tay đao, tinh chuẩn cắt ở Trang Hiểu Nguyệt gáy, lại tại chỗ đem nàng đánh ngất xỉu. Trang Hiểu Nguyệt hôn mê bất tỉnh, sinh mạng cháy kết thúc, trên bầu trời năm tháng cự kiếm, cũng là ngay tức thì hội diệt. Cái đó thần bí áo bào đen cô gái, một tay ôm choáng váng mê Trang Hiểu Nguyệt, rồi sau đó nhanh chóng bay vút đến Trang Hiểu Nhan bên người, đem vẫn còn kinh ngạc giây phút Trang Hiểu Nhan, vậy cùng nhau ôm đi. Nàng đột ngột xuất hiện, lại như quỷ mị vậy, đột ngột chạy trốn xa đi, đơn giản là tới vô ảnh, đi mất tăm. Diệp Thần cũng là một mặt kinh ngạc, hắn còn vừa mới chuẩn bị hiến tế nhân hoàng thánh đao, cùng Trang Hiểu Nguyệt sống chết liều giết, nào nghĩ tới đột nhiên xuất hiện thần bí áo bào đen cô gái, chấm dứt hết thảy các thứ này. Đó là người nào? Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nhìn thần bí kia áo bào đen cô gái thân ảnh đi xa, mơ hồ tới giữa, tựa hồ thấy phía sau của đối phương, tựa hồ có ba cái lông xù đuôi mèo ba, không phải là người tộc, tựa hồ là yêu tộc loại. Khi nhìn đến vậy ba cái đuôi thời điểm, Diệp Thần cảm thấy thiên đế linh khiếp bên trong, bán vĩ kịch liệt chấn động đứng lên, truyền ra to lớn đồng tình. Đó là, tam vĩ. Diệp Thần con người co rúc lại, trong thoáng chốc bắt được thiên cơ, cảm thấy vô biên vô tận khí tức quỷ dị, bao phủ lên trong lòng. Mới vừa cái đó thần bí áo bào đen cô gái, rất có thể, chính là thập vĩ một đạo phân thân, là tam vĩ. Thập vĩ phân thân bên trong, Diệp Thần đã thấy qua nhất vĩ và hai đuôi, nhưng còn không có gặp qua tam vĩ. Chẳng lẽ, tam vĩ đã hóa thành hình người? Nàng vì sao phải mang đi Trang Hiểu Nhan và Trang Hiểu Nguyệt hai tỷ muội? Diệp Thần rơi vào trầm tư, thật sâu cảm thấy nghi ngờ. Nếu như thiên cơ cảm ứng không sai, mới vừa cái đó thần bí áo bào đen cô gái, chắc là tam vĩ. Tam vĩ đột ngột xuất hiện, mang đi Trang Hiểu Nhan hai tỷ muội, để cho được Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh các người, cũng là kinh ngạc không dứt. Theo Trang Hiểu Nguyệt bị mang đi, bao phủ ở bọn họ trên mình thời gian lãnh vực cùng trói buộc, toàn bộ tản đi. Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết các người, thoát khỏi thời gian lĩnh vực trói buộc, tinh thần đều có điểm hoảng hốt. Bọn họ lúc này mới phát giác xem kỹ đến, lúc đầu ngoại giới thời gian, đã qua một ngày. Mới vừa tranh đấu kịch liệt, cũng phát sinh ở vậy thời gian lãnh vực bên trong, mà vậy thời gian lãnh vực, tốc độ chảy và ngoại giới không cùng, hết thảy tranh đấu phát sinh ở điện quang hỏa thạch lúc đó, nhưng ngoại giới một ngày thời gian đều đi qua. Không tốt, thiên cơ tiết lộ, thiên đế đoạn hồn thương và ngạo thiên đế máu, hơi thở muốn bại lộ.
Diệp Thần mặt liền biến sắc. Thiên đế đoạn hồn thương và ngạo thiên đế máu, cái này hai đạo cơ duyên, Diệp Thần từ kiếm thiên đế trong miệng biết được. To lớn như vậy cơ duyên, kiếm thiên đế nếu nói ra miệng, tất nhiên kích động thiên cơ, không che giấu được, tối đa cũng chỉ có thể giấu giếm một ngày thời gian. Hiện tại một ngày trôi qua, thiên cơ kích động, vậy hai đạo cơ duyên rơi xuống, tất cả mọi người đều có thể cảm giác được. Chu thần chiến trường bên trong ba đạo đại cơ duyên, trừ khởi nguyên tiên chỉ bên ngoài, chính là trời đế đoạn hồn thương và vậy ngạo thiên đế máu. Diệp Thần, vậy hai đạo cơ duyên. Ngụy Dĩnh vội vàng đi tới Diệp Thần bên người, lúc này vậy cảm giác được thiên cơ thay đổi, biết việc lớn không ổn. Trang Hiểu Nhan và Trang Hiểu Nguyệt hai tỷ muội bị Tam Vĩ mang đi, chuyện này xác thực tràn đầy kỳ hoặc. Nhưng hiện tại, không phải lo lắng cái này thời điểm. Chuyện trọng yếu nhất, là cướp đoạt cơ duyên. Diệp Thần hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về Chu Thần chiến trường nồng cốt phương hướng, nhưng là rõ ràng cảm nhận được, lúc đầu thiên đế đoạn hồn thương và thiên đế máu, cái này hai đạo cơ duyên, lại là ở cùng một chỗ, đều ở đây kiếm thiên đế nói thần quyền. Trên đài, thần quyền đài, là nguyên thiên đế đánh chết hồn thiên đế địa phương. Hiện tại, thiên cơ tiết lộ, ở hạch tâm chiến trường bên trong, có rất nhiều võ giả, hướng thần quyền đài phương hướng chạy đi, cũng muốn cướp đoạt cơ duyên. Cũng có rất nhiều võ giả, tiếp tục xông về khởi nguyên tiên chỉ phương hướng. Hạ Nhược Tuyết nói, Diệp Thần, chúng ta hẳn đi đâu bên? Hiện tại, đặt ở Diệp Thần trước mắt, có hai con đường, cũng phải cướp đoạt khởi nguyên tiên chỉ, hay phải đi thần quyền đài. Hai địa phương này, đều có đại cơ duyên. Không biết thiên nữ và trùng dương chân nhân bọn họ, sẽ như thế nào lựa chọn. Diệp Thần trong lòng bàn tư trước, rồi sau đó nhanh chóng làm ra quyết đoán, hướng Hạ Nhược Tuyết và Ngụy Dĩnh nói, các người dẫn người đi tranh đoạt khởi nguyên tiên trì, ta đi thần quyền đài. Hắn đã đáp ứng kiếm thiên đế, muốn siêu độ ngạo thiên đế vong hồn. Ngạo thiên đế máu, ngay tại thần quyền trên đài. Diệp Thần tự nhiên không thể để cho cái này tích thiên đế huyết, rơi vào bên ngoài trong tay người. Hạ Nhược Tuyết cùng Ngụy Dĩnh nhìn nhau, cuối cùng gật đầu nói, được. Tình thế nguy cấp, nếu là đi trễ, có thể cơ duyên gì cũng không giành được. Lập tức, Diệp Thần bên này chia binh hai đường. Diệp Thần thu hồi thanh liên phân thân và nhân hoàng thánh đao, một mình đi thần quyền đài phương hướng. Hắn cũng không có dẫn người. Bởi vì hắn phải đem người để lại cho Hạ Nhược Tuyết bên này. Hạ Nhược Tuyết và Ngụy Dĩnh thì mang vậy 5 cái vạn hỏa giới sứ giả, còn có rất nhiều luân hồi trận doanh các võ giả, đi khởi nguyên tiên trì. Đoàn người ra nghịch thần chiến trận, chính thức tiến vào Chu thần chiến trường vùng trung tâm. Cái này phiến vùng trung tâm, mênh mông vô biên, bầu trời xanh thẳm, mặt đất sức sống mạnh mẽ, khắp nơi đều là cỏ xanh cùng rừng rậm, trong rừng rậm thật nhiều dược liệu chân quý. Trên đất lại tùy ý có thể gặp rất nhiều tinh quáng, còn có ở đó chút vách núi. Trên, tán lạc rất nhiều binh khí pháp bảo, thần công bí tịch, đều là nguyên thiên đế cùng hồn thiên đế, năm đó đại chiến, ảo tưởng năng lượng tiết ra ngoài, tạo ra được tới đồ. Không nghi ngờ chút nào, cái này Chu thần chiến trường bên trong, thiên tài địa bảo tài nguyên vô cùng nhiều, đủ để cho người đại phát hắn tài. Mới vừa Diệp Thần cùng Trang Hiểu Nguyệt chiến đấu. Làm được nghịch thần chiến trận thiên hoang địa lão, cái thế giới kia đã chết, nhưng Chu thần chiến trường vùng trung tâm, còn là sinh cơ mạnh mẽ, khắp nơi chân bảo khắp nơi hình dáng. Dĩ nhiên, ở nơi này phiến vùng trung tâm bên trong, cũng có rất nhiều hung thú hoành hành, muốn nhận lấy bảo vật tư nguyên nói, cũng cần bỏ ra điểm giá phải trả. Các nhà các phái võ giả, còn có thiên nữ, trùng dương chân nhân các người, bởi vì là đi tinh thiên chiến trường và giấu khư chiến trường lối vào. Cho nên rất dễ dàng liền đến vùng trung tâm, so Diệp Thần phải sớm một bước. Hiện tại, các nhà các phái các võ giả, đối tán rơi xuống đất phổ thông tài nguyên, cũng không có bất kỳ hứng thú, tất cả mọi người đều đi khởi nguyên tiên chỉ hoặc là thần quyền đài phương hướng bay đi. Những cái kia đại cơ duyên, tuy nói vậy võ giả cũng không có tư cách tranh đoạt, nhưng người người cũng muốn đi thử vận khí một chút. Diệp Thần một thân một mình, hướng thần quyền đài phương hướng bay vút đi. Hắn hồi tưởng lại mới vừa cô gái thần bí kia, đó chính là Tam Vĩ. Tam Vĩ bóng người, từ đầu đến cuối ở hắn đầu óc bên trong, quanh quẩn không tiêu tan. Tam Vĩ là tự mình một người, vẫn là sau lưng có thế lực gì. Thôi, những chuyện này, sau này hãy nói, hiện tại tranh đoạt cơ duyên trọng yếu nhất. Diệp Thần trong lòng thoáng qua rất nhiều ý niệm,
thật là tò mò Tam Vĩ lai lịch. Nhưng hiện tại, hiển nhiên không phải cân nhắc cái vấn đề này thời điểm. Hắn lắc đầu một cái, hít sâu một hơi, mới đưa đầu óc bên trong liên quan tới Tam Vĩ nghĩ bậy, toàn bộ bính trừ hết. Rồi sau đó, Diệp Thần chính là chấn định tâm thần, nhanh chóng đi thần quyền đài. Càng đến gần thần quyền đài, Diệp Thần thì càng cảm thấy, chung quanh xuất hiện một ít sương mù dày đặc càng ngày càng nồng đậm, phơi bày trắng xám màu sắc, lộ ra một chút quỷ dị. Hơn nữa, càng đến gần thần quyền đài, Diệp Thần liền cảm thấy luân hồi mộ địa bên trong, khối kia mộ bia lay động được càng lợi hại, thật giống như mới đại năng, lập tức phải xuất thế. Chẳng lẽ tân đại năng, cùng cái này chu thần chiến trường và thần quyền đài có liên quan sao? Diệp Thần trong lòng động một cái, mơ hồ cảm thấy một chút kích động. Mà vào lúc này, một hồi nhọn tiếng kêu thảm thiết, nhưng từ Diệp Thần phía trước vang lên. Sương mù dày đặc càng ngày càng đậm hơn, thần quyền đài ngay tại sương mù dày đặc chỗ sâu, rất nhiều so Diệp Thần trước đạt tới võ giả, cũng bị lạc ở sương mù bên trong, không tìm được đi tới đường. Trong sương mù mặt, lại cất giấu một ít hắc ám quỷ bí đồ, thỉnh thoảng nhảy ra giết người, tu vi hơi kém người, thì phải đem tánh mạng bỏ ở nơi này. Không thiếu võ giả kinh hoàng, phát hiện thần quyền đài quá khủng bố, chỗ này không phải bọn họ có thể tới. Có người nhát gan, muốn đi trở về, nhưng đường trở về đồ, đã bị sương mù dày đặc che đậy. Ở nồng nặc sương mù dưới, đưa tay không thấy được năm ngón, tất cả mọi người đều không thấy rõ con đường phía trước, vậy không thấy được quay đầu đường. Đám người chỉ có thể dựa vào thần quyền đài thiên cơ dấu vết, đi chỗ sâu xuất phát, nhưng bốn phía sương mù dày đặc, chân thực quá nồng nặc, hơn nữa mang theo vô cùng là khí tức quỷ dị, rất nhiều người lấy là mình đang đi về phía trước, nhưng trong thực tế tại chỗ lởn vởn. Diệp Thần một đường đi tới trước, dưới chân có lúc truyền tới một ít cổ quái xúc cảm, hình như là đạp phải một ít xương khô, còn có chút trần phong nhiều năm thi thể, để cho người cảm giác trong lòng phát mao. Diệp Thần biết, đây là đi qua ở chu thần chiến trường lịch luyện người, bất hạnh sau khi chết đi lưu lại hài cốt, những hài cốt này mang theo oán niệm, hôm nay chuyển biến thành trong sương mù hắc ám quái vật, đặc biệt khủng bố. Đáng sợ hơn phải, ở chung quanh trong sương mù mặt, còn tràn đầy ảo tưởng khái niệm. Người liền không cẩn thận, chạm đến ảo tưởng, sẽ lâm vào ảo giác bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Ông, Diệp Thần đầu một hồi chấn động, biết mình ở lơ đãng tới giữa, vậy chạm được những cái kia ảo tưởng khái niệm, thật may hắn đạo tâm mạnh mẽ, cũng không có rơi vào ảo giác bên trong. Diệp Thần hít sâu một hơi, tinh thần chấn tĩnh lại, tiếp tục đi tới trước. Hống! Lúc này, một đạo nhọn tiếng hô, đột ngột từ bên cạnh nổ vang. Chỉ gặp một đầu vặn vẹo oán linh, đột nhiên đạp chết đi ra. Oán linh khuôn mặt dữ tợn, hai tay như quỷ móng, xen lẫn ác liệt cương phong, phá không đánh tới, thanh thế đặc biệt mãnh liệt. Diệp Thần thong thả, huy động luân hồi thiên kiếm, đem đạp chết mà đến oán linh chém chết hết. Lấy hắn thực lực trước mắt, giống vậy oán linh cùng vong hồn, căn bản không đả thương được hắn. Ngao! Lại là một đạo to lớn tiếng gầm gừ vang lên. Nhưng tiếng gầm gừ này, cũng không phải là xuất từ Diệp Thần vùng lân cận, mà là tới từ phương xa. Là khởi nguyên tiên chỉ phương hướng. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn về phương xa, mặc dù trước mắt sương mù dày đặc che giấu, nhưng hắn vậy mơ hồ bắt được cái gì. Cái này đạo to lớn tiếng gầm gừ, tràn đầy liệt hỏa vậy tức giận, hình như là từ khởi nguyên tiên chỉ bên kia truyền tới, hơn nữa và vạn hỏa giới có liên quan. Xem ra khởi nguyên tiên chỉ bên kia, tranh đấu đã bắt đầu. Diệp Thần nghĩ thầm, khởi nguyên tiên chỉ là ba đạo đại cơ duyên một trong. Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết các người chia binh hai đường, hiện tại hắn đi tới thần quyền đài, Hạ Nhược Tuyết bên kia, muốn đến đã đến khởi nguyên tiên chỉ, hơn nữa và người khác bùng nổ tranh đấu. Diệp Thần trước mắt sương mù nồng nặc, hắn cũng không biết bên kia tranh đấu kết quả. Phải mau sớm cướp tới đây cơ duyên. Sau đó đi khởi nguyên tiên trì, và Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh các nàng hội hợp. Diệp Thần nghĩ như vậy, tăng thêm tốc độ hướng thần quyền trong đài tim đi tới. Nhưng, đi tốt một trận, Diệp Thần nhưng phát hiện, mình cũng không có tiến về trước nửa bước, tựa như một mực tại chỗ lởn vởn, và thần quyền đài trung tâm khoảng cách, không có xúc giảm chút nào. Có cổ quái. Xem ra cái này phiến sương mù dày đặc, giống như là một tòa mê trận, nếu như không xua tan sương mù dày đặc. Căn bản không đi được thần quyền đài.
Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, bộc phát cảm thấy cái này phiến sương mù dày đặc quỷ dị, lại liền hắn cũng không tìm được phương hướng. Đâu đâu vòng vo một chút dưới, Diệp Thần vậy đụng phải không thiếu võ giả. Những võ giả này, vừa không tìm được đi tới đường, vậy không tìm được đường trở về, người người nội tâm sợ hãi. Bọn họ thấy Diệp Thần sau đó, giống như thấy cứu tinh vậy, rối rít đi theo đi lên. Chỉ chốc lát sau, ở Diệp Thần bên người, đã hội tụ trên trăm cái võ giả, đám người lấy Diệp Thần cầm đầu, ánh mắt đều là tràn đầy cung kính. Nhưng, Diệp Thần mình cũng bị khốn tại sương mù dày đặc bên trong, không biết như thế nào phá cục. Bất quá, chung quanh các võ giả, đối Diệp Thần cũng là tràn đầy cảm kích. Bởi vì, có Diệp Thần ở chỗ này, coi như bọn họ không đi ra lọt sương mù dày đặc, chí ít không cần lo lắng bị trong sương mù ma vật tập kích. Đâu đâu vòng vo một chút liền một ngày, Diệp Thần vẫn là không có đầu mối. Ở sương mù dày đặc ra, khởi nguyên tiên chỉ bên kia, không ngừng truyền tới kịch liệt tiếng đánh nhau cùng tiếng nổ, xem ra bên kia tranh đấu, là càng ngày càng kịch liệt. Mà Diệp Thần chỗ ở sương mù dày đặc thế giới, nhưng tràn đầy u ám cùng đè nén bầu không khí. Diệp Thần và rất nhiều các võ giả, ngồi xuống đất nghỉ ngơi, thương lượng đối sách. Diệp Thần đại khái nghĩ tới phá cuộc biện pháp, đó chính là, triệu hoán liệt nhật mệnh tinh, dựa vào liệt nhật mệnh tinh ánh sáng, xua tan sương mù dày đặc. Nhưng, liệt nhật mệnh tinh, là Diệp Thần lá bài tẩy, nếu như thả ra ngoài, hắn tự thân tiêu hao tất nhiên to lớn. Đến lúc đó, những võ giả khác thừa dịp hư mà vào, vậy thì phiền toái. Ở nơi này phiến sương mù dày đặc thế giới bên trong, Diệp Thần mơ hồ bắt được hai đạo khí thức cường đại. Đó là Thiên Nữ và Trùng Dương Chân Nhân hơi thở. Thiên Nữ và Trùng Dương Chân Nhân, cũng ở đây địa phương. Một khi Diệp Thần rơi vào yếu ớt, bị Thiên Nữ và Trùng Dương Chân Nhân thừa dịp hư mà vào, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thiên Nữ và Trùng Dương Chân Nhân ở chỗ này, vậy muốn đến Cô Tô Vũ và Tiêu Tinh Hà, phải đi tranh đoạt khởi nguyên tiên trì. Thiên Nữ tới. Diệp Thần đang nghỉ ngơi để gặp, bên cạnh bỗng nhiên có võ giả kinh hô lên. Diệp Thần ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy sương mù dày đặc bên trong, chậm rãi đi tới một người cô gái, người mặc trắng như tuyết quần áo, khí chất phong hoa tuyệt đại, ung dung xuất trần, quanh thân băng hoàng khí tượng vờn quanh, chính là Thiên Nữ. Thiên Nữ thân thể mềm mại vòng quanh băng hoàng khí tượng, để cho chung quanh sương mù dày đặc, thoáng tản đi một ít. Ở sau lưng nàng, đi theo mấy trăm cái võ giả. Những cái kia võ giả cũng là không tìm được phương hướng, cho nên đi theo Thiên Nữ. Thiên Nữ, người tới. Diệp Thần thấy Thiên Nữ xuất hiện, nội tâm hơi có chút kích động, nhưng rất nhanh liền khôi phục lãnh đạm hình dáng. Hắn cùng Thiên Nữ tới giữa, có rất nhiều đi qua, hận yêu xen lẫn, ân oán dây dưa phức tạp. Bất quá, hắn hiện tại cùng Thiên Nữ quyết chiến sắp tới, tự nhiên sẽ không lại chìm đắm vào chuyện đã qua. Thiên Nữ ánh mắt nhìn về Diệp Thần, trong tròng mắt như có muôn vàn tinh thần lóe lên, trên mặt là biểu tình cười mỉa, chung quanh các võ giả, thấy nàng ánh mắt, đều là một hồi lòng say. Thiên Nữ khí chất, thật sự là quá phong hoa tuyệt đại. Diệp Thần, trước mắt sương mù dày đặc di thiên, ngươi nhưng có phương pháp phá cuộc. Thiên Nữ khóe miệng mang cười yếu ớt, hướng Diệp Thần nói. Không có, người đâu. Diệp Thần nói. Thiên Nữ nói, người có, chỉ cần ngươi gọi ra liệt nhật mệnh tinh, vô luận lớn hơn nữa sương mù dày đặc, đều có thể xua tan. Chung quanh sương mù dày đặc quá nồng đậm, cho dù là Thiên Nữ, vậy không tìm được đường ra. Diệp Thần ha ha cười một tiếng, nói, muốn ta triệu hoán liệt nhật mệnh tinh, sau đó chỉ làm phúc các ngươi. Mà ta nhưng rơi vào yếu ớt, mặc cho các ngươi xẻ thịt. Thiên Nữ cười nói, ta biết ngươi lo âu, nhưng ta có một cái phương pháp, lưỡng toàn kỳ mỹ, không cần ngươi tiêu hao quá nhiều. Diệp Thần nói, à. Thiên Nữ nói, chúng ta có thể mượn lực cho ngươi, đem linh khí hội tụ ở trên mình ngươi, như vậy thứ nhất, ngươi tự thân không cần nhiều ít tiêu hao, là được cho gọi ra liệt nhật mệnh tinh, cũng không cần lo lắng rơi vào yếu ớt. Nói tới chỗ này, Thiên Nữ hướng chung quanh võ giả nói, các ngươi có thể nguyện mượn lực cho luân hồi chi chủ. Đám người nghe được Thiên Nữ lời này, trong lòng đều nghĩ, thà khốn tại sương mù dày đặc bên trong, ngược lại không như mượn lực cho Diệp Thần, có lẽ còn có thể xông phá sương mù dày đặc. Ta nguyện ý. Ta cũng nguyện ý. Lập tức, tất cả mọi người gật đầu đáp ứng, nếu quả thật có thể phá ra sương mù dày đặc, bọn họ vậy không ngại mượn lực cho Diệp Thần.
Thiên nữ cười nói, Diệp thần, người thấy thế nào? Cùng xua tan sương mù dày đặc sau đó, tìm được thần quyền đài vị trí, vậy hai đạo cơ duyên rơi vào nhà nào, liền xem riêng mình bản lãnh. Bỏ mặc vậy hai đạo cơ duyên, thiên đế máu và thiên đế đoạn hồn thương, cuối cùng thuộc về ai, hiện tại dù sao phải trước phá vỡ sương mù dày đặc nói sau, nếu không, hết thảy đều là nói không. Diệp thần trong lòng khẽ nhúc nhích, nếu là liên hiệp mọi người lực lượng, lại triệu hoán liệt nhật mệnh tinh, hắn đúng là không cần nhiều ít tiêu hao. Còn có trùng dương chân nhân đâu? Diệp thần nhớ tới trùng dương chân nhân, hiện tại trùng dương chân nhân còn không xuất hiện, nếu là đối phương che giấu ở trong bóng tối, ngồi thu mưu lợi bất chính, vậy cũng thật to không ổn. Ha ha, luân hồi chi chủ, lão phu ở chỗ này. Sương mù dày đặc bên trong, một giọng già nua vang lên. Chỉ gặp trùng dương chân nhân, đạp sải bước xuất hiện, cả người vòng quanh từng luồng mây đen hơi thở. Vậy từng luồng mây đen, thật ra thì chính là bán vĩ, hơi thở đặc biệt quỷ dị, tuy nói trùng dương chân nhân đã tận lực thu liếm, thế nhưng bán vĩ tản ra hắc ám chập chờn, để cho được toàn trường mỗi một người, cũng làm lòng rung động. Luân hồi chi chủ, thật ra thì ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ cùng ngươi là địch, là ngươi đối với ta phòng bị quá sâu. Trùng dương chân nhân cười nói. Diệp thần lắc lắc đầu nói, ta cũng không muốn cùng ngươi là địch, nhưng mảnh chiến trường này bên trong cơ duyên, ngươi muốn, ta cũng muốn, tranh đấu không thể tránh khỏi. Trùng dương chân nhân gật đầu cười nói, đúng là như vậy, chúng ta nói xong cùng nhau đối kháng đạo đức thiên tôn, nhưng ở nghịch thiên cơ duyên trước mặt, xem ra chúng ta đều là theo đuổi tâm tư của mình, ha ha. Diệp thần nói, hợp tác quay về hợp tác, nhưng ta mong muốn cơ duyên, là sẽ không nhường cho người bất kỳ. Hôm nay Diệp thần, và trùng dương chân nhân tới giữa, nhưng thật ra là quan hệ hợp tác, hai người đều có cùng chung địch nhân, đó chính là đạo đức thiên tôn. Chỉ bất quá, một con ngựa thì một con ngựa, cái này chu thần chiến trường cơ duyên, hai người cũng muốn cướp lấy, tranh đấu tự nhiên không thể tránh khỏi. Trùng dương chân nhân cười nói, ta cũng như vậy, thôi, vẫn là xua tan nơi đây sương mù dày đặc nói sau, ta có thể mượn lực cho ngươi, tóm lại sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Cùng sương mù dày đặc tản đi, ai có thể cướp được cơ duyên, liền xem ai bản lãnh lợi hại. Dứt lời, trùng dương chân nhân cũng không nói nhảm, trực tiếp thả ra tự thân linh khí, từng luồng màu đỏ nhạt tiên đế ánh sáng, từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra, như một cái dây nhỏ vậy, liên tiếp đến Diệp thần trên mình. Hạ một sát, Diệp thần chính là cảm thấy, có hào hùng tiên đế linh khí, bơm vào đến mình trong cơ thể. Thiên nữ thấy vậy, cũng là thả ra tự thân linh khí. Một món băng hoàng hơi thở, từ trên người nàng phát ra, cuối cùng hội tụ đến Diệp thần trên mình. Chung quanh các võ giả, cũng là lật đật mượn lực cho Diệp thần. Mọi người lực lượng, hội tụ đến Diệp thần trên mình, để cho được Diệp thần kinh mạch, cũng giống như cù long vậy tăng vọt. Các loại không cùng thuộc tính linh khí, ở Diệp thần trên mình cổn đáng, nếu như đổi lại người bình thường, chịu đựng như thế nhiều khí tức dị chủng bơm vào, sợ rằng chỉ có bạo thể bỏ mạng kết quả. Cũng chỉ có Diệp thần, dựa vào luân hồi huyết mạch cường đại chứa hiệu quả, mới có thể chịu đựng ở như thế nhiều không cùng thuộc tính linh khí. Rất tốt, đa tạ các vị mượn lực, ta liền triệu hoán liệt nhật mệnh tinh, xua tan sương mù dày đặc. Diệp thần hít sâu một hơi, ánh mắt đột nhiên ác liệt, rồi sau đó chính là thúc giục liệt nhật mệnh tinh, trực tiếp đem liệt nhật mệnh tinh cho gọi ra tới. Vù vù, một vòng màu vàng kim mặt trời gay gắt, từ Diệp thần đỉnh đầu dâng lên. Toát ra mênh mông ánh mặt trời chói mắt. Đó chính là liệt nhật mệnh tinh khí tượng, nhìn Diệp thần trên đỉnh đầu mặt trời gay gắt, chung quanh tất cả võ giả, cũng phát ra rung động tiếng hô. Vậy một vòng mặt trời gay gắt, thật sự là quá huy hoàng, quá nhức mắt, quá lóa mắt, vô số vĩ đại thần thánh quy luật, bất hủ nguyên khí, còn quấn vậy mặt trời gay gắt chuyển động. Ở đó mặt trời gay gắt bên trong, vừa có thể mơ hồ thấy luân hồi thiên đường vĩ đại khí tượng. Ở liệt nhật mệnh tinh huy hoàng dưới ánh sáng, tất cả võ giả cũng không dám nhìn thẳng, cúi đầu. Ca ngợi mặt trời, liệt nhật mệnh tinh, quả nhiên là mênh mông thần thánh. Trùng dương chân nhân thấy liệt nhật mệnh tinh xuất hiện, phát ra gần như si cuồng tiếng than thở, cùng hắn trầm ổn già nua bề ngoài quá mức không tương xứng. Truyền thuyết bên trong, không không lúc nào không bốn đại chí cao thần khí bên trong thiên đế kim luân, thật ra thì chính là lấy liệt nhật mệnh tinh là linh cảm. Ảo tưởng chế tạo ra. Nói cách khác, liệt nhật mệnh tinh là thiên đế kim tua ảo tưởng ngọn nguồn, uy năng đặc biệt khủng bố.
Trùng Dương chân nhân từng tiếp xúc qua Thiên Đế Kim Luân, hắn thân là tán thần thiên tôn, cũng có thể mượn dùng Thiên Đế Kim Tua lực lượng, nhìn trời đế kim tua ảo tưởng ngọn nguồn, Diệp Thần liệt nhật mệnh tinh, hắn dĩ nhiên là tràn đầy sùng bái khen ngợi ý. Thậm chí, còn có một chút dị thường cuồng nhiệt cùng tham lam. Diệp Thần nhìn Trùng Dương chân nhân vậy nóng rực ánh mắt, khó hiểu cảm thấy trong lòng có chút phát mao. Xem Trùng Dương chân nhân hình dáng, thật giống như hận không được đem mình liệt nhật mệnh tinh nuốt trọn vậy. Mặt trời gay gắt huy quang, xua tan sương mù dày đặc, phá. Dừng một chút, Diệp Thần chấn định tâm thần, thúc giục liệt nhật mệnh tinh, toát ra một bó thuốc nóng rực chói lọi, đi bốn phía thả bắn lên. Hiện tại hắn tập hợp mọi người linh khí lực lượng, tự thân cũng không có nhiều ít tiêu hao. Ông ông ông, liệt nhật mệnh tinh chấn động, một bó thuốc chói mắt ánh mặt trời tách thả ra, nóng rực uy nghiêm như trời giận thần phạt, trong hư không lại vang lên ủng ủng khí lưu tiếng nổ, làm người ta rung động. Nếu như ta không có Viêm Hoàng Đế ấn, sợ rằng không địch lại cái này liệt nhật mệnh tinh. Thiên nữ cảm thụ liệt nhật mệnh tinh hơi thở, trong mắt hơi lạnh lẽo, thật sâu cảm thấy nguy hiểm. Liệt nhật mệnh tinh uy năng, chân thực quá kinh khủng, đủ để hòa tan Thiên Đế, nàng nếu như không có Viêm Hoàng Đế ấn mà nói, cũng chưa chắc có thể đỡ nổi.